Tối cường phản phái hệ thống chương 2447, cầu viện, 3, trong suy nghĩ của Hoàng Bỉnh Thành, đám người dùng đao phong thiên vực đều là mặt hàng không có đầu óc, lỡ bọn họ thực sự không quản một hơi giết lung tung, việc này rất dễ làm bị thương hinh nhi. Hoàng Bỉnh Thành vẻ mặt giận dữ nói, đám người đồng vũ dương kia làm ăn kiểu gì không biết. Chuyện lớn như vậy sao bọn họ không có đúng lúc báo lên. Kêu đồng vũ dương tới gặp ta ngay, qua giây lát, đồng vũ dương bị người gọi tới, trên đường hắn đã biết chuyện gì xảy ra, sau khi đi vào hắn cười khổ giải thích với Hoàng Bỉnh Thành, Hoàng Đại Nhân, không phải do hệ thống tình báo ám vệ của thủ hạ ta lỏng lẻo, mà là thời gian ám vệ chúng ta bố cục ở Võ Lâm Trung Nguyên dù sao chưa được lâu, tốc độ tin tức truyền lại khẳng định không nhanh bằng lục phiến môn. Lục phiến môn có thể trong thời gian một ngày truyền tin tức đi khắp toàn bộ 49 đạo của Đại Chu, nhưng với thực lực hiện giờ của ám vệ ta thì rất khó làm được điều này, thậm chí hai ngày đã là rất miễn cưỡng đồng vũ dương không phải đang trốn tránh trách nhiệm, mà là với năng lực hiện tại của ám vệ thì thật sự không làm được hiệu suất mạnh mẽ như lục phiến môn. Dù sao lục phiến môn chính là sức mạnh đại chu thành lập mấy chục năm mới có quy mô này, hơn nữa lục phiến môn còn có đám cường giả thiết gia, đổi thành ám vệ bọn họ thì có lẽ hơi quá sức. Tạ chỉ yến ở một bên nói, dịch kiếm môn ta cũng biết với tốc độ của ám vệ có lẽ không thể nhanh chóng đưa tin tức đến Tây Bắc Đạo, cho nên đã trực tiếp kêu ta dùng bí bảo thiên lý phi kiếm chạy đi, chuyện này cũng không thể chỉ trách đồng đại nhân. Hoàng Bỉnh Thành gật đầu, nhưng hắn vẫn dặn dò đồng Vũ Dương, về sau liệt kiếm nam đạo vào đối tượng trọng điểm cần chú ý, một khi có chuyện gì, nhất định phải trong vòng một ngày thấy tin tức truyền đến, phải rồi, hiện tại lập tức khiến cho ám vệ đi điều tra thực lực và động tĩnh của phong thiên vực, ta sẽ đi tìm tô đại nhân, nói việc này với hắn, chuyện lớn như vậy, cho dù tô Tính đang bế quan thì hoàng bỉnh thành cũng phải đánh thức hắn đồng vũ dương gật đầu lập tức xuống phía dưới chuẩn bị thật ra trong chuyện này cũng có một phần lỗi của hắn trước đó đồng vũ dương trải tất cả thế lực hướng trung nguyên chưa từng nghĩ tới sẽ cố ý đi quan tâm một dịp kiếm môn dù sao muội muội của tô đại nhân đang ở bên trong dịp kiếm môn nhưng sau đó đồng vũ dương liền bỏ qua bởi vì mạnh kinh tiên khi đó quá mạnh mẽ thậm chí còn mạnh hơn tô Tính. Có mạnh kinh tiên trấn thủ dịch kiếm môn thì an toàn vô cùng Nếu đã như vậy, hắn còn hao tâm tổn sức đi quan tâm chỗ đó làm gì Cho nên Đồng Vũ Dương không có cố ý sắp xếp người đi dịch kiếm môn Đến khi mạnh kinh tiên rời khỏi, Đồng Vũ Dương cũng không có nghĩ đến điểm này Không ngờ nhanh như vậy đã xảy ra chuyện Chuyện này ngược lại cũng cho Đồng Vũ Dương một bài học Hắn suy nghĩ vẫn chưa đủ chu toàn Đồng Vũ Dương từ trước đây là một phong môi nho nhỏ ở những nam đạo được tô tính nhìn trúng tới bây giờ đã chấp chưởng tổ chức tình báo toàn bộ ám vệ ngay cả võ giả dương thần cảnh cũng phải thách khí với hắn đồng vũ dương một đường đi tới không dễ dàng gì cho nên hắn vô cùng quý trọng vị trí hiện tại của mình tô đại nhân không nuôi thủ hạ phế vật lần này không phải là trách nhiệm của hắn nhưng là sơ xuất của hắn lần một lần hai còn dễ nói nếu lặp lại nhiều lần nói không chừng hắn sẽ tự làm mất đi vị trí này lúc này hoàng bỉnh thành đã tới nơi bế quan của tô tính bởi vì tô tính không phải bế sinh tử quan, cho nên Hoàng Bỉnh Thành trực tiếp gõ cửa chỗ bế quan. Cửa lớn mở ra, Hoàng Bỉnh Thành thoáng chốc cảm giác được một luồng hơi nóng ập tới, bên trong giường như ẩn dấu ngọn lửa vô biên, nhưng rất nhanh, luồng hơi nóng này nháy mắt biến mất, suýt chút nữa khiến cho Hoàng Bỉnh Thành tưởng chính mình sinh ra ảo giác, nhưng Hoàng Bỉnh Thành biết rằng, Dị tượng được tạo ra từ cường giả cấp bậc như Tô Đại Nhân không phải người như hắn có thể hiểu được. Tô tính đi ra cửa, hắn mới bế quan chưa đến thời gian một tháng, tô tính chỉ miễn cưỡng chữa trị xong thương thế của bản thân, còn về các loại võ công như xích hỏa thần công và thiên yêu đồ thần pháp, tô tính chỉ vừa mới quen thuộc một chút mà thôi. Nhưng hắn biết, với lực lượng hiện giờ của Tây Bắc Đạo, nếu không phải xảy ra đại sự, bình thường Hoàng Bỉnh Thành sẽ không tới quấy rầy hắn, thấy tô tính đi ra, Hoàng Bỉnh Thành không vòng vo, hắn nói thẳng, đại nhân. Dịch kiếm môn đã xảy ra chuyện, khoảnh khắc câu nói này vừa dứt, sắc mặt của tô tính nháy mắt âm trầm, khí thế trên người hắn trở nên vô cùng âm u, vốn phi long thành trời trong mây trắng chớp mắt giăng đầy mây đen. Những võ giả bên trong phi long thành không hiểu chuyện gì xảy ra, lữ phá thiên vốn thoải mái uống chút rượu ở trạch viện của mình, cảm giác được bên tô tính truyền tới khí tức khủng bố, tay hắn không kìm được trung một cái, vài dọc rượu rơi ra ngoài, mụ nội nó, là ai đến khiêu khích sư đệ kia của lão tử. Chật chật, hỏa khí lớn như vậy, sợ rằng có thể lật tung cả giang hồ mà lúc này hoàng bỉnh thành không khỏi bị giật mình khi thấy dáng vẻ này của tô tính sau đó hắn suy nghĩ một chút phát hiện mình đã nói sai hắn vội vàng nói đại nhân ngươi hiểu lầm rồi hiện tại dịch kiếm môn không có việc gì là sắp xảy ra chuyện thôi nói rồi hoàng bỉnh thành kể lại chuyện đã xảy ra cho tô tính lúc này mới khiến tô tính thu lại luồng khí tức khủng bố kia trên người mình trước dẫn ta đi gặp tạ chỉ yến bên trong phòng tiếp khách Tạ chỉ yến thấy tô tính đến đây thì thở vào một cái, chỉ cần có thể nhìn thấy tô tính, nguy cơ của dịch kiếm môn coi như đã được giải trừ. Tạ chỉ yến chấp tay hướng tô tính, nói, lần này phải làm phiền tô đại nhân ra tay giúp đỡ, dịch kiếm môn ta vô cùng cảm kích. Tô tính lắc đầu nói, ngươi và ta coi như là người quen cũ, mạnh tông chủ từng giúp ta không chỉ một lần, không cần khách khí như vậy, nhưng ta thắc mắc chính là vì sao phong thiên vực dám đánh chủ ý đến dịch kiếm môn lẽ nào dịp kiếm môn không có nói cho bọn họ biết quan hệ giữa chúng ta. Tuy hai tên chân vũ của phong thiên vực khá mạnh, nhưng ở trong mắt tô tính thì cũng chẳng là cái đinh gì, thậm chí nói một câu hơi kiêu căng, chỉ cần người của phong thiên vực không là kẻ điên, vậy tuyệt đối sẽ không ra tay với tông môn vốn là đồng minh với tô tính như dịp kiếm môn. Sau khi đánh xong trận chiến liên minh đạo môn, bây giờ tô tính đã trở thành một trong những chí cường giả trên toàn bộ giang hồ, người có thể vật lộn với hắn chỉ có mấy người trong này tuyệt đối không bao gồm phong thiên vực, nhưng tạ chỉ yến lúc này không có lên tiếng, trên mặt nàng lộ ra vẻ quái dị, thấy tạ chỉ yến như thế, tô tính thoáng chốc hiểu được, sợ rằng dịch kiếm môn chưa nói ra chuyện này với bên ngoài, lúc này mới khiến phong thiên vực cho rằng quan hệ giữa tô tính và dịch kiếm môn không có chặt chẽ như vậy, thật ra nguyên nhân rất đơn giản, cũng không phải là dịch kiếm môn có ý kiến gì với tô tính, là do dịch kiếm môn ngại mặt mũi, không muốn lấy tên tuổi của tô tính treo rao trên giang hồ, đổi thành người khác. Nếu có một núi dựa lớn như tô tính, chắc chắn sẽ khiến cho mọi người đều biết, thông minh một chút thì sẽ mượn thế. Nhưng dịch kiếm môn không giống vậy. Tôn nghiêm thân làm kiếm giả khiến cho bọn họ không làm được loại chuyện này. Thậm chí lúc trước dịch kiếm môn suy yếu nhất, bọn họ cũng chưa từng cầu người khác. Lần này, nếu không phải áp lực từ phong thiên vực quá lớn, thậm chí khiến cho dịch kiếm môn thấy được nguy cơ diệt môn bọn họ sẽ không đi cầu Tô Tính. Tô Tính cũng không nói thẳng ra điểm này, hắn chỉ nói với tạ chỉ yến, đã như vậy, hiện tại chúng ta lập tức xuất phát. Nói rồi, Tô Tính chuẩn bị mang theo tạ chỉ yến rời khỏi, nhưng vào lúc này, Lữ Phá Thiên bỗng nhiên đi tới nói, sư đệ, lần này có cần sư huynh ra tay hay không? Tô Tính lắc đầu nói, một phong thiên vực mà thôi, lẽ nào ta còn không đối phó được hai tên chân vũ? Lữ Phá Thiên cười to nói, đúng là một phong thiên vực không tính là gì, nhưng tiểu cô nương này không nói là hoàng thiên vực đã liên thủ với phong thiên vực, ngươi không lo lắng về bọn họ à? dù sao những người đó đều là hậu duệ của nhân hoàng ngày xưa, ngươi không cho bọn họ mặt mũi ra tay với đồng minh của họ, lẽ nào không sợ bọn họ sau đó trả thù? cô tính cười lạnh một tiếng, nói, mặt mũi không phải do người ta cho, mà là chính mình tự kiếm về. nhân hoàng cũng đã là quá khứ, ai biết bây giờ đang bế quan trong tiên vực, rốt cuộc là nhân hoàng hay là cho cốt của nhân hoàng? nếu lúc phong thiên vực ra tay với dịch kiếm môn mà hoàng thiên vực không ngăn lại, thì đó chính là không cho tô tính này mặt mũi, ta cần gì phải nể mặt bọn họ, hiện tại cũng không phải là thời thượng cổ, nhất thế hoàng triều đã sớm biến mất, vừa nói xong, tô tính không tiếp tục nói nhảm nữa, trực tiếp mang theo tạ chỉ yến rời khỏi, lữ phá thiên chật chật than thở, một sự hiểu lầm dẫn tới huyết án, trước đó, tuy lữ phá thiên không có đứng ra, nhưng đối thoại giữa tạ chỉ yến và hoàng bỉnh thành không phải bí mật gì hắn đã nghe rõ toàn bộ, theo hắn thấy rằng, chuyện này căn bản là do hiểu lầm liên tiếp đưa tới. Dịch kiếm môn bởi vì vấn đề mặt mũi nên cố ý giấu giếm quan hệ thật sự giữa bọn họ và tô tính. hơn nữa phong thiên vực cũng không có điều tra cặn kẽ. Theo bản năng cho rằng quan hệ giữa tô tính và dịch kiếm môn chỉ đơn giản là truyền thừa sư môn của Hinh Nhi, mà Hoàng Thiên Vực cũng bởi vì bận rộn những chuyện khác, tin tưởng sự phán đoán của Phong Thiên Vực, cho rằng dù Phong Thiên Vực nuốt dịch kiếm môn miễn là bảo đảm sự an toàn của muội muội tô tính cùng lắm là khiến cho tô tính hơi mất thể diện sẽ không đắc tội hắn đến cực hạn hoàng thiên vực vẫn rất tự tin về điểm ấy thật sự không nghĩ tới hoàng thiên vực tự tin hơi thái quá dù là thực lực của bọn họ hay cái gọi là thân phận hoàng tộc ngày xưa đối với tô tính mà nói thì như gió thoảng qua tai đều không được hắn để trong lòng có thể nói chỉ cần phong thiên vực cẩn thận điều tra chuyện này trước khi động thủ hoặc là hoàng thiên vực phái người điều tra một chút trước khi chuẩn bị liên minh vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống như hiện tại lữ phá thiên có thể tưởng tượng được kết cục của phong thiên vực này sẽ khá thảm hoàng bỉnh thành ở phía sau lữ phá thiên cười to nói như vậy ngược lại cũng tốt đám người tiên vực kia thi nhau hạ giới chỉ sợ bọn họ vẫn chưa rõ giang hồ này cuối cùng là ai làm chủ đại nhân cho bọn họ một bài học cũng khiến cho họ hiểu rõ rốt cuộc nên đặt bản thân ở vị trí nào Lữ phá thiên liếc nhìn Hoàng Bỉnh Thành, thủ hạ này của tô tính có đức hạnh y hệt chủ nhân mình, làm việc hoàn toàn chỉ nhìn lợi ích của bản thân, hoàn toàn không để ý hậu quả, hiện tại giang hồ loạn lạc, kết quả bọn họ ngược lại hoàn toàn không sợ gây sự, không suy nghĩ đến đại cục của giang hồ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thật ra Lữ phá thiên cũng giống tô tính, đại cục hay không đại cục gì đó, đều là những tên ăn no rửng mỡ, xen vào việc của người khác làm ra, giang hồ loạn thế liên quan gì đến loại người như họ lúc này phong thiên vực vẫn chưa biết chính mình đã rơi vào nguy cơ đang rất hưng phấn bọn họ nghẹn ở trong thành nhỏ này đã đủ lắm rồi lần này cướp đoạt sơn môn của dịch kiếm môn chỉ là bước đầu tiên để họ có được chỗ đứng ở hạ giới thậm chí phía sau bọn họ có hoàng thiên vực làm chỗ dựa phong thiên vực cũng chuẩn bị ra tay với danh kiếm sơn trang trực tiếp độc tôn kiếm nam đạo thường không nhìn đám đông võ giả phong thiên vực dưới tay mình trầm giọng nói nếu dịch kiếm môn không biết cất nhắc như vậy, thế thì đừng trách phong thiên vực ta lòng dạ độc ác, kỳ hạn ba ngày đã đến, trực tiếp tiến công dịch kiếm môn, phong thiên vực thế tới hung hăng, nhưng những võ giả dịch kiếm môn đều là biểu cảm thấy chết không sờn, cho dù có ít đệ tử trẻ tuổi ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng bọn họ đều nắm chặt trường kiếm trong tay mình, không buông tay, kiếm giả thà gãy không công. Từ khi những đệ tử dịch kiếm môn này mới gia nhập dịch kiếm môn, sư trưởng của bọn họ đã giáo dục họ như thế thường không đi tới, nhìn đám người dịch kiếm môn, trong mắt hắn vụt qua tia sáng lấp lóe, thản nhiên nói, ta thật sự không hiểu các ngươi đến tột cùng nghĩ như thế nào, chỉ là một cái sơn môn mà thôi, các ngươi ngoan ngoãn nhường lại, đến nơi khác khai tông lập phái chẳng lẽ không tốt sao? Chỉ bằng chút thực lực ấy của các ngươi mà cũng muốn cứng rắn chống lại phong thiên vực ta, thật không biết ai cho các ngươi sự tự tin này. Lâm Lạc Viêm thản nhiên nói, dịch kiếm môn ta cho tới bây giờ đều sẽ không nhường đường, trước đây, lúc dịch kiếm môn ta suy yếu nhất cũng không hề lùi bước càng đừng nói là hiện tại phong thiên vực các ngươi đúng là khá mạnh nhưng cũng chỉ là hạng người bắt nạt kẻ yếu mà thôi nếu sư huynh mạnh kinh tiên của ta còn ở đây chỉ bằng các ngươi cũng có can đảm tới đánh chủ ý dịch kiếm môn ta sắc mặt của thường không đen thui tuy bọn họ chưa từng đánh với mạnh kinh tiên nhưng họ từng nghe qua đại danh của mạnh kinh tiên trước không nói cái khác bọn họ còn không đánh lại một địch kinh phi càng đừng nói tới mạnh kinh tiên là cường giả kinh tài tuyệt diễm trong tinh đồn, gần với thần kiều cảnh, thường không không muốn nói nhảm với người của dịch kiếm môn, thật ra bọn họ cũng biết chuyện họ làm cũng không mấy tốt đẹp, cho nên tốc chiến tốc thắng là được, không cần nhiều lời làm gì, thường không vung tay lên, nói, các ngươi đã ngu xuẩn như thế, vậy thì giết cho ta, vừa nói xong, đám võ giả phong thiên vực xông thẳng về phía võ giả dịch kiếm môn, toàn bộ phong thiên vực, chỉ riêng võ giả tiên thiên cảnh đã có mấy vạn người, mà dịch kiếm môn tính luôn cả võ giả hậu thiên cũng chỉ có mấy nghìn người, thực lực của hai bên trên lệch quá xa, sợ rằng võ giả dịch kiếm môn không chống đỡ nổi nửa khắc đồng hồ khi ở trước mặt võ giả phong thiên vực. Hơn nữa, người của phong thiên vực không có nương tay, tất cả võ giả trực tiếp lao lên, dù sao cũng đã là bắt nạt kẻ yếu, lúc này đương nhiên muốn toàn lực ra tay, đỡ phải gặp phiền phức, đám người dịch kiếm môn đều lộ vẻ mặt trầm trọng lúc này tạ chỉ yến vẫn chưa về, tô tính cũng chưa đến, bọn họ trừ tử chiến tại đây thì không còn lựa chọn thứ hai. Lâm Lạc Viêm nói với sở bất phàm ở bên cạnh, chút nữa ngươi đưa Hình Nhi đi, mang Hình Nhi đi Tây Bắc Đạo, lưu lại chút hương khói sau cùng cho dịp kiếm môn ta. Người khác chịu chết, Hình Nhi lại có thể chạy trốn, không phải do Lâm Lạc Viêm nặng bên này nhẹ bên kia, mà là thân phận của Hình Nhi rất đặc biệt, nàng không chỉ là đệ tử của dịp kiếm môn, mà còn là muội muội của Tô Tính, Lâm Lạc Viêm không thể nhìn nàng gặp chuyện không may trong dịp kiếm môn được. Sở bất phàm lập tức nói, hình nhi đương nhiên phải đi, nhưng không phải ta mang nàng đi, mà là ngươi. Lúc sư huynh đi đã giao dịch kiếm môn cho ngươi trông coi, nếu như đại trưởng môn như ngươi chết đi, chẳng phải dịch kiếm môn ta sẽ trở thành trò cười của giang hồ sao. Nếu phải để lại chút hương khói cuối cùng cho dịch kiếm môn, người này phải là ngươi mới được. Không đợi Lâm Lạc Viêm phản bác, nghe hai người bọn họ nói chuyện, Hình nhi nắm chặt trường kiếm trong tay mình, nói, tại sao muốn ta đi, đừng quên, ta cũng là đệ tử của dịch kiếm môn, tông môn bị diệt, lẽ nào ta lại trốn một mình. Sở bất phàm cao mày nói, đừng bướng, dịch kiếm môn ai cũng có thể ở lại, nhưng duy chỉ có ngươi là không được. Ngay lúc bọn họ đang tranh luận, vài tên võ giả dương thần cảnh phong thiên vực ở hàng đầu đã vọt tới, thường khôn và tư đồ minh không có ra tay, với thực lực của bọn họ mà tham dự vào trận chiến này thì căn bản là tàn sát không có ý nghĩa gì. Đương nhiên, dù bọn họ không ra tay, kết quả cũng là tàn sát. Dương thần của Phong Thiên vực có khoảng 10 người, ngay lúc Sở Bất Phàm chuẩn bị đánh ngất Hinh Nhi, cứng rắn mang nàng rời đi, một hỏa diễm liên hoa màu xanh sẫm đột ngột bay xuống. Hỏa diễm liên hoa màu xanh sẫm tựa như sen vàng của Phật gia, trông rất sống động, nhìn qua vô cùng mỹ lệ, không lộ ra chút sức mạnh nào, thậm chí đám người Phong Thiên vực cho dù thấy hoa sen này, cảm giác đầu tiên hiện ra trong lòng chính là kỳ quái chứ không phải là cảnh giác và nguy cơ, nhưng ngay lúc này, hỏa diễm liên hoa màu xanh sẫm bắt đầu phân giải, khi hoa sen chuyển động, từng tia lửa màu xanh sẫm như sợi tơ nhảy múa, trôi nổi giữa thiên địa, xuyên qua thân thể của những võ giả kia, dù là dương thần cảnh hay dung thần, trước mặt ngọn lửa xanh sẫm ở nơi này, gần như trong nháy mắt không kịp phát ra tiếng hét thảm đã trực tiếp bị đốt thành một đống tro bụi. Thấy cảnh tượng này, mọi người thoáng chốc ngẩn ra, võ giả phong thiên vực ở phía sau vốn chuẩn bị xông lên lập tức dừng tại chỗ trong mắt lóe ra vô tận sợ hãi tồn tại dương thần cảnh dù là ở hạ giới hay ở tiên vực đều được xem như là cao thủ hàng đầu là cường giả cấp tông sư tuyệt đối dưới lục địa thần tiên thậm chí một chân vũ nếu muốn giết dương thần thì rất đơn giản nhưng muốn nháy mắt dây giết một dương thần có hơn phân nửa chân vũ đều làm không được kết quả lúc này có mấy võ giả dương thần cảnh còn có nhiều tồn tại dung thần cảnh nháy mắt biến thành tro bụi loại thủ đoạn này quả thực khiến cho bọn họ không cách nào tưởng tượng nổi, e là uy thần ma mới có uy năng như vậy. Một bóng người mặc hắc bào từ giữa không trung từng bước đi xuống, tạ chỉ yến đi theo bên cạnh hắn, được hắn dùng chân khí vững vàng đưa về trong đoàn người dịp kiếm môn. Quy áp dày đặc phát ra, vốn khí trời quang đã đột nhiên biến thành mây đen u ám, mọi người đều có thể nghe có tiếng quỷ khóc thần gào mơ hồ vọng xuống từ mây đen, trong đó dường như có quỷ mị ma quái gì đó chỉ cần người trước mắt này ra lệnh một tiếng thì sẽ hoàn toàn bùng nổ trực tiếp xé nát bọn họ sắc mặt của thường khôn và tư đồ minh thoáng chốc biến đổi người xuất hiện trước mắt trừ tô tính ra thì còn ai vào đây bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới chính mình còn chưa ra tay thì tô tính đã xuất hiện thường không thận trọng đi tới phía trước chắp tay hướng tô tính nói tô đại nhân tới đây vì chuyện gì phải biết rằng phong thiên vực ta cho tới bây giờ chưa từng có ý định muốn làm kẻ địch của tô đại nhân lần này phong thiên vực ta tiến công dịch kiếm môn cũng chỉ là chém giết giang hồ bình thường mà thôi, thậm chí phong thiên vực ta đã biết muội muội của tô đại nhân đang ở bên trong dịch kiếm môn, ta còn cố ý dặn dò thủ hạ tuyệt đối không thể thương tổn muội muội của ngài. Mới vừa rồi tô tính nháy mắt một kích giết chết hơn 10 võ giả dưới trướng phong thiên vực, nhưng vì ngại uy thế của tô tính, thường khôn vẫn phải ăn nói khép nét với hắn, tuy trông như ném đi mặt mũi của cường giả chân vũ cảnh, nhưng luồng uy thế kinh khủng vừa rồi từ người tô tính thật sự khiến cho hắn sinh lòng hoảng sợ, không dám làm càng. Tô tính thản nhiên nói, nói như vậy, lẽ nào ta còn phải cảm tạ ân phong thiên vực ngươi không giết chết? Nghe được ẩn ý trong giọng nói của tô tính, thường không vội vàng giải thích, đương nhiên không phải rồi, ý của ta là phong thiên vực ta thật sự không có ý định mạo phạm tô đại nhân. Tô tính hừ lạnh một tiếng, nói, dịch kiếm môn chính là minh hữu của Tây Bắc đạo ta, ngày xưa mạnh tông chủ đã giúp ta mấy lần hiện tại phong thiên vực ngươi đánh dịch kiếm môn cũng như đánh vào mặt của tô tính ta ngươi nói xem chuyện này lẽ nào không liên quan đến ta thường khôn và tư đồ minh nghe xong thì sắc mặt thoáng chốc biến đổi tính sai rồi thật sự là tính sai rồi danh tiếng của tô tính trong võ lâm bày ra đó có thể gọi là đồng minh của tô tính thì chỉ có địa phủ bởi vì bản thân tô tính cũng là người trong địa phủ bọn họ biết dịch kiếm môn có quan hệ với tô tính nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới quan hệ giữa tô tính và dịch kiếm môn vậy mà sẽ sâu tới mức này. Bây giờ tô tính đứng ở nơi này thì sao có thể để cho bọn họ tiêu diệt dịch kiếm môn? Trong nháy mắt, sắc mặt của thường khôn và tư đồ minh trở nên cực kỳ khó xem. Lỡ mạnh miệng, hao tổn nhiều công sức như vậy cũng chỉ vì mưu đoạt sơn môn của dịch kiếm môn, kết quả bị một tô tính bức lui. Thường khôn và tư đồ minh đều có thể tưởng tượng được về sau trên giang hồ đến cùng sẽ bàn tán bọn họ ra sao nhưng uy thế của tô tính đặt ở đó, kêu bọn họ đi cứng đối cứng với tô tính, nói thật, bọn họ không có can đảm này, cho nên thường khôn và tư đồ minh sắc mặt khó coi buộc lòng nói, đã như vậy, dịch kiếm môn chúng ta sẽ không động thủ, phong thiên vực ta sẽ rút lui, nói rồi, thường không trực tiếp khoát tay, muốn kêu võ giả phong thiên vực trực tiếp rời đi, trước đó, tuy tô tính giết nhiều người phong thiên vực bọn họ, nhưng lúc này thường không căn bản không dám nói chuyện này muốn tô tính cho bọn họ một lễ công bằng hoàn toàn là chuyện mơ giữa ban ngày. Nhưng vào lúc này, tô tính lạnh lùng nói, ta cho các ngươi đi chưa, thường khôn và tư đồ minh sững sờ, sau đó vẻ mặt giận dữ nói, tô đại nhân là có ý gì, nếu ngài muốn che chở cho dịch kiếm môn, chúng ta đây trực tiếp rút đi là được, lẽ nào dù là vậy ngươi cũng muốn ngăn chúng ta, tô tính thản nhiên nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi không để tô tính ta vào mắt, hay không để quy củ giang hồ vào mắt, dịch kiếm môn là đồng minh của ta các ngươi đã dám ra tay với dịch kiếm môn đó chính là không xem tô tính ta ra gì ai quan tâm ngươi động thủ hay không động thủ dù thế nào cũng phải đưa ra một lời giải thích mới được lời này vừa ra khỏi miệng trên mặt toàn bộ võ giả phong thiên vực đều lộ vẻ phẫn nộ dịch kiếm môn rõ ràng không có chút xíu tổn thất nào ngược lại phong thiên vực bọn họ chết nhiều người như vậy kết quả tô tính muốn bọn họ giải thích Hành động này quả thực là bá đạo và không nói phải trái đến cực điểm. Thường không đè nén lửa giận, nói: "Mong Tô đại nhân đừng khinh người quá đáng, trên giang hồ không có quy củ này." Tô tính cười to một tiếng, nói: "Không có quy củ này. Hiện tại ta nói, từ nay về sau sẽ có quy củ này. Phong Thiên vực các ngươi thừa dịp mạnh kinh tiên không ở đây để đánh chủ ý đến dịch kiếm môn, đây không phải là khinh người quá đáng thì là cái gì? Hiện tại cho dù ta ức hiếp các ngươi, phong thiên vực các ngươi có thể làm gì đây? Vừa nói xong, tô tính bước ra một bước, khí thế quanh người đã hoàn toàn tương hợp với thiên địa, trong nháy mắt khuấy động phong vân, lộ vẻ vô cùng khủng bố. Các ngươi đã không muốn chủ động đưa ra một lễ công bằng, vậy thì tốt, ta sẽ tự mình đến lấy. Hoàng Bỉnh Thành trước đó đã đoán được suy nghĩ của Tô Tính, lần này không quản phong thiên vực có ra tay hay không, hắn đã chuẩn bị ra tay ác để đám người tiên vực này nhìn thấy, giang hồ này rốt cuộc do ai định đoạt chỉ có thể nói lần này phong thiên vực tương đối xui xẻo, đụng vào lưỡi thương nhọn. Mà lúc này, thường không bên phong thiên vực thấy tô tính thế mà thực sự muốn động thủ, vội vàng nói, tô đại nhân khoan đã. Phong thiên vực ta đã liên minh với hoàng thiên vực, hai bên cùng tiến cùng lùi, cũng xin tô đại nhân nể mặt hoàng thiên vực. Tô tính cao mày nói, dùng hoàng thiên vực tới hồ ta. Hay là ngươi cho rằng tô tính ta sẽ sợ hoàng thiên vực, nếu muốn bảo vệ các ngươi, kêu Khương Viên Trinh của Hoàng Thiên Vực tự mình đến nói với ta, các ngươi muốn cáo mượn oai hùng, bây giờ còn chưa đủ tư cách, nếu Hoàng Thiên Vực không nhúng tay vào chuyện này, nói không chừng Tô Tính sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nhưng cố tình Hoàng Thiên Vực lại nhúng tay vào, Tô Tính càng thêm không thể bỏ qua đám người phong Thiên Vực này, nếu không thì người trên giang hồ sẽ cho rằng hắn sợ Hoàng Thiên Vực, Tô Tính vất tay, trong nháy mắt, ngọn lửa xanh sẫm vô biên tựa như một cái lưới lớn bao phủ hướng tư đồ minh và thường khôn. Sức mạnh của xích hỏa thần công phát huy đến mức tận cùng tuyệt đối vượt xa thiên la hỏa đạo, tuy hiện tại tô tính mới luyện xích hỏa thần công đến tầng 1, nhưng luồng uy năng này đã đủ kinh người. Lửa mạnh cuốn tới, hai người tư đồ minh và thường không cảm nhận được lực lượng khủng bố trong đó, sắc mặt nháy mắt biến đổi. Lúc bọn họ ở tiên vực chưa từng giao thủ với tồn tại thần kiều cảnh, hiện tại bọn họ xem như mở rộng tầm mắt, loại thực lực này quả thực cường đại đến đáng sợ nhưng hai người bọn họ đều là cường giả chân vũ cảnh thân kinh bách chiến, dù bây giờ bị uy thế của tô tính làm cho khiếp sợ, nhưng bọn họ cũng không bị dọa đến mức không có sức đánh một trận. Thần Kiều có thể nháy mắt giết dương thần, nhưng nháy mắt giết chân vũ thì hoàn toàn là chuyện không thể nào. Âm la quỷ đao của thường không tà dị không gì sánh được, nói đúng hơn, nó hẳn là công pháp ma đạo tiêu chuẩn. Chém ra một đao, trong nháy mắt tựa như mở ra cửa địa ngục vô biên, ma khí đen như mực kết hợp với tử khí, ánh đao màu đen xé rách hư không, phía sau có ma ảnh thần quỷ kêu rên, khiếp sợ lòng người. Tô tính liếc mắt liền có thể nhìn ra, sự tà dị của âm la quỷ đao này không nằm ở đao thế, mà là nằm ở ma khí âm tà có thể ăn mòn chân khí, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến thần trí của bản thân, không khác huyễn thuật là bao. Nhưng nếu so với cường giả chân vũ cảnh bình thường, thực lực của thường không chỉ có thể nói là bình thường, là cái loại rất tầm thường. Khi còn ở chân vũ, tô tính còn không để loại mặt hàng này vào mắt, huống chi là bây giờ. Chém ra một nhát duy ngã đạo kiếm, trường kiếm bỗng nhiên rời tay, một phân thành hai ở giữa không trung, nhất kiếm nhập vân, thiên ngoại phi tiên, nhất kiếm liệt địa, tử khí đông lai, một tiên một ma, một kiếm hai phần, thiên ngoại phi tiên và mười lăm chiêu kiếm đoạt mệnh đã bị tô tính diễn hóa đến cực hạn, thậm chí có thể đến tình trạng một kiếm ra hai chiêu. Kiếm ý trong nháy mắt xóa bỏ đau thế, hai kiếm này lên trời xuống đất, mang theo uy thế không thể kháng cự chém hướng Thường Khôn, một kiếm ra, lập tức có uy kinh thiên động địa, hai kiếm xuất hiện, quỷ thần tránh lui. Thực lực của kiếm thiên vực trong tiên vực không tính là mạnh, hầu như cũng chỉ có hai chân vũ như Phong Thiên vực bọn họ. Qua nhiều năm như vậy, Phong Thiên vực cũng đã giao thủ với kiếm thiên vực được mấy lần, đối phương tuyệt đối không chiếm được lợi gì, nhưng thẳng đến hiện tại, Thường Khôn mới biết được kiếm đạo chi uy chân chính có thể khủng bố đến trình độ nào thứ kiếm tô tính đang dùng không phải tam giới chi kiếm đấu cứng với triệu cửu lăng lúc ở huyền thiên vực, hai kiếm cứ như vậy xuất hiện, thường không không cách nào ngăn cản được. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt truyền đến, thường không trực tiếp lựa chọn vứt đao, vứt đao rút lui. Một kiếm khách ném kiếm của mình sẽ tổn thất sáu phần sức chiến đấu, một đao khách ném đao cũng giống như thế. Nhưng đáng tiếc, dù hắn vứt đao rút lui, sức mạnh từ hai kiếm vẫn như dòi bám trong xương, ập tới chỗ hắn, thường không cắn răng, một luồng ma khí đen kịch ầm ầm bùng nổ quanh người hắn, trong đó còn kèm theo một chút u minh quỷ khí. Chỉ thấy huyết nhục toàn thân thường không vào lúc này trở nên khô quắc, bản thân hắn thế mà hóa thành một thanh trường đao hình người, đón lấy một kiếm chém tới. Ai cũng cho rằng âm la quỷ đao chỉ là một bộ công pháp mà thường không tu luyện, không ngờ tới nếu thi triển môn công pháp này đến cực hạn thì sẽ luyện chế máu thịt của mình thành một thanh âm la quỷ đao khủng bố, đao khách bình thường vứt đao sẽ tổn thất 6 phần sức chiến đấu, nhưng thường không vứt đao lại tăng thêm 6 phần sức chiến đấu. Âm la quỷ đao hình người chém xuống, vô số quỷ khí và ma khí ầm ầm nổ tung, phát ra một tiếng động lớn. Duy ngã đạo kiếm của tô tính trực tiếp bị đánh nát, đâm xuống mặt đất. Thường không lúc này đã khôi phục hình người, nhưng toàn thân hắn trên dưới đều lộ ra những vết máu dữ tợn, giống như bị lăn trì, khủng bố đến dị thường, thậm chí cơ thể hắn bắt đầu run rẩy, tựa như đã không thể đứng vững nữa. Toàn lực ra tay, thậm chí vận dụng bí pháp cuối cùng của mình mới miễn cưỡng thoát chết trong một kiếm này của tô tín có thể tưởng tượng thực lực bây giờ của tô tín rốt cuộc khủng bố đến mức nào thậm chí nếu không phải thường không còn có một môn bí pháp áp đáy hòm một kiếm vừa rồi của tô tín đã có thể chém chết hắn mà vào lúc này tư đồ minh cũng ra tay vừa rồi lúc tô tín ra tay với thường khôn tư đồ minh không có xuất thủ giúp một tay làm đồng môn với nhau trên trăm năm tư đồ minh biết con bài chưa lật của thường khôn cũng biết thường khôn có thể giữ được tính mạng dưới một kiếm này của tô tính nếu chính mình cũng ra tay tuy có thể chia sẻ một phần áp lực cho thường khôn nhưng tình huống cũng sẽ không khá hơn bao nhiêu mà hiện tại duy ngã đạo kiếm đã rời tay tô tính đây là thời cơ tốt nhất để hắn ra tay cho nên tư đồ minh quyết định thật nhanh chém ra một đao trong nháy mắt khí thế vô biên giấu ở trong một đao này bộc phát ra thiên địa chấn động một đao này cắt đứt thời gian cắt đứt hư không Chớp mắt gần như đã xuất hiện trước mặt Tô Tín. Tư đồ minh tên hiệu là Tam đao Trảm Thiên, xuất thân lùng cỏ bình thường, hắn ngày xưa không phải là hậu nhân của đao bộ trong phong thiên vực, chỉ là xuất thân giặc cướp bình thường, một đường chém giết đến hiện tại, học tập vô số đao pháp, ngưng tụ võ đạo tinh nghĩa ở trong đó, cuối cùng dung luyện ra ba đao, chính là Tam đao Trảm Thiên, đao sau mạnh hơn đao trước, trong võ giả cùng giai ít ai có thể chịu nổi ba đao của hắn. Đao thứ nhất chém xuống, vì thế cực kỳ kinh người nhưng lúc này sắc mặt của tô tính không hề thay đổi hắn chỉ đưa tay ra một bàn tay trắng nõn như ngọc nhưng mặt trên mang theo từng vết kim mang cứng rắn bắt lấy một đao kinh thiên kia trong tay nháy mắt đao thế cuồng bạo nổ tung trong tay tô tính một đao này của tư đồ minh có thể chém trời nhưng không chém được một bàn tay của tô tính mà lúc này một ngọn lửa xanh sẫm trong tay tô tính theo đao kia kéo dài hướng tư đồ minh xích hỏa thần công đốt cháy vạn vật trong nháy mắt Tư Đồ Minh cảm giác được máu của mình, chân khí của mình, thậm chí là nguyên thần của mình đang sôi trào. cô Tính buông ra tay cầm đao, vươn ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái trên thanh trường đao kia. Trong nháy mắt hư không tịch diệt, vạn vật phân giải. Tư Đồ Minh mắt mở trừng trừng nhìn trường đao đã được hắn rèn luyện trên trăm năm, sắp gần với thần binh bắt đầu phân giải, không phải đánh nát, mà là hoàn toàn bị phân giải, từ trường đao phân chia thành một đống bột sắt. Thấy cảnh tượng này, Tư Đồ Minh vội thu tay lại nếu chậm thêm chút nữa thậm chí toàn bộ cánh tay của hắn cũng sẽ bị phân giải dưới một chỉ này của tô tính chỉ pháp của tô tính đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực dù là tam chỉ đạn thiên hay tam phân thần chỉ có thể nói đều là chỉ pháp hàng đầu trên giang hồ nhưng sau đó tô tính không tiếp tục đạt được chỉ pháp mạnh hơn cho nên hắn không tiếp tục dùng những chỉ pháp khác mà lần bế quan này lúc tô tính đang dưỡng thương cũng đã lược bỏ chỉnh sửa một chút những võ kỹ trước đây của mình Cô động tu vi về mặt chỉ pháp thành một vào người, sáng tạo ra một thức chỉ pháp mới này, đặt tên là đoạt thần, đoạt thần chỉ, cướp đoạt tạo hóa thiên địa, tịch diệt thiên địa quỷ thần, nhìn như bình thường, nhưng thần uy nội liễm. Quy năng của một chỉ này đã khiến tư đồ minh kinh hải không thôi, tô tính có kiếm rất đáng sợ, nhưng tô tính không có kiếm vẫn đáng sợ như trước. Đến tận giờ phút này bọn họ mới nhớ ra, tuy kiếm pháp của tô tính kinh diễm giang hồ, nhưng hắn vẫn không phải là kiếm tu ánh mắt của tư đồ minh đỏ ngầu cánh tay trái của hắn bỗng nhiên nổ tung trong nháy mắt huyết vụ ngập trời tư đồ minh cứng rắn xé xuống cánh tay trái chỉ còn lại xương trắng của mình nắm trong tay vô tận huyết vụ dung nhập vào trong đó ngưng tụ thành một thanh trường đao huyết nhục lấy xương trắng làm gốc lấy huyết nhục làm đao một đao chém xuống chớp mắt quỷ thần gầm hết trảm thiên thức thứ hai là trảm thiên địa cũng là chính bản thân hắn trong mắt tô tính lộ ra một tia hứng thú thể là có thể thành tựu chân vũ thì đều là tồn tại lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc mỗi cá nhân đều có lý giải nhất định đối với võ đạo của bản thân khai sáng ra con đường thuộc về mình khi loại cấp bậc này ra tay dù thực lực của đối thủ mạnh hơn hay yếu hơn mình đều sẽ có một chút lĩnh ngộ ví dụ như hiện tại dù là thường không dùng bản thân hóa thành âm la quỷ đao hay tư đồ minh trước mắt này dùng xương làm gốc dùng huyết nhục làm đao thi triển ra trảm thiên tam thức đều có phong cách võ đạo thuộc về mình có thể nói là kinh diễm. Chỉ tiếc lần này bọn họ đối mặt là tô tính, hắn có thể dùng lực lượng hoàn toàn áp đảo bọn họ. Lúc đối mặt đao thứ nhất của trảm thiên tam thức, tô tính chỉ đưa ra một tay, mà bây giờ đối mặt với đao thứ hai này, tô tính cũng chỉ đánh ra một quyền, một quyền kinh diễm có thể chân chính phá vỡ hư không, một quyền nhìn như bình thường hạ xuống, khi va chạm với mũi đao kia thì có thần mang màu vàng cuồng bạo nổ tung, trong nháy mắt trên trời dưới đất, tất cả phong mang đều bị một quyền này che phủ, có thể nói lực lượng tuyệt đối ầm ầm bùng nổ, lưỡi đao huyết nhục của tư đồ minh bùng bùng nổ tung, hắn cũng trực tiếp bị một quyền này đánh bay, xương cốt thách người nổ tung, thế mà cuối cùng trực tiếp bị một quyền này đánh nát thân thể, nổ thành huyết vụ biến mất ngay tại chỗ, tư đồ minh được gọi là tam đao trảm thiên, đáng tiếc ở trước mặt tô tính. Hắn không có cơ hội chém thêm đao thứ ba, dùng thần kiều nháy mắt giết chân vũ, tô tính không làm được điểm ấy, nhưng hắn có thể dùng hai chiêu giết chết Tư Đồ Minh, cảnh tượng như thế này đã khiến cho tất cả những người có mặt ở đây sợ ngây người, loại uy thế cường đại này tựa như thần ma, khiến người ta căn bản không có sức phản kháng, người khác không dám phản kháng trước loại lực lượng cường đại này, Thường Khôn cũng không muốn chết, Hoàng Thiên vực là minh hữu của bọn họ, chỉ cần hắn có thể chạy thoát, dù cho chỉ là vì mặt mũi của mình, Hoàng Thiên vực cũng sẽ bảo vệ hắn, ông loại tâm lý này, Thường Khôn nghiến răng, quyết vụ toàn thân dâng lên trong nháy mắt hắn đã trốn ra xa mấy trăm trượng huyết vụ càng lúc càng mờ nhạt thế mà thật sự giống như tan biến lúc này trong mắt tô tính lộ ra vẻ quái dị bởi vì thường không thế mà dùng công pháp trong huyết ma giáo nói chuẩn xác hơn thì nền móng của môn công pháp này vốn từ đại pháp di thần hoán huyết nhưng giai đoạn sau đã được tu sửa lại tuy tiên vực không có truyền thừa ma đạo nhưng khi đó đại thiên ma tôn bị giết công pháp ma đạo truyền lưu khắp nơi các loại tàn quyển của đại pháp di thần hoán huyết rất có thể đã rơi vào trong tiên vực, nhưng thường không thế mà dám dùng đại pháp di thần hoán huyết chạy trốn ở trước mặt hắn, đây đúng là chuyện khôi hài. Tô tính vung tay lên, ngọn lửa xanh sẫm cấu thành một cái lưới lớn, chậm rãi siết chặt lại, vô cùng chính xác trực tiếp bao phủ đoàn huyết vụ kia vào trong, theo huyết vụ không ngừng bốc hơi, thường không phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân hình của hắn vừa mới xuất hiện đã trực tiếp bị đốt thành một đống tro bụi trận chiến này kết thúc quá nhanh, hai chân vũ, không đến 10 chiêu đã toàn bộ chết trong tay Tô Tính, loại uy thế này quả thực khiến người ta rợn cả tóc gáy. Tô Tính đưa mắt nhìn sang đám võ giả phong thiên vực, thản nhiên nói, hoặc là hàng, hoặc là chết, dưới sự uy hiếp của cái chết, thứ như Tôn Nghiêm cũng có thể vứt bỏ, lúc này đã có một số võ giả ném xuống binh khí trong tay mình, quỳ một gối biểu thị thần phục. Nhưng phần lớn võ giả phong thiên vực không cam tâm cứ như vậy đầu hàng, có người hô lớn nói, thần kiều thì sao chứ hắn chỉ có một mình chẳng lẽ còn có thể giết hết tất cả chúng ta mọi người cùng nhau chạy phân tán chạy nghe lời này trong mắt của những người ở đây thoáng chốc lộ ra vẻ khác lạ lúc này bọn họ mới nghĩ tới tô tính chỉ có một mình dù hắn giết thì có thể giết được bao nhiêu người bọn họ căn bản không để mấy nghìn người dịch kiếm môn vào mắt cho nên hiện tại nếu như chạy chắc chắn sẽ có người chết nhưng đại đa số người đều có thể chạy trốn nhưng ngay lúc này Tôi tính trực tiếp vất tay, hỏa diễm liên hoa màu xanh sẫm bay ra, trong lúc cánh sen xoay tròn, tên võ giả Phong Thiên vực trước đó nói chuyện trong nháy mắt biến thành tro bụi, cùng lúc đó, hỏa diễm liên hoa bay lên giữa không trung, vô số sợi tơ ngưng tụ từ ngọn lửa trôi nổi, hợp thành một cái lưới lớn lơ lửng trên bầu trời, kéo dài mười dặm, trông vô cùng đồ sộ. Tôi tính nhìn những người ở đây, thản nhiên nói, nếu các ngươi muốn đi, ta quả thật không cách nào ngăn lại tất cả cho dù mấy vạn con heo ở đây trốn tứ tán, muốn bắt chúng lại cũng không phải là chuyện dễ, nhưng tô tính ta không phải là người khác, dù không cách nào ngăn tất cả, nhưng ta ít nhất có thể ngăn lại chính phần người, nói cách khác, ta có thể giữ lại chính phần tính mệnh người bên các ngươi, chỉ có một phần cơ hội sống, nếu các ngươi dám trốn thì cứ thử xem. Thủ đoạn của Tô Tính hoàn toàn hù sợ đám võ giả phong thiên vực này, ai dám đánh cuộc một phần cơ hội sống chứ? Tuy bọn họ đều cho rằng mình sẽ có một phần cơ hội sống, nhưng lý trí nói cho bọn họ biết, họ càng dễ dàng trở thành một trong những người sẽ chết hơn. Cho nên, sau khi tất cả người dẫn đầu đều bị tô tính chém giết, hết thảy võ giả phong thiên vực lúc này mới để xuống binh khí trong tay, trực tiếp lựa chọn thần phục. Tô tính quay đầu nói với Lâm Lạc Viêm và sở bất phàm của dịch kiếm môn, những người này tạm thời giao cho các ngươi, đóng kín chân khí của bọn họ, điểm ấy chắc các ngươi đều hiểu được, các ngươi chọn một nhóm người, còn dư lại thì đưa ta. Lâm Lạc Viêm kinh ngạc nói, đưa chúng ta làm gì? Tô Đại Nhân, đám người này đã tu luyện qua đao đạo, hiện tại chuyển tu kiếm đạo, sợ rằng phải hao tổn khí lực rất lớn mới có thể thay đổi. Tô Tính nghe vậy thì câm nín, Lâm Lạc Viêm này quả nhiên không có kinh nghiệm xử lý sự vụ của Tông Môn, lời này mà cũng có thể nói ra khỏi miệng. Tô Tính hơi lộ ra bất đắc dĩ nói, những người này không phải để làm đệ tử của các ngươi, ta mới giết hai cường giả cấp bậc chân vũ cảnh của bọn họ, dù họ ngoài miệng hàng phục, nhưng chẳng lẽ ngươi dám tin, truyền thụ công pháp của dịch kiếm môn cho bọn họ. Lâm Lạc Viêm hơi xấu hổ, hắn thế mới biết bản thân đã nghĩ sai, vội vàng hỏi, vậy ý của Tô Đại Nhân là gì? Tô Tính thản nhiên nói, dịch kiếm môn các ngươi có không ít tài nguyên khoáng sản ở kiếm nam đạo, khiến cho những võ giả này tới làm công việc bỏ dở, hiệu suất sẽ mau hơn những người bình thường kia mà Tây Bắc đạo ta cũng cần nhiều nhân lực vật lực, nếu võ giả có tu vi võ đạo nhất định dùng làm chuyện khác sẽ mau hơn người bình thường nhiều. Nghe Tô Tính nói như vậy, Lâm Lạc Viêm giờ mới hiểu được ý của hắn là gì, dù sao dịch kiếm môn bọn họ chưa từng làm việc này bao giờ, hắn là lần đầu tiên biết được có thể chơi như vậy. Nhưng Lâm Lạc Viêm không hề bài xích loại chuyện này, đối phương muốn giết bọn họ trước, chiếm lấy sơn môn của bọn họ, thậm chí nếu Lâm Lạc Viêm tâm ngoan thủ lạc một chút, giết hết tất cả bọn họ, trừ danh tiếng sẽ không dễ nghe, còn lại dường như cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Lâm Lạc Viêm trực tiếp vung tay lên, những đệ tử dịch kiếm môn lần lượt ra tay, đóng kín chân khí của những võ giả phong thiên vực đã không có năng lực phản kháng. Dưới bi thế của Tô Tính, những võ giả phong thiên vực này căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn bị phong cấm chân khí, mặt người chém giết. Nếu như trước đó Tô Tính muốn dùng thủ đoạn độc ác giết bọn họ, cho dù tô tính là thần kiều thì bọn họ có lẽ sẽ còn làm ra phản kháng dù sao cũng phải chết không bằng gắng sức lần cuối cùng nhưng hiện tại tô tính cho bọn họ một con đường sống dù biết rằng sẽ bị phong cấm sau đó phải đi làm thợ mỏ nhưng bọn họ vẫn không có can đảm phản kháng ít nhất bọn họ còn có thể sống không phải sao sau khi đã an bài xong mọi thứ sở bất phàm và lâm lạc viêm thi lễ hướng tô tính nói đa tạ ân cứu giúp của tô đại nhân tô tính lắc đầu nói trước đây mạnh tông chủ cũng đã giúp ta nên không cần thiết nói những lời này nhưng lần sau nếu như lại đụng phải chuyện như thế dịch kiếm môn tốt nhất tạm thời tránh lui tông môn mất đi vẫn có thể đoạt lại còn nếu mất mạng thì không thể tìm về được lâm lạc viêm và sở bất phàm chỉ cười cười không có lên tiếng dịch kiếm môn vẫn luôn là loại tính cách ngoan cố này nếu không thì trước đây dịch kiếm môn đã không liều mạng với cảng thi phái dù biết rằng điều kiện tiên quyết là phải lưỡng bại câu thương với cảng thi phái thấy thái độ của hai người kia tô tính lập tức biết rõ bọn họ nghĩ cái gì nhưng tô tính không có nhiều lời mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình nếu dịch kiếm môn làm ra thỏa hiệp có thể bọn họ đã không còn là dịch kiếm môn nữa tô tính nói với hình nhi hình nhi tu vi bây giờ của ngươi hầu như đã đến bình cảnh vừa lúc trong khoảng thời gian này ngươi theo ta trở về tây bắc đạo đi để ta chỉ điểm ngươi tu luyện dịch kiếm môn lúc này không có mạnh kinh tiên ít nhiều có chút khó bảo toàn bản thân hơn nữa đối với loại thái độ dẫu có tử chiến cũng không chịu lùi bước này của dịch kiếm môn, trời biết về sau bọn họ sẽ như thế nào, cho dù tô tính có thể giữ được dịch kiếm môn, nhưng hắn cũng không thể nào vẫn luôn ở trong dịch kiếm môn, lần này tới kịp, nhưng lần sau có thể tới kịp hay không thì không ai biết được, cho nên bây giờ hình như sống ở trong dịch kiếm môn thật ra có chút không an toàn, chỉ điểm nàng tu luyện gì gì đó cũng chỉ là mượn cớ mà thôi. Mục đích thực sự của Tô Tính là đón Hinh Nhi về Tây Bắc Đạo để bảo vệ. Hình Nhi hơi chần chờ, nhưng, nàng hiểu ý trong câu nói của Tô Tính, lâu rồi chưa gặp Tô Tính, Hình Nhi cũng hơi nhớ ca ca của nàng, nếu là lúc bình thường, nàng sẽ đi Tây Bắc Đạo ngay, nhưng bây giờ là thời khắc nguy cơ của dịch kiếm môn bọn họ, nàng trốn đi Tây Bắc Đạo, trong đó luôn có ý tứ tham sống sợ chết, bỏ mặt tông môn, Lâm Lạc Viêm cười cười nói, đi đi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi đúng là đệ tử của dịch kiếm môn ta, nhưng ngươi cũng là muội muội của Tô Đại Nhân. Một khi xảy ra chuyện, người khác có thể tử chiến, nhưng chúng ta vẫn sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, cho nên dù ngươi ở Dịch Kiếm môn hay ở Tây Bắc đều như nhau, còn có thể khiến cho Tô đại nhân bớt một phần lo lắng. Dịch Kiếm môn ta truyền thừa mấy nghìn năm, trước đây, thời điểm suy sụp nhất vẫn không mất, hiện tại cũng sẽ không. Hiện giờ sư huynh bạc vô âm tính, trên giang hồ còn đồn đại sư huynh đã chết trong sự sụp đổ của tiên vực, nhưng ta tin tưởng sư huynh sẽ không chết, dù Dịch Kiếm môn ta chỉ còn lại sư huynh với thực lực của hắn vẫn có thể hoàn toàn xây lại một dịp kiếm môn càng cường đại hơn. Nghe Lâm Lạc Viêm nói như vậy, Hình Nhi rốt cục mới gật đầu đồng ý, giải quyết xong chuyện, Tô Tính trực tiếp mang theo Hình Nhi trở lại Tây Bắc Đạo, sau khi dịp kiếm môn chọn xong những võ giả phong thiên vực này, còn dư lại thì bọn họ đều đưa Tô Tính để hắn đem về Tây Bắc Đạo. Trên đường, Hình Nhi vẫn có chút lo lắng hỏi, ca ca, ngươi nói xem sư phụ có thể trở về không? Trước đó, Mặc dù Lâm Lạc Viêm đã nói hắn tin tưởng mạnh kinh tiên sẽ trở về, nhưng Hinh Nhi vẫn cảm giác Lâm Lạc Viêm chỉ đang an ủi nàng. Dù sao hiện tại Hinh Nhi có thực lực hóa thần cảnh, hiểu biết không ít, cũng từng thấy rõ cảnh tượng trời sập ngày đó khủng bố cỡ nào, cho dù lục địa thần tiên ở trước mặt loại thiên uy chân chính này, ước chừng cũng không khác người phàm là bao. Tô Tính lắc đầu nói, thật ra ta cũng không biết, dù sao bây giờ đã không ai dám đi tiên vực, nhưng khi đó đi vào tiên vực có bốn thần kiều trên giang hồ, mạnh tông chủ và diêm la thiên tử đều là tồn tại đứng đầu trong chân vũ cảnh nếu bọn họ chết ở nơi đó vậy chẳng phải sẽ thành chuyện cười sao ta cảm giác bọn họ nhất định sẽ trở lại nhưng rốt cuộc là khi nào điểm ấy không ai dám chắc tô tính vừa dứt lời đúng lúc này thanh ly vẫn luôn ở trong cơ thể của hình nhi không lên tiếng bỗng nhiên hiển hóa ra thân thể nguyên thần vẻ mặt nghiêm túc nói có yêu khí thanh ly đột nhiên chạy ra hét lên một tiếng có yêu khí lập tức làm cho hình nhi bị giật mình nhưng tô tính lại tỏ vẻ kỳ quặc, nói, ngươi cảm nhận được là yêu khí trên người ta, mặc dù tô tính chưa chính thức bắt đầu tu luyện thiên yêu đồ thần pháp, nhưng công pháp của hệ thống đều có mức độ thành thạo 5%, vì vậy Thanh Ly cảm nhận được một số luồng yêu khí trên người tô tính là điều bình thường. Thanh Ly lắc đầu nói, nguyên thần kia của ta thường xuyên ở bên cạnh ngươi, cảm nhận được yêu khí từ cơ thể của ngươi là chuyện bình thường. Nhưng lúc nãy ta cảm nhận được một luồng yêu khí rất mạnh mẽ truyền đến từ một nào đó ở phía đông, nó rất mạnh, thậm chí có thể đạt đến cấp yêu vương, tô tính cao mày nói, lại có nơi phong ấn yêu tộc bị nứt ra sao, thanh ly lắc đầu nói, ta cũng không biết, yêu khí này chỉ xuất hiện trong chốc lát, sau đó liền biến mất không thấy nữa, tô tính suy nghĩ một chút rồi nói, tạm thời không cần lo những thứ này, dù sao cũng không phải nguyên thần của ngươi xuất thế lần nữa, thanh ly gật đầu, nàng chỉ là kinh ngạc một chút, nhưng đã lâu không cảm nhận được luồng yêu khí mạnh mẽ như thế, cho nên có chút không thích ứng được, dù sao bây giờ cũng không phải là thiên hạ ngày xưa của yêu tộc nữa, cho dù thỉnh thoảng chui ra một tên yêu tộc mạnh mẽ cũng chẳng làm được gì, huống hồ đối với bản thân Thanh Ly mà nói, bây giờ nàng là người hay là yêu, chính nàng cũng không biết rõ. Cuối cùng Thanh Ly cũng quyết định lấy yêu hồn để tu nhân thân, tuy cơ thể vẫn còn chút yêu khí, nhưng cũng không khác gì người bình thường. Sau khi trở lại Tây Bắc Đạo, đám người Hoàng Bính Thành và những người khác đang đợi Tô Tín, họ không nghi ngờ gì về thực lực của Tô Tín chỉ cần tô tính ra tay, chuyện này nhất định có thể giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Tô tính nói với mọi người những gì đã xảy ra, sau đó căn dặn Hoàng Bính Thành, sau khi việc tuyển chọn dịch kiếm môn kết thúc, họ sẽ gửi cho chúng ta mấy vạn võ giả từ phong thiên vực. Những người này đều đã bị dịch kiếm môn phong ấn tu vi, ngươi tự xem mà làm, có khu mỏ nào thì cứ ném đến đó, dùng thủ đoạn phân hóa đám người này một chút, nguyện ý bán mạng thì nhảy ra làm chó săn cho chúng ta, không bằng lòng thì cho tiếp tục làm ở khu mỏ hoàng bính thành cười nói đại nhân yên tâm ta đã quen thuộc với việc này dù thế nào đi nữa hoàng bính thành đã đi theo tô tính nhiều năm như vậy để chuyện vặt vãnh này cho hắn cũng không thành vấn đề chỉ cần một chút thủ đoạn nhỏ cũng có thể giải quyết được chẳng qua là đợi cho đến khi các võ giả phong thiên vực kêu khổ trong hầm mỏ hoàng bính thành chọn thêm một vài người có biểu hiện tốt làm giám sát thậm chí cuối cùng khôi phục lại tu vi của họ khiến các võ giả khác ghét họ, cuối cùng hoàn toàn chia cắt họ. Thủ đoạn lòng người này không có gì lạ mà lại rất hữu dụng. Lúc này, Lữ Phá Thiên đột nhiên lên tiếng, sư đệ, vừa nãy ngươi nói thường khôn của phong thiên vực đó dùng võ công trong đại pháp di thần hoán huyết. Tô tính ngạc nhiên nói, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Lữ Phá Thiên vẻ mặt kỳ quái nói, đại pháp di thần hoán huyết là ma công mà ta được thừa hưởng từ dòng dõi của mình. Ngươi phải biết rằng sau khi nhân hoàng giết chết đại thiên ma tôn, ma đạo đã hoàn toàn rơi vào tà đạo bị các võ giả khác đòi giết khi nhân hoàng phi thăng hắn đã lựa chọn mang theo những cường giả và tâm phúc của hoàng triều sao lại có võ giả tinh thông công pháp của ma đạo lẫn ở trong này nhân hoàng không mù ngay cả đại thiên ma tôn cũng không dám dở thủ đoạn như vậy dưới tay nhân hoàng đám dư nghiệp của ma đạo làm sao dám làm chuyện này hơn nữa tuy không hoàn toàn kế thừa từ ma đạo nhưng nhất mạch huyết ma giáo của ta vẫn tương đối hoàn chỉnh ta có thể đảm bảo Ngày trước tổ tiên của huyết ma giáo ta chưa từng mai danh ẩn tính trà trộn vào nhất thế hoàng triều, sau đó tiến vào tiên vực. Kết quả là bây giờ võ giả tiên vực sử dụng bí pháp dựa vào đại pháp di thần hoáng huyết, chuyện này đúng là rất thú vị. Sư đệ, ngươi có nghĩ đến chuyện gì khác không? Tô tính nhớ mày nói, thứ mà ma tôn để lại hình như giống với xá lợi tử. Lữ phá thiên nhàn nhạt nói, hồi đó tổ tiên của huyết ma giáo tìm lâu như vậy cũng không tìm được, chỉ có một nơi mà chúng ta chưa tìm, đó là tiên vực hoặc là nói bọn ta không có tư cách đến tiên vực để tìm, tìm hiểu xem làm sao thường không lại có được đại pháp di thần hoáng huyết này, nói không chừng sẽ rất bất ngờ, tô tính gõ bàn nói, có chút phiền phức, thường không đó bị ta dùng xích hỏa thần công trực tiếp đốt thành tro, cũng không còn sót lại chút gì. Muốn tìm manh mối thì chỉ có thể xem có đệ tử chân truyền nào của thường khôn trong số những người ở phong thiên vực không, mong rằng đệ tử của hắn không bị ta giết, ngoài thường khôn và tư đồ minh, tô tính cũng đã giết rất nhiều võ giả dương thần cảnh ở phong thiên vực lỡ có đệ tử chân truyền của thường khôn ở đây thì manh mối này sẽ hoàn toàn bị cắt đứt khoan hãy để ý những chuyện này lữ sư huynh trở về dịch kiếm môn với ta xem thử đi nói xong tô tính đi thẳng đến dịch kiếm môn cùng với lữ phá thiên trong hoàng thiên vực lúc này đã hơn một ngày tin tức đã đủ truyền đến giang nam đạo rồi sau khi nhận được tin tức khương viên trinh sửng sốt một chút sau đó trực tiếp mắng đồ ngốc đúng vậy theo hắn thấy hai tên ở phong thiên vực chính là đồ ngốc các ngươi đã không điều tra kỹ mối quan hệ giữa tô tính và dịch kiếm môn mà muốn ra tay còn nói cái gì sẽ không kết thù oán với tô tính kết quả bây giờ thì sao tất cả đều bị tô tính giết chết tô tính căn bản không cho bọn họ có cơ hội kết thù oán mấu chốt là phong thiên vực chết cũng đã chết rồi nhưng cũng ném họ vào hoàng thiên vực rồi nếu trước đây phong thiên vực không rêu rao liên minh với hoàng thiên vực của họ thì bọn họ có chết cũng mặc chẳng có ai quan tâm đến những chuyện này nhưng vấn đề là trước khi chết bọn họ đã công khai chuyện liên minh thế thì chuyện này có liên quan đến hoàng thiên vực rồi hơn nữa còn là liên quan rất lớn mặc dù tô tính biết phong thiên vực đã liên minh với hoàng thiên vực nhưng hắn vẫn tiêu diệt phong thiên vực chứng tỏ hắn không hề nể mặt hoàng thiên vực chuyện này mà hoàng thiên vực có thể nhẫn nhịn được thì biết để mặt mũi ở đâu không thu được lợi nhưng không thể vô duyên vô cớ gây thù oán với tô tính cuộc giao dịch này có tổn thất rất lớn. Lúc này, Điền Chân, võ giả chân võ cảnh của Hoàng Thiên Vực bước tới và nói, Vực chủ, chuyện ở phong Thiên Vực, Hoàng Thiên Vực của chúng ta nên có thái độ như thế nào? Khương Viên Trinh nói, Tô Tính đã giết tất cả người ở phong Thiên Vực. Điền Chân lắc đầu nói, chuyện này cũng không hẳn, Tô Tính không phải kẻ ngốc, giết nhiều võ giả như vậy cũng không tốt cho hắn. Chỉ là hắn muốn phong cấm tu vi của tất cả võ giả ở phong thiên vực, sau đó ném xuống những nơi như hầm mỏ để bọn họ làm lao động, chiêu này sẽ khiến cuộc sống của những võ giả đó còn tồi tệ hơn cái chết. Khương Viên Trinh lắc đầu, tất nhiên các võ giả ở phong thiên vực sống hay chết hắn không quan tâm, nhưng dù sao họ cũng là đồng minh, vì thể diện của bản thân, hắn cũng phải quan tâm đến vấn đề này một chút. Cho người theo ta đến dịch kiếm môn một chuyến, đưa những võ giả của phong thiên vực về. Nhân tiện, lĩnh giáo thực lực của vị tô đại nhân đó luôn. Khương Viên Trinh trầm giọng nói, Điền Chân giật mình nói, vực chủ, ngươi muốn động thủ với tô tính kia sao? Khương Viên Trinh lắc đầu nói, Hoàng Thiên vực ta cũng không muốn đánh một trận vô duyên vô cớ này, nhưng nếu không đánh một trận, sợ người khác cho rằng nhân hoàng ta nhu nhược, dễ ức hiếp, nhưng ngươi đừng lo, bây giờ chúng ta không phải liều chết với tô tính, chỉ cần lĩnh giáo thực lực của đối phương, thăm dò chi tiết là đủ rồi, nghe Khương Viên Trinh nói điều này, Điền Chân cũng cảm thấy nhẹ nhõm đối thủ của Hoàng Thiên Vực chưa bao giờ là Tô Tín, bắt đầu từ khi còn ở hạ giới, bọn họ đã xem sự huy hoàng của nhất thế Hoàng Triều làm mục tiêu để tiến lên rồi. Ở giai đoạn này, chiến đấu với Tô Tín cho đến chết không có ích lợi gì cho Hoàng Thiên Vực hiện tại. Một ngày sau, Tô Tín và Lữ Phá Thiên lại đến dịch kiếm môn, nhìn thấy bọn họ đi rồi về, Lâm Lạc Viêm và Sở Bất Phàm có hơi ngạc nhiên. Tô Tín hỏi, tất cả các võ giả ở phong thiên vực đã bị phong cấm tu vi rồi, Lâm Lạc Viêm gật đầu nói, tất cả đã xong, bọn ta đang phân loại theo thực lực trước đây của họ, sau khi tuyển chọn xong bọn ta sẽ gửi qua cho Tô Đại Nhân. Tô Tính gật đầu nói, khoan hãy lo chuyện này, trước tiên gọi các võ giả của phong thiên vực ra đây cho ta, nghe được lời nói của Tô Tính, Lâm Lạc Viêm cũng không hỏi thêm câu nào, dù sao có thể nói toàn bộ phong thiên vực đều bị Tô Tính đánh hạ, cho nên mọi chuyện đương nhiên là do Tô Tính làm chủ. Hàng vạn võ giả từ phong thiên vực tập trung vào quảng trường dịch kiếm môn, gần như lấp đầy toàn bộ quảng trường một nhóm võ giả từ phong thiên vực nhìn tô tính với ánh mắt kinh hoàng rõ ràng cảnh tô tính hạ sát hai chân võ cảnh trước đó vẫn còn nguyên trong ký ức của họ vốn dĩ tô tính đã rời đi rồi nhưng hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây khiến những võ giả phong thiên vực này có chút bất an tô tính đang nghe truyện trên tv audio cv nhẹ giọng nói các ngươi không cần phải sợ ta chỉ là tới đây tìm một người tìm xong ta liền rời đi yên tâm ta sẽ không giết các ngươi. Nghe thấy tô tính nói không giết, những người này thở vào nhẹ nhõm. Hiển nhiên bọn họ đều đã bị phong cấm tu vi, căn bản không thể chạy xa. Nếu tô tính lựa chọn giết bọn họ vào lúc này, vậy thì bọn họ thật sự chẳng khác gì những con kiến, đều bị bóp chết hết, thậm chí không một ai có thể chạy thoát. Nhìn thấy những võ giả của phong thiên vực, tô tính nghiêm nghị nói: ở đây ai là đệ tử chân truyền của thường khôn? đứng lên cho ta. Ngay khi những lời này vừa nói ra, các võ giả phong thiên vực có mặt đều thất kinh nhìn nhau nhưng không ai thốt ra lời nào kẻ ngốc cũng biết bây giờ tô tính đột nhiên tìm được đệ tử chân truyền của vực chủ không hẳn là chuyện tốt lành tô tính nhớ mày nói sao không ai nói gì những người có mặt vẫn im lặng mặc dù bây giờ tất cả đều là tù nhân nhưng nên biết là thường không chỉ mới chết cách đây vài ngày dư uy vẫn còn đó hơn nữa những võ giả phong thiên vực này không thể làm loại chuyện vực chủ vừa chết thì bán đứng đệ tử của hắn nên dù tô tính có hỏi thế nào, họ cũng không nói gì. Tô tính nhìn những võ giả phong thiên vực này với ánh mắt lạnh lùng, những người này vẫn còn chút khí phách, chẳng có ai vừa đầu hàng đã bắt đầu khúng núng luồn cuối. Nhưng đối với tô tính của hiện tại mà nói, hắn vẫn ước có một người như vậy. Không ai nói dù đã hỏi hai lần, tô tính nhẹ giọng nói, sự kiên nhẫn của ta không tốt lắm, người ta nói, việc bất quá tam, một khi việc gì vượt quá ba lần, sẽ làm hao mòn sự kiên nhẫn của ta. Thật trùng hợp, sự kiên nhẫn của ta bây giờ không đủ, cho nên bây giờ ta hỏi các ngươi lần cuối, đệ tử chân truyền của thường khôn là ai, dưới sự ép buộc của tô tính, áp lực uy nghiêm thậm chí còn khiến những võ giả hậu thiên và tiên thiên cảnh quỳ rạp xuống đất, mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn không ai nói gì. Lúc này tô tính đột nhiên trút bỏ áp lực trên người, khóe miệng nở nụ cười, nhưng nụ cười lại vô cùng đáng sợ, khiến người ta có cảm giác lạnh cả sống lưng, không nói gì. Tốt lắm, xem ra các ngươi rất trung thành với thường khôn và tư đồ minh. Nếu đã như vậy, ta sẽ tiễn các ngươi xuống gặp hắn, vừa dứt lời, tô tính trực tiếp vung tay lên, một ngọn lửa màu lam sôi trào đột nhiên thiêu đốt trên người võ giả ở gần nhất, dường như trong phút chốc, hắn trở thành một đống tro bay, thậm chí còn không có một tiếng kêu gào thống khổ phát ra, các võ giả của phong thiên vực đều sững sờ ở đó, dường như không ngờ rằng tô tính nói chết là chết thậm chí còn không cho họ cơ hội phản ứng. Lúc này, Tô tính nắm lấy tay phải của hắn, chân khí cường đại trực tiếp hút hai võ giả trước mặt, tô tính hỏi một người, ai là đệ tử chân truyền của thường khôn, võ giả đó chỉ mới là cảnh giới hậu thiên, hắn vừa khóc vừa hét, đại nhân, ta thật sự không biết, với thực lực của hắn, hắn chỉ là một vai nhỏ làm việc trong phong thiên vực, nếu chịu khó hóng chuyện thì may ra còn biết đệ tử chân truyền của thường khôn là ai, nhưng đáng tiếc hắn là kiểu người chỉ biết có tu luyện, hoàn toàn không biết những chuyện này trên mặt tô tính không có bất cứ biểu cảm gì, hai luồng lửa xanh lướt qua trán bọn họ, trong phút chốc, hai người họ đều hóa thành tro. người còn lại nghĩ thế nào cũng không ngờ được, tô tính ngay cả hỏi cũng chẳng hỏi hắn đã bắt hắn chết chung, lúc này, tô tính lại bắt thêm hai người đến, vẫn với vẻ mặt lạnh tanh hỏi một trong số đó, ai là đệ tử chân truyền của thường khôn, tên võ giả đó trên trán toát đầy mồ hôi lạnh, hắn muốn nói, nhưng khi há miệng lại chẳng thốt lên được chữ nào, lúc này, một võ giả khắc hét lên với đôi mắt đỏ hoe, ta biết. Đừng giết ta, hắn không nói ta nói, ta biết đệ tử chân truyền của thường không là ai, nói rồi, tên võ giả chỉ vào một người trong đám đông, nét mặt thoáng trở nên nhẹ nhõm, khuôn mặt của các võ giả hậu phương phái dịch kiếm đều lộ ra vẻ kỳ quái, dường như có chút khó nhịn, cũng có chút không được tự nhiên, xếp cho cùng, dịch kiếm cũng là danh môn chánh phái, nhưng theo họ thấy, những gì mà tô tính đang làm bây giờ quả thực hơi quá tàn nhẫn từ đầu đến giờ Tô Tính chỉ mới giết có ba người, nhưng theo họ, hành động của Tô Tính chính là đang dày vò lòng người, cứ giết một kẻ nào đó đã, để bọn họ biết rằng, hắn thật sự dám giết người đấy, sau đó bắt thêm hai người, chỉ hỏi một người trong số họ, nếu ngươi không nói, vậy ta cũng không hỏi người còn lại, cứ giết quách cả hai, cứ thế, đến khi Tô Tính hỏi cặp tiếp theo, áp lực tâm lý của người không được hỏi còn lớn hơn người được hỏi, bởi tính mạng không còn nằm trong tay mình nữa mà hoàn toàn phụ thuộc vào câu trả lời của người kia cảm giác không thể làm chủ được sống chết này thật sự không dễ chịu gì người bị hỏi có thể là người trung nghĩa đã chuẩn bị tiếp nhận cái chết nhưng người còn lại dù cho có trung nghĩa đi chăng nữa nếu bị coi là vật làm nền mặt cho tô tính giết chết e rằng chẳng có ai cam tâm cho nên sau khi tô tính mới giết được ba người thì đã có kẻ chịu không nổi nữa tinh thần hoàn toàn sụp đổ chỉ điểm người mà tô tính đang tìm ma đạo ác ở chỗ giết người nhưng theo bọn họ thấy thủ đoạn khủng bố tinh thần của Tô Tính còn ác hơn cả ma đạo, hắn chẳng giết bao nhiêu người, nhưng đã hủy hoại tinh thần của bọn họ, chỉ là những võ giả phái dịch kiếm này dù cho có nhìn ra được cũng sẽ không nói gì, họ không phải kiểu thích lo chuyện bao đồng như thiếu lâm tự, đừng nói Tô Tính đã từng cứu họ, cũng chính là đồng minh của họ, cho dù Tô Tính chỉ là một người bình thường thì họ cũng sẽ chẳng nhúng tay vào. Lúc này, đệ tử chân truyền của Thường Khôn đã bị chỉ điểm, hắn toát đầy mồ hôi nhưng cũng không thể không đứng ra vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng tô tính tốn nhiều công sức tìm hắn như vậy chắc chắn không phải chuyện gì tốt võ giả trước mặt trông khá trẻ thực lực chỉ mới đến hóa thần cảnh tô tính hỏi tên võ giả đã chỉ điểm hắn đệ tử chân truyền của thường không chỉ có mỗi hắn tên võ giả đó vội vàng nói chắc có bốn người trong đó một người là dương thần hai người là dung thần chỉ có hắn nhỏ tuổi nhất là đệ tử chân truyền cuối cùng cũng chính là hóa thần chỉ có điều ba người còn lại đều bị tô đại nhân ngài giết mất rồi nên chỉ còn mỗi hắn ban đầu tấn công dịch kiếm môn ở phong thiên vực những người tiên phong đều là cường giả của phong thiên vực có lẽ bởi vì dịch kiếm môn không cảm thấy có gì đe dọa nên tất cả các đệ tử của thường khôn ngoại trừ kẻ yếu nhất trước mặt đều xông lên phía trước định dành chút công lao nhưng lại bị tô tính một chiêu giết sạch nhưng thật may là vẫn còn sót lại một người nếu không manh mối này thật sự sẽ đứt đoạn những người khác giải tán cả đi ngươi đi cùng ta, tô tính ra lệnh, sau đó cùng lữ phá thiên đưa vị đệ tử thường khôn đến căn phòng bí mật, đệ tử thường không rung như cây sấy, đối mặt với cường giả như tô tính, ngay cả sư phụ mà trước đây hắn coi như thần thánh cũng không thể cầm cự nổi hai chiêu, hắn đã hoàn toàn mất đi từ bỏ chống cự, tô tính lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi một chuyện, võ công của sư phụ ngươi là kế thừa từ đao bộ hay là võ công gia truyền của nhà hắn? Võ giả vội vàng nói, võ công của sư phụ có một phần là thừa hưởng từ đao bộ nhưng còn một phần là được thừa hưởng từ chính ông ấy vào thời điểm phong thiên vực thành lập tuy rằng lấy đao bộ trong binh phạt cửu bộ làm gốc nhưng trên thực tế lại cũng thu hút tất cả những võ giả dùng đao trong tiên vực lúc bấy giờ sư phụ ta và tư đồ minh về sau mới gia nhập vào phong thiên vực bởi vì thực lực của họ đủ mạnh nên có thể cùng lúc tu luyện cả các loại bí thuật của đao bộ theo sư phụ ta nói dòng dõi của hắn xuất thân từ ma đạo vì thời kỳ đầu hoàng thiên vực vẫn còn cai trị tiên vực, hoàn toàn cấm việc võ giả ma đạo xuất hiện, cho nên bọn họ mới chuyển sang tu luyện đao pháp, mãi đến khi tiên vực bị chia cắt, bọn họ mới không cần che giấu công pháp ma đạo nữa, thậm chí còn dung hòa công pháp ma đạo vào trong đao pháp, tạo nên võ đạo của riêng mình. Ngay cả bây giờ ở phong thiên vực vẫn có không ít đao pháp mang dấu vết của ma đạo, những đao pháp đó toàn bộ đều là do thế hệ của sư phụ ta sáng tạo ra. Tô tính và Lữ Phá Thiên nhìn nhau, quả nhiên ban đầu có kẻ kế thừa ma đạo trà trộn vào hàng ngũ thiên hoàng điều kỳ lạ nhất là những người nhân hoàng lại chẳng hề hay biết đem những thứ mà sư phụ ngươi truyền lại giao hết ra đây tô tính lạnh giọng nói võ giả vội vã nói vì thực lực của ta có hạn nên sư phụ chỉ mới truyền cho ta một số công pháp của hóa thần cảnh thì đã đến luôn công pháp cao nhất bản công pháp hoàn chỉnh còn lại cùng một số món kế thừa những thứ này ngày thường sư phụ ta không hề mang theo bên người sợ sẽ bị hư hại ông ấy đã bày trận pháp để bảo vệ những thứ ấy. Lúc ở tiên vực những thứ này được đặt trong kho chứa bảo vật của phong thiên vực, sau khi hạ giới thì chúng được bảo quản trong một thành nhỏ mà phong thiên vực ta xây tạm, trận pháp cũng được chuyển xuống bố trí ngay sau đó, tô tính và lữ phá thiên hai mắt sáng lên, như vậy cũng tốt, nếu có thể tìm được kế thừa ban đầu nhất, thì bọn họ sẽ có thể điều tra được rõ ràng nguồn ngọn ma đạo của tiên vực rốt cuộc là từ đâu mà đến. Lữ phá thiên liếc nhìn võ giả nói, còn người này thì sao? Có vẻ như hắn biết được không ít, tô tính đi ra cửa, liếc nhìn hắn rồi nhàn nhạt nói, giết đi, võ giả kia đột nhiên kêu gào, tô đại nhân. Ta đã nói hết tất cả, ngài đường đường là thần kiều cảnh lẽ nào định nuốt lời hay sao? Tô tính thoáng dừng bước, chẳng quay đầu lại mà nói, ta chưa từng nói nếu ngươi nói hết mọi chuyện sẽ thả ngươi đi, đừng tùy tiện vu khống, người trong giang hồ đều biết tô tính ta rất giữ lời, hơn nữa sư phụ và sư huynh của ngươi đã chết cả rồi, ngươi còn mặt mũi dựa vào những lời bán đứng sư phụ để sống tạm bợ trên đời nữa sao, chẳng lẽ lương tâm ngươi không rây rứt sao, vừa hay để ta thành toàn cho ngươi, tỉ ngươi đi gặp sư phụ cùng các sư huynh của ngươi, tin chắc rằng bọn họ sẽ không trách ngươi đâu, nói xong, tô tính liền đi thẳng ra ngoài, lữ phá thiên ở đằng sau hắn giơ tay biểu thị sự bất lực với tên võ giả kia, nói, đừng nhìn ta. Mặc dù kẻ giết ngươi là ông đây, nhưng kẻ cầm đầu lại là vị sư đệ tốt của ta kia kìa, nhớ cho kỹ đấy, về sau có thành ma cứ đi tìm hắn, buổi tối đừng đến quấy rầy ta, vừa dứt lời, ánh sáng màu đỏ tươi vụt qua trong tay lữ phá thiên, võ giả kia khắp người huyết khí sôi sụp, trong phút chốc bùng một tiếng, biến thành một màn sương máu lơ lửng trong căn phòng, lữ phá thiên đi ra ngoài nói, sư đệ, bây giờ đến tòa thành nhỏ ở phong thiên vực tìm không, tô tính lúc này vẫn đứng đó không nhúc nhích, hắn chỉ nhìn về phía xa, trên mặt không chút biểu cảm nói tạm thời không đi được có khách đến chúng ta cũng phải tiếp đãi đàng hoàng lữ phá thiên thoáng ngừng hắn không còn là thần kiều nữa năng lực cảm ứng kém xa tô tính phải chốc lát sau hắn mới cảm nhận được có một luồng sức mạnh to lớn đang truyền đến từ phương xa lữ phá thiên tặc lưỡi thở dài sư đệ kẻ tìm phiền phức đến rồi nhóm người này tới nhanh đấy chứ không hổ là hoàng tộc năm nào hành động thật dứt khoát theo cảm ứng của lữ phá thiên hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng phía xa có một nhóm võ giả của Hoàng Thiên Vực đang hừng hực khí thế đuổi đến, vì thế to lớn vô cùng, Tô Tính hờ hững nói, Hoàng tộc. Đệ nhất Hoàng Triều đã suy vong 10.000 năm, còn lôi kéo theo đám vô dụng này làm gì? Bọn chúng muốn tìm phiền phức, lấy thực lực ra rồi hãy nói, các võ giả của Hoàng Thiên Vực hùng hổ tiến đến, đến khi Tô Tính bọn họ đã cảm nhận được từ lâu thì lúc này, những võ giả ở dịch kiếm môn mới nhận biết được có kẻ địch tấn công, ngay lập tức chuẩn bị mở trận pháp của dịch kiếm môn. Tô tính lạnh lùng nói, không cần phí sức, là người của Hoàng Thiên Vực đến. Nghe đến ba chữ Hoàng Thiên Vực, Lâm Lạc Viêm và Sở Bất Phàm Thình Lình biến sắc, cho dù bọn họ có thiếu hiểu biết đến mức nào thì cũng biết được ba chữ này có nghĩa là gì. Hậu duệ của nhân hoàng năm xưa, là tồn tại lớn mạnh nhất trong tiên vực. Trên không trung, một cổ phù không chiến xa khổng lồ phát ra từng tiếng kêu vang dội đang đạp không mà đến. Cổ phù không chiến xa ấy dài hơn trăm thước, xung quanh chạm khắc kim long mảnh thú, còn dựng nên một cổ pháo nỏ hung tợn, trông vừa kỳ quái lại đầy bá khí. Loại phù không chiến xa này được nhân tộc thời thượng cổ dùng để săn bắt những yêu tộc có kích thước to lớn, đương nhiên bây giờ cũng chỉ dùng để trang trí thôi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thứ này cũng là sản phẩm của thời Hoàng Triều đệ nhất, cũng chỉ có nhân tộc lúc bấy giờ tập hợp được nhiều bậc thầy luyện khí và tông sư chuyên về trận pháp để bắt tay với nhau tạo nên một thứ có thể coi là thần khí như vậy. So với phù không chiến xa, thiên lý phi kiếm chỉ sử dụng được một lần của dịch kiếm môn quả thật như món đồ chơi. Lữ phá thiên ở bên cạnh tặc lưỡi thở than, cũng khoa trương thật đấy, sư đệ, không phải ta nói đệ, đệ tốt xấu gì cũng là người của phong vương, sao không làm lấy một cái cho nở mày nở mặt. Ngày xưa lúc huyết ma giáo bọn ta cường thịnh nhất đã từng cho người làm một chiếc huyết phù đồ, tuy chỉ là thứ để chưng thôi, không có sức mạnh gì, nhưng khi lấy ra cũng rất quai phong đó nha tô tính hờ hững nói cũng chỉ để khoe khoang mà thôi tô tính ta không có những thứ này chỉ cần nói cái tên ra dù là hạ giới hay tiên vực ai dám coi thường ta hoàng thiên vực muốn dùng khí thế áp đảo ta e rằng họ đã lầm rồi lữ phá thiên vuốt cầm vị sư đệ này của hắn cũng bá đạo quá chứ đương nhiên bây giờ tô tính đúng thật có tư cách để thể hiện điều đó là tồn tại mạnh nhất trong giang hồ hiện nay cái tên tô tính này quả thật có tác dụng hơn nhiều so với mấy cái thứ linh tinh kia cỗ xe đáp xuống dịch kiếm môn, trên xe lên đến hàng ngàn người, trong số đó có ba người chân võ, chân võ ở Hoàng Thiên Vực tổng cộng có năm người, lần này chừa ra hai người ở lại trong nhà, những kẻ còn lại đều bị Khương Viễn Trinh dẫn theo. Khương Viễn Trinh bước ra, trên người mặc cửu long bào, đầu đội vương miệng, khí thế vô cùng, là hoàng tộc của năm xưa, bất kể là về thực lực hay là về thân phận, Khương Viễn Trinh đều cho rằng bản thân mạnh hơn tô tín. Huyết kiếm thần tôn tô tín ngưỡng mộ đã lâu. Khương Viên Trinh nhìn Tô Tín, trầm giọng nói, cách hắn gọi Tô Tín cũng rất thú vị, trước kia người trong giang hồ đều gọi Tô Tín, kẻ có thù với hắn chỉ cần gọi thẳng tên Tô Tín là được rồi, thậm chí có người còn gọi hắn là ma đầu, những người có quan hệ tốt với Tô Tín thì kính để gọi hắn một tiếng đại nhân, đại diện cho sự tôn trọng của họ đối với địa vị và thực lực của hắn, nhưng hiếm có người nào như Khương Viễn Trinh, rất ít ai gọi thẳng biệt danh của hắn thật ra tô tính có thể đoán được Khương Viễn Trinh đang nghĩ gì, hắn có thể cảm nhận được sự thù địch của Khương Viễn Trinh, nhưng hắn lại không cảm nhận được sát khí từ Khương Viễn Trinh, xem ra lần này Khương Viễn Trinh vẫn chưa định hoàn toàn trở mặt với hắn, cùng là thần kiều với nhau, hắn đương nhiên cũng không thể gọi thẳng tên của tô tính, nếu không sẽ trở thành khiêu khích. Nhưng Tô Tính cũng không thể yêu cầu Khương Viễn Trinh gọi mình là đại nhân, bởi vì cả hai đều thuộc một cảnh giới, quan trọng nhất là phong hiệu Tây Bắc Vương trên người Tô Tính là do Đại Chu ban cho, Hoàng Thiên Vực tộc Khương Thị luôn nhìn nhận bản thân là Hoàng tộc chính thống, bọn họ sao có thể thừa nhận phong hiệu mà Đại Chu ban cho Tô Tính được, Tô Tính cũng chấp tay nói, Khương Vực chủ, không biết lần này ngài tới đây có điều gì chỉ giáo. Chẳng lẽ ngài cũng yêu thích sơn môn của dịch kiếm môn sao, nói thế nào Hoàng Thiên Vực các ngài cũng là dòng dõi của Hoàng tộc năm xưa, là hậu duệ của đệ nhất Hoàng Triều e rằng không thể làm ra được loại chuyện lừa gạt cưỡng đoạt đâu nhỉ vẻ mặt của khương viễn trinh thoáng xám xịt miệng lưỡi của tô tính quả thật nhanh nhạy chỉ với một câu mà đã khiến những gì khương viễn trinh muốn nói đều nghẹn lại ý của tô tính rất rõ ràng hoàng thiên vực không thể làm ra chuyện như vậy thế nhưng đồng minh của các ngươi phong thiên vực thì lại làm được bây giờ phong thiên vực bị diệt cũng là điều hoàn toàn xứng đáng hoàng thiên vực các ngươi nếu như muốn đòi lại công đạo cho phong thiên vực vậy thì thật quá vô lý Khương Viễn Trinh hít sâu một hơi, hắn dứt khoát không vòng vo với Tô Tính nữa, hắn nói, Tô Thần Tôn, ta và ngươi đều là Thần Kiều, mỗi người đều chống đỡ một phương, có những chỗ khó xử chắc hẳn ngươi cũng biết, lần này Phong Thiên Vực đụng chạm phải ngươi, cho dù bây giờ Phong Thiên Vực bị tiêu diệt, ta cũng không có ý định báo thù cho bọn họ, ta và họ chỉ là đồng minh, Hoàng Thiên Vực ta cũng không có nghĩa vụ vì bọn họ vào sống ra chết, nhưng chính vì điều này, bọn ta cũng không thể không đòi hoài gì đến Phong Thiên Vực thường khôn và tư đồ minh đều đã chết nhưng những võ giả khác ở phong thiên vực vẫn còn sống chỉ cần ngươi giao tất cả những người này cho ta để ta giữ lại chút hương hỏa cho phong thiên vực chuyện này coi như kết thúc ngươi thấy thế nào đối với hoàng thiên vực mà nói bọn họ làm được tới bước này cũng đã coi như tận tình tận nghĩa rồi đã xứng đáng với đồng minh phong thiên vực rồi tất nhiên làm như vậy họ cũng chẳng thiệt thòi gì ngoài việc giữ gìn mặt mũi cho họ còn có thể thôn tính bộ phận võ giả còn lại của phong thiên vực. Tuy rằng phần lớn võ giả phong thiên vực đều là những kẻ bốc đồng liều lĩnh, tuy rất có thiên phú võ đạo, nhưng lại rất thích gây chuyện thị phi, có điều trong số đó vẫn có một số hạt giống tốt, nếu dạy dỗ đàng hoàng không chừng tương lai có thể trở thành người tài. Khương Viễn Trinh nhìn Tô Tính, chờ đợi Tô Tính đáp lời, nhưng ai ngờ rằng Tô Tính chỉ nhìn hắn với vẻ mặt như cũ, phun ra ba chữ, dựa vào đâu, Khương Viễn Trinh nhìn Tô Tính, dường như không có nghe rõ hắn kinh ngạc nói người nói cái gì hắn đã thể hiện đủ sự chân thành với tô tính bày tỏ nỗi niềm khó xử cùng suy nghĩ của mình những gì hắn muốn cũng chỉ là mong tô tính có thể cho hắn chút mặt mũi thế thì đối với ai cũng là điều tốt hoàng thiên vực êm đẹp rút quân coi như chưa có chuyện gì xảy ra tô tính cũng bớt đi một kẻ thù như thế không tốt sao chỉ là nghe giọng điệu của tô tính lúc này khương viễn trinh đã cảm thấy có điều không ổn tô tính nhìn khương viễn trinh lạnh lùng nói, ta nói dựa vào đâu. Khương vực chủ, kế hoạch của ngươi cũng tốt nhỉ, ta cho ngươi thể diện, vậy ai cho tô tính ta thể diện, thường khôn và tư đồ minh là bị ta giết, phong thiên vực cũng là do ta diệt, võ giả ở phong thiên vực đương nhiên cũng sẽ là chiến lợi phẩm của ta, vậy tại sao ta phải giao bọn họ cho ngươi. Giang hồ đều nói rằng tô tính hành động kiêu ngạo độc đoán, thực ra ta cũng rất trọng lý lẽ, ngươi kính ta một tất ta kính ngươi một trượng, hôm nay nếu như ngươi cho ta mặt mũi, vậy thì ta cũng sẽ cho người mặt mũi, chỉ tiếc rằng ngươi lại chẳng nể mặt ta, chỉ cô môi mấy lời đã muốn mang tất cả những võ giả phong thiên vực đi, hoàng thiên vực các ngươi dựa vào đâu? Dựa vào thực lực của ngươi hay là dựa vào cái mà các ngươi gọi là thân phận hoàng tộc ấy, Khương Viên thâm hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, tô tính, ngươi nên biết chuyện này ngay từ đầu đã là hiểu lầm. Hoàng thiên vực ta chỉ là vô tình bị cuốn vào mà thôi, Bây giờ ta đã đích thân đến đây hòa nhã nói với ngươi chuyện này đã là nể mặt ngươi lắm rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Giang hồ đồng rằng Tô Tính ngươi là một kẻ điên, hành sự ngông cuồng, rất nhiều người sợ ngươi, nhưng ngươi cho rằng Hoàng Thiên vực ta sẽ sợ ngươi sao? Chẳng qua có những chuyện ta không muốn phải trở mặt, nhưng ngươi rõ ràng là muốn đẩy chuyện này vào ngõ cụt, vậy thì đừng trách ta. Tô Tính không muốn nhượng bộ, thân là hậu duệ của Nhân Hoàng, Hoàng Thiên vực đương nhiên càng không muốn nhượng bộ. Trên thực tế Nhìn những võ giả mà Khương Viễn Trinh mang đến lần này, chỉ tính hai chân võ thôi, cũng đã thấy được từ ban đầu hắn đã tính đến trường hợp xấu nhất, nếu thật sự không ổn, vậy thì chỉ có thể quyết đầu một trận với Tô Tính rồi. Tô Tính cười nói, nói nhiều như vậy, rốt cuộc không phải là muốn đánh nhau hay sao? Ta cũng muốn tìm hiểu xem cái gọi là hậu duệ nhân hoàng rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Vừa dứt lời, Tô Tính trực tiếp bước ra, khí thế ngất trời chẳng kém cạnh gì Khương Viễn Trinh đang đứng trên cổ chiến xa kia. Lúc này Lữ Phá Thiên cũng cười to, máu khắp người sôi sục, xuất hiện ở bên cạnh Tô Tính, kinh thường nói, hậu duệ nhân hoàng thì đã làm sao? Đệ nhất hoàng triều mẹ nó đã diệt vong 10.000 năm nay rồi, bây giờ ông đây vẫn chưa đánh lại thần kiều cảnh, hai tên chân võ kia qua đây, ông bồi các ngươi vài chiêu, trước kia trong trận chiến thiên nguyên vô lượng sơn đạo môn liên minh, lữ phá thiên lấy một chọi năm, quả nhiên hung dữ. Dù gì thì trước đây hắn cũng là thần kiều, có thể ước lượng được rõ ràng khoảng cách giữa mình và kẻ thù. Tình hình lúc ấy với thực lực của hắn, lấy một chọi năm tuyệt đối không thắng nổi, ngược lại còn dễ bị trọng thương, cho nên sau khi hắn đỏ sức một chiêu đã kinh hãi bỏ chạy. Nhưng lần này thì khác, mặc dù thực lực của hai võ giả trong hoàng thiên vực không tệ, nhưng Lữ Phá Thiên có niềm tin 99% lấy một chọi hai là có thể hạ gục tất cả bọn họ. Ngay khi cả hai bên đang định tuốt gương, chuẩn bị động thủ thì một tiếng vật hiệu đột nhiên vang lên nam mô a di đà hoa sen vàng rơi xuống hình bóng của thích đạo huyền rơi từ trên không xuống bên cạnh hắn cũng không có người của thiếu lâm tự đi theo thực tế sau đại hội liên minh đạo môn thích đạo huyền đã rời khỏi thiếu lâm tự đi ngao du giang hồ chọn được đệ tử thích hợp cho liên hoa thiền viện của họ rồi nhìn thấy thích đạo huyền đến cả tô tính và khương viên trinh đều tỏ vẻ cảnh giác tô tính thì không cần nói mặc dù thích đạo huyền không xuất thân từ thiếu lâm tự và cũng không có thù hằn với hắn, nhưng đối với những hòa thượng này, tô tính vẫn rất cảnh giác. Khương viên trinh sợ lập trường của thích đạo huyền, dù gì thì hắn cũng là người đến từ tiên vực, còn thích đạo huyền là võ giả đến từ hạ giới, dù liên hoa thiền viện không nhúng tay vào thế tục, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, khương viên trinh không hy vọng bản thân biến thành ngoại lệ đó. Nhìn thích đạo huyền, khương viên trinh nghiêm nghị nói, không biết đại sư thích đạo huyền đến đây có ý gì. Thích Đạo Huyền chắp tay và nói, Khương Thành chủ đừng hiểu lầm, Bần Tăng chỉ là muốn đến ngăn chặn đánh nhau, cả giang hồ này, nếu những người khác chạy đến giữa Tô Tính và Khương Viên Trinh nói mấy lời gì mà muốn ngăn chặn đánh nhau, e là ngay cả chết còn không biết làm sao mà chết, nhưng Thích Đạo Huyền lại có tư cách và thực lực này. Đáng tiếc là bây giờ dù là Tô Tính hay Khương Viên Trinh, tính cách của họ đều là những người cực kỳ mạnh mẽ, không cần người khác đến đây khuyên ngăn. Khương Viên Trinh nói thẳng, đây là vấn đề giữa hoàng thiên vực và tô tính ta hy vọng đại sư thích đạo huyền đừng nhúng tay vào tô tính cũng nhẹ nhàng nói đại sư thích đạo huyền học thiếu lâm tự lo chuyện bao đầu không phải là thói quen tốt đâu hơn nữa cái gọi là khuyên ngăn của ngươi chẳng có ích gì đối với bọn ta chữ võ viết thế nào dừng binh đao là võ muốn thật sự dừng chiến thì chỉ có thông qua vũ lực mới được không đánh một trận làm sao có thể biết ai mạnh ai yếu thích đạo huyền thở dài mặc dù hắn biết những lời nhận xét của tô tính chỉ là tranh luận nhưng tiếc rằng hắn không tìm được lý do gì để bác bỏ nó kỳ thực lần này thích đạo huyền đến là vì chuyện phong thiên vực tấn công nhằm vào dịch kiếm môn sau khi rời khỏi thiếu lâm tự thích đạo huyền đã tìm kiếm người kế thừa trên giang hồ người có thể kế thừa tấm áo của mình nhưng tiếc là vẫn chưa tìm thấy người này lúc này hắn nghe được tin đồn trên giang hồ rằng phong thiên vực sẽ tấn công dịch kiếm môn vì vậy thích đạo huyền đã lao đến kiếm nam đạo với tất cả sức lực của mình để chuẩn bị cho hành động của phong thiên vực. Kết quả là trước khi đến đường kiếm nam, hắn nghe nói tô tính đã giải quyết xong chuyện, tuy rằng có người chết, nhưng may mắn không có quá nhiều người chết. Như vậy, thích đạo huyền lại trở mặt, ai biết chỉ hai ngày sau, nghe được tin tức thiên tiêu chuẩn bị ra tay, thích đạo huyền lại vội vàng đến kiếm nam đạo. Lần trước tình hình ở phong thiên vực ít nhất có thể kiểm soát được, nhưng lần này là va chạm giữa hai cường quốc hoàng thiên vực và tô tính nếu không đúng sẽ gây ra sóng gió cực lớn. tô tính nhìn thích đạo huyền được so sánh với thiếu lâm tự để giúp các nhà sư hoang tưởng giáo lý của liên hoa thiền viện không quá hống hách và cực đoan nhưng đáng tiếc là cho dù thích đạo huyền có thể thuyết phục hắn một lần nữa hắn có thể sử dụng sức mạnh của mình để ngăn chặn chiến tranh nhưng hắn không thể làm cho hai võ giả tâm trí kiên định như tô tính khương viên trinh từ bỏ kế hoạch ban đầu của mình nhìn thấy cả tô tính và khương viên trinh đều không muốn nhượng bộ nửa bước thích đạo huyền đành phải thở dài với vẻ mặt bất lực vì không thuyết phục được hắn hắn chỉ có thể đứng từ bên ngoài quan sát hy vọng hai người này có thể kiềm chế bản thân đừng phát hỏa thật nếu không nhất định sẽ là một thảm họa cho dù là tô tính hay khương viên trinh hai người họ một khi buông bỏ tất cả quyền lực của mình khai chiến thì có thể dễ dàng phá hủy một thành phố lúc này một giọng nói đột nhiên truyền đến đại sư thích đạo huyền ta sợ ngươi nghĩ nhiều thuyết phục bọn họ, hai người này không dễ nghe lời người ta, một bóng người mặc đạo bào màu tím đáp xuống, đạo ẩn tỏa ra khắp người, lúc ẩn lúc hiện, người xuất hiện ở đây là Triệu Cửu Lăng, vực chủ huyền thiên vực, tô tính cao mày, lần trước làm tổn thương nguyên thần của Triệu Cửu Lăng, hắn đã bị thương, hơn một tháng, tô tính có thể bảo đảm khôi phục, nhưng nếu Triệu Cửu Lăng muốn khôi phục nguyên thần bị thương, hiển nhiên là không thể, kỳ thực, Triệu Cửu Lăng đã không hoàn toàn bình phục chấn thương trên nguyên thần của hắn. So với thân thể thì tổn thương về mặt nguyên thần muốn hoàn toàn khỏe lại đã khó càng khó thêm. Triệu Cửu Lăng dùng bí pháp của đạo môn huyền thiên vực bọn họ và đang dược bí truyền, nên mới chữa khỏi chính phần vết thương trên nguyên thần, còn lại một phần thì cần cố gắng từ từ nuôi lại. Trước mắt Triệu Cửu Lăng bỗng nhiên xuất quan không phải vì nhằm vào Tô Tính hay Khương Viên Trinh, chẳng qua hắn không xác định hai người này sẽ gây ồn ào tới mức nào, cố ý đi qua xem xem thử có cơ hội cho huyền thiên vực bọn họ nhúng tay hay không chẳng qua triệu cửu lăng không ngờ nửa đường dết ra một thích đạo huyền có hòa thượng già này ở dù hắn không thể ngăn cản cuộc chiến giữa tô tín và khương viên trinh nhưng chắc có thể ngăn chiến trường của hai người mở rộng ra hơn khương viên trinh nhìn thích đạo huyền thản nhiên nói huyền thiên vực cũng định nhúng tay vào việc này sao quan hệ giữa hoàng thiên vực và huyền thiên vực không tốt chút nào thậm chí có thể gọi là thù không chết không ngừng phải biết rằng ngày xưa chính là tổ tiên huyền thiên vực lựa chọn tách khỏi hoàng thiên vực, mới dẫn đến các phương thế lực trên toàn bộ tiên vực độc lập, cuối cùng hình thành cục diện mời hai tiên vực. Cho nên dù ở trong tiên vực này thì hai thế lực vẫn gay gắt với nhau, nhưng vì thực lực của hai bên xấp xỉ, dù hoàng thiên vực mạnh hơn một chút nhưng không làm gì được đối phương, vì thế giai đoạn sau hai bên ít tranh đấu hơn. Triệu cửu lăng thản nhiên nói, cương vực chủ quá mức mẫn cảm, không phải ai đều từng giây từng phút nhớ kỹ gian sơn cũ huống hồ mảnh giang sơn hiện tại này không họ khương. Triệu cửu lăng nói rồi lùi lại mấy bước, tuy rằng ngoài miệng châm biếm khương viên trinh vài câu, nhưng hắn dùng hành động biểu hiện ra chính mình không muốn nhúng tay vào. Nhìn bộ dạng đó của triệu cửu lăng, khương viên trinh thầm thở vào nhẹ nhõm, hắn lạnh lùng nói thẳng với tô tính, ta hỏi lần cuối, có giao ra người của phong thiên vực hay không? Tô tính trực tiếp bước ra một bước, khí thế mạnh mẽ vọt lên trời, quanh thân lấp lánh ánh sáng vàng, vô số khí tức huyền ảo ngưng tụ thành một thể đánh về phía Khương Viên Trinh. Tô tính không đáp lại, động tác của hắn là câu trả lời rõ ràng nhất, thắng được ta thì trả người cho ngươi, không thắng nổi thì xéo. Lữ Phá Thiên ở một bên cười lạnh với hai tên chân vũ của Hoàng Thiên Vực, vực chủ của các ngươi và sư đệ của ta một đấu một, lão tử ngược lại không kén chọn, hai ngươi cùng lên đi. Hai tên chân vũ của Hoàng Thiên Vực trong mắt lộ ra tay tức giận, định tấn công ngay. Bọn họ cũng đều là tồn tại cảnh giới chân vũ, đương nhiên chịu dựng không nổi khiêu khích của lữ phá thiên chẳng qua chưa đợi bọn họ ra tay thích đạo huyền đứng giữa bọn họ chắp hai tay vào nhau nói a di đà phật trận chiến này có tô đại nhân và khương vực chủ đã đủ rồi mấy vị an tâm chờ đợi bọn họ phân ra thắng thua là được lữ phá thiên lạnh lùng hừ một tiếng lùi về chửi thầm hòa thượng già lắm chuyện tuy lữ phá thiên chửi nhưng không dám lên mặt với thích đạo huyền chỉ có hắn mới biết thực lực của thích đạo huyền lực rốt cuộc mạnh cỡ nào cho dù lúc hắn hùng mạnh nhất đối diện hòa thượng già này đều chẳng có một chút phần thắng, càng miễn bàn là hiện tại. Triệu Cửu Lăng ở một bên hơi tiếc nuối, hắn ước gì Tô Tính và Hoàng Thiên Vực đánh đến mức ngươi chết ta sống, vậy thì được lợi là huyền thiên vực của hắn. Tiếc rằng có hòa thượng già lo chuyện bao đồng thích đạo huyền ở, mấy người khác chắc chắn không đánh lại. Lúc này trong sân, quy lực một đấm của Tô Tính ngưng tụ tất cả võ đạo của mình vào trong đó, cú đấm nhìn như đơn giản nhưng bao dung vạn pháp, có bi năng thiên biến vạn hóa. Khương Viên Trinh nhướng mày, lần đầu tiên hắn giao tiếp với Tô Tính, nhưng không phải lần đầu tiên giao thủ với Triệu Cửu Lăng. Lúc ở tiên vực, Khương Viên Trinh và Triệu Cửu Lăng không chỉ đấu một lần, cho nên hắn hiểu rõ về Triệu Cửu Lăng. Khi biết trong đại hội đạo môn ở Thiên Nguyên Vô Lượng Sơn, Tô Tính đấu một chọi một lưỡng bại câu thương với Triệu Cửu Lăng, bắt đầu từ lúc đó Khương Viên Trinh biết ngay Tô Tính khó chơi, đã chuẩn bị tâm lý. Bây giờ nhìn thấy uy thế cú đấm của Tô Tính, Khương Viên Trinh cảm giác chính mình dường như hơi coi kinh tô tính này, thực lực của đối phương tuyệt đối mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn một bậc. Lúc này Triệu Cửu lăng lộ vẻ mặt kinh dị, hắn cũng phát hiện sự tiến bộ của tô tính, thực lực mạnh hơn lúc trên thiên nguyên vô lượng sơn. Lúc trước tô tính vận dụng bí pháp liều mạng mới kéo hắn cùng nhau trọng thương, tô tính bây giờ mà giao thủ với hắn, e rằng không cần dùng thủ đoạn cực đoan như vậy nữa. Tình huống này khiến Triệu Cửu Lăng cực kỳ kinh dị, cùng là thần kiều, hắn biết cảnh giới như bọn họ muốn càng tiến một bước khó khăn lớn bao nhiêu. Kết quả tô tính chỉ bế quan một lần, hơn nửa đa số thời gian đều đang dưỡng thương, vậy mà tiến bộ nhiều như thế, loại chuyện này quá mức nghe khiến người sợ một ít, nhưng sự thực bày ra trước mắt, trên bầu trời, tuy Khương Viên Trinh bị tô tính bày ra thực lực làm khiếp sợ, nhưng tâm tình chẳng có một chút dao động, mặc dù tô tính tiến bộ nhiều. Nhưng Khương Viên Trinh thân là hậu duệ nhân hoàng cũng không phải kẻ yếu, đối diện cú đấm của Tô Tính, Khương Viên Trinh vẫn đánh ra một đấm. Một đấm đánh ra, chính con rồng vàng trên cửu long bào mặt trên người Khương Viên Trinh dường như sống lại, gầm rống xuất hiện quanh người hắn, tùy theo cú đấm giáng xuống, chớp mắt long ngâm gào thét, ý vương đạo và bá đạo vô biên ngưng tụ ở trong đó, khủng bố lạ thường. Bàn về ứng dụng của công pháp long khí, mạch Khương Thị từng là hậu duệ của nhân hoàng mạnh hơn đại chu gấp vô số lần, song quyền va chạm vào nhau, vô luận là cú đấm ngưng tụ vương đạo, bá đạo thành một của Khương Viên Trinh, hay cú đấm dung hợp muôn vàng võ đạo vào trong của Tô Tín, song quyền đụng vào nhau bộc phát ra uy năng tựa như diệt thế, dư ba nổ tung, chân vũ như đám người lữ phá thiên tự nhiên là có thể lờ đi, nhưng người thường khác thì không chịu nổi. Lúc này thích đạo huyền miệng tụng kinh văn, trong khoảnh khắc chân khí ngưng tụ thành kinh Phật bay đi giữa không trung, ngưng tụ thành một lĩnh vực màn sáng màu vàng, bao phủ dịch kiếm môn vào trong cũng bao phủ đám võ giả của hoàng thiên vực trên xe chiến thượng cổ. Hai tên chí cường giả thần kiều cảnh va chạm, vi năng đã mạnh mẽ đến cực độ, chẳng qua nhìn từ mặt ngoài thì thực lực của hai bên sấp xỉ nhau, một kích này khó mà phân ra thắng thua. Khi chân khí cùng bạo này sắp nổ tung, duy ngã đạo kiếm trong tay tô tính đã ra khỏi vỏ, một kiếm tách làm đôi, một kiếm đâm mây, thiên ngoại phi tiên, một kiếm xé đất, tử khí đông lai, hai kiếm phong tỏa tất cả đường lui quanh người Khương Viên Trinh. Khiến hắn không thể tránh né, chỉ có thể cứng rắn đỡ. Khóe môi Khương Viên Trinh cong lên, hơi thú vị, dứt lời, một thanh cổ kiếm thanh đồng hơi tầm thường xuất hiện trong tay Khương Viên Trinh. Lữ Phá Thiên ở bên dưới hét to một tiếng, "Nhân hoàng kiếm, trong thiên hạ này không có nhiều thần binh, nhưng cũng không ít, dù sao võ giả có thọ mệnh, nhưng thần binh chỉ cần không bị hư hao thì có thể tồn tại vĩnh viễn, cho nên thế gian này lưu truyền lại thần binh với số lượng khá nhiều. Trong đám thần binh không có cấp bậc rõ ràng, thí dụ như duy ngã đạo kiếm của tô tính xếp lớp giữa trên trong thần binh nhưng ma long đoạt tâm đao của đại thiên ma tôn ngày xưa nhất định là đứng đầu nhưng nếu ngươi hỏi thần binh nào mạnh nhất vậy mọi người sẽ nói cho ngươi nhất định là nhân hoàng kiếm thần binh được nhân hoàng năm xưa tự mình đúc ra thần binh chí cường dính máu của bảy vị đại thánh của yêu tộc nhân hoàng kiếm lữ phá thiên là đích tuyền của ma đạo từ trong điển tịch của một số tổ tiên huyết ma giáo mà hắn thu thập được thì đã xem nhiều miêu tả về nhân hoàng kiếm Cương viên trinh cầm cổ kiếm thanh đồng trong không bắt mắt này rõ ràng là thần binh chí cường trong truyền thuyết nhân hoàng kiếm nhưng lúc này triệu cửu lăng thản nhiên nói đừng chuyện bé xé to nhân hoàng kiếm thật sự vĩnh viễn chỉ nằm trong tay nhân hoàng dù được nhân hoàng cho phép thì người khác vẫn không thể vận dụng thứ này căn bản không phải thần binh mà là một thanh hung binh lây dính máu của bảy vị đại thánh của yêu tộc khí hung thần trên nhân hoàng kiếm đó trừ nhân hoàng ra có ai đè ép được dù là mấy vị thông thiên ngày xưa cũng không thể, càng miễn bàn Khương Viên Trinh. Nhân hoàng kiếm trước mắt chẳng qua là đồ giỏm được hoàng thiên vực tạo ra sau này, nhưng trong đó cũng bỏ vào phế liệu lúc xưa nhân hoàng đúc nhân hoàng kiếm, và một giọt máu của đại thánh yêu tộc, tuy cũng là cấp bậc thần binh nhưng thua xa nhân hoàng kiếm thật. Nghe Triệu Cửu Lăng nói như vậy, Lữ Phá Thiên mới thở vào một hơi, hắn lúc này cũng phản ứng lại, trong tay của Khương Viên Trinh không thể nào có nhân hoàng kiếm thật sự được nếu khương viên trinh sở hữu nhân hoàng kiếm thì với uy năng của thanh kiếm tiên vực đã không tách rời lúc này trong chiến trường nhân hoàng kiếm giả trong tay khương viên trinh tỏa ra uy áp nặng nề hắn không phải chủ tu kiếm đạo nhưng thân là mạch hoàng tộc võ đạo nhân hoàng truyền xuống tự nhiên là mang theo một phần kiếm đạo cường đại nhân hoàng kiếm giả chém xuống một kiếm này nhìn như tầm thường nhưng đợi đến kiếm thế rơi xuống thì mới nháy mắt bùng nổ kiếm khai sơn hà đại khí vô cùng cũng là kiếm thế vô cùng bá đạo mặc kệ ngươi là người hay yêu vương cường đại thượng cổ to mấy trăm trượng đều phải bị nhát kiếm này xé rách. Hai kiếm của tô tính chém xuống, tiên ma lực hợp hai thành một, thay đổi liên tục, nhưng bị nhát kiếm kia mạnh mẽ xé rách, bộc phát ra uy năng kinh thế khiến thiên địa chấn động. Võ kỹ của tô tính vốn nổi tiếng là cương mảnh bá đạo, nhưng bộ tộc Khương Thị Thân là hoàng tộc, bọn họ truyền thưa võ kỹ tự nhiên cũng vô cùng đại khí. Hai bên cùng một khuôn mẫu, khi hai người đánh nhau gần như biến thành lực lượng đơn thuần nghiền nát. Khương Viên Trinh nhìn Tô Tín, thản nhiên nói: "Tiên ma chi kiếm, khá lắm, giờ thì đến lượt ta." Dứt lời, nhân hoàng kiếm giả trong tay Khương Viên Trinh đột nhiên bắn ra kim mang, nhưng nhìn kỹ thì trong kim mang thế nhưng còn ẩn giấu một chút màu máu, uy áp nghiêm nghị, toát ra khí tức như hồng hoang thượng cổ. Thanh nhân hoàng kiếm này tuy là hàng giả nhưng trong đó ẩn chứa một giọt máu của đại thánh yêu tộc thượng cổ, hiện tại uy năng bùng nổ, cũng là khiến người cực kỳ giật mình tùy theo Khương Viên Trinh chém ra một kiếm, vô tận huyết sát chi khí tăng vọt, kiếm ý toát ra sát khí hùng dũng, một kiếm nhìn như đơn giản ẩn chứa vô tận biến hóa ở trong đó, mỗi một tầng biến hóa đều là là một ánh kiếm, mỗi lớp ánh kiếm ẩn chứa một tầng sát khí, hàng vạn ánh kiếm ngưng tụ vào một thân, khi kiếm này chém xuống thì trong không trung thậm chí có tia chớp đỏ dán xuống, trong siêu khủng bố, Triệu Cửu Lăng ở bên dưới sắc mặt không thay đổi nói, Khương Viên Trinh đang dùng hết sức đây là trảm long thất thức mà nhân hoàng thượng cổ truyền lưu xuống là kiếm pháp nhân hoàng sử dụng khi quyết chiến với một trong bảy đại thánh yêu tộc xích long đại thánh nhân hoàng bảy kiếm chém xích long chật chật đường đường đại thánh yêu tộc mà không qua nổi bảy kiếm dưới tay nhân hoàng có thể tưởng tượng sự bá đạo của kiếm pháp kia năm xưa bần đạo giao tủ với khương viên trinh dùng càng không đạo đồ buộc khương viên trinh chém ra kiếm thứ sáu vì thế đã có thể nói là kinh thiên động địa lữ phá thiên liết triệu cửu lăng không thấy kiếm thứ bảy cuối cùng ngươi thua, triệu cửu lăng phớt lờ giọng mỉa mai của Lữ Phá Thiên, thản nhiên nói, đương nhiên không có thua, chẳng qua sử dụng kiếm thứ bảy thì Khương Viên Trinh cũng không thể hoàn toàn khống chế, bần đạo sẽ phải vận dụng con bài chưa lật thật sự của chính mình, đến lúc ấy chỉ có thể là kết cục lưỡng bại câu thương. Ta và Khương Viên Trinh không phải ngớ ngẩn, nếu ai đều không nắm chắc thắng đối phương, lại cần gì cứ muốn đồng quy vu tận, liều mạng một phen. Lữ phá thiên nhún vai, xem nhẹ nói, đừng nói chuyện giật gân, cái gọi là trảm long thất thức ở trong tay nhân hoàng mới có tư cách đi chém đại thánh yêu tộc, ở trong tay hắn thì chưa biết có chém nổi một yêu vương hay không. Lữ phá thiên rất tin vào thực lực của tô tín, sư đệ từ trên trời rất xuống này của hắn không đơn giản, bản thân hắn tận mắt nhìn thấy uy thế cường đại lúc tô tín thăng cấp thần kiều cảnh rồi, tuyệt đối không phải võ giả tầm thường có thể so sánh. Chủ hoàng thiên vực khương viên trinh này tuy rằng cũng không yếu, nhưng muốn đánh bại sư đệ của hắn thì còn hơi kém. Trong sân, đối diện kiếm thứ nhất trong trảm long thất thức của Khương Viên Trinh, Tô Tính vất một tay, duy ngã đạo kiếm bay về tay hắn, nhưng hắn không rút kiếm nữa, mà là thân hóa lửa cháy, trong khoảnh khắc trên trời dâng lên lửa màu xanh sẫm vô tận, không thấy bóng dáng Tô Tính đâu. Triệu Cửu Lăng ở bên dưới thay đổi sắc mặt, hắn khép mắt lại, dốc hết sức cảm giác, nhưng bóng dáng Tô Tính thật sự biến mất, triệt để biến mất chỉ có những ngọn lửa cháy hừng hực chứng minh tô tính hẳn là còn ở nơi này. Một kiếm hút hồn của Khương Viên Trinh cứ như thế chém hụt một cách buồn cười, bản thân hắn đều hơi bất ngờ. Một tức này là liệt diễm vô tướng mà tô tính cướp được, xích hỏa thần công kết hợp vô cầu dịch quyết sáng tạo ra võ kỹ kỳ dị, thân hóa ngọn lửa, thật sự hóa thành lửa, bản thân trốn vào không, thần dị vô cùng. Mà ngay lúc này, sau lưng Khương Viên Trinh dâng lên một ngọn lửa nóng cháy, một bàn tay lửa xanh vươn ra chỉ hướng Khương Viên Trinh, nháy mắt vạn vật tịch diệt, một chỉ làm tinh thần hoảng hốt, vẻ mặt Khương Viên Trinh không thay đổi, dưới chân hắn hắn dưới chân long ngâm gầm rống, thân hình dường như dịch chuyển tức thời, lùi lại phía sau mấy chục trượng, xoay người một kiếm chém xuống, hà quang lấp lánh, trảm long khai thiên, đệ nhị kiếm, ken, Đầu ngón tay trong thu mảnh va chạm với nhân hoàng kiếm giả phát ra tiếng nổ chát chúa rõ to, chớp mắt hai người cùng lùi lại một bước khương viên trinh lập tức chém ra kiếm thứ ba tô tính cũng quanh thân lấp lánh thần mang màu vàng trực tiếp lấy hai tay đón đỡ một kiếm này xích hỏa thần công bùng nổ dọc theo tay đốt trường kiếm kia khương viên trinh cảm giác cơ thể nguyên thần của mình bắt đầu sôi trào quy năng của xích hỏa thần công phát huy đến mức tận cùng xem như là khương viên trinh cũng không thể coi thường quanh thân hiện cửu long hộ thể gầm rống thiên địa thế này mới xua tan tác dụng phụ của xích hỏa thần công hai bên ngươi qua ta lại Trảm Long thất thức của Khương Viên Trinh đã thi triển đến thức thứ năm, kết quả vẫn không làm gì không được Tô Tính, trái ngược còn bị Tô Tính phản công, buộc hắn hơi có chút lún cuốn tay chân. Lữ Phá Thiên ở bên dưới mặt không cảm xúc, hắn cho rằng Tô Tính thi triển thực lực đến mức độ này mới xem như bình thường. Triệu Cửu Lăng thì sắc mặt hơi có chút nghiêm túc, trong trận chiến trên thiên nguyên vô lượng sơn, tuy hắn cũng bị thương, nhưng hắn biết thực lực của Tô Tính không bằng chính mình nếu không thì tô tính cũng sẽ không vận dụng bí pháp liều mạng đó để đối phó chính mình. Kết quả hiện tại, tô tính đánh ngang tay với Khương Viên Trinh, thậm chí buộc Khương Viên Trinh sử dụng kiếm thứ sáu trong trảm long thất thức. Phải biết rằng ngày xưa hắn đấu với Khương Viên Trinh cũng chỉ dừng lại ở kiếm thứ sáu. Lúc này vẻ mặt của Khương Viên Trinh chẳng còn thoải mái như lúc trước, trong võ giả của mạch Khương Thị, Khương Viên Trinh thời trẻ không nổi bật nhất. Bộ tộc Khương Thị có nhiều võ giả xuất sắc hơn hắn, nhưng Khương Viên Trinh không chút bắt mắt này từng bước một, dùng phương thức vững chắc nhất đi tới cảnh giới siêu mạnh này võ đạo của khương viên trinh là loại võ đạo không thể phá giải không có nhược điểm muốn thắng hắn chỉ có thể vận dụng lực lượng tuyệt đối để đánh bại hắn khương viên trinh vốn cho rằng tô tính là hậu bối thực lực có lẽ choáng ngợp trên người cũng có các loại bí pháp nhưng bàn về căn cơ lực lượng đơn thuần thì đối phương nhất định là không bằng chính mình kết quả hiện tại xem ra không biết tô tính này tu luyện kiểu gì mà căn cơ lực lượng không yếu hơn mình chút nào không ngờ đấu ngang tay với mình. Khương Viên Trinh hít một hơi sâu, nhân hoàng kiếm giả trong tay hắn phản chiếu ra màu đỏ máu dày đặc, tùy theo hắn chém ra một kiếm, một ảo ảnh huyết long xuất hiện sau lưng hắn, sinh động như thật, long ngâm gầm lên mang theo uy thế vô biên, sát khí vọt tận trời. Đây chính là thức thứ sáu trong trảm long thất thức, thức, cũng là một thức mạnh nhất mà Khương Viên Trinh hiện tại có thể nắm giữ. Tuy Khương Viên Trinh thi triển ra thức thứ bảy, nhưng không thể khống chế, căn bản là hại người hại mình không đến phút cuối khương viên trinh sẽ không vận dụng nó trong mắt của tô tính đã không thấy con ngươi chỉ có vô biên kiếm ý và thiên địa xoay vần một kiếm ra vạn pháp tịch diệt ba loại kiếm ý nháy mắt ngăn cách mảnh thiên địa này thiên địa phàm tiên quỷ nhân ba loại kiếm đạo hợp lại làm một kiếm hóa tam giới trảm thiên tuyệt địa đây là kiếm đạo chí cường mà hiện tại tô tính có thể nắm giữ tam giới chi kiếm trảm thân trảm thần càng trảm tâm Lúc ở đại hội đạo môn trên thiên nguyên vô lượng sơn, tô tính một kiếm này địch lại triệu cửu lăng, khiến triệu cửu lăng tâm kinh. Hiện tại tô tính thực lực tiến bộ nhiều, quy năng của tam giới chi kiếm mạnh hơn trước kia nữa, đám người triệu cửu lăng cảm giác đã không thấy bóng dáng Khương Viên Trinh đâu, tất cả bị ngăn cách thành lực lượng của tam giới. Khương Viên Trinh lấy thức thứ sáu trảm long đối chiến với tam giới chi kiếm của tô tính, một bên là công pháp mạnh mẽ do nhân hoàng thượng cổ khi xưa truyền thừa lại, thất kiếm chém xuống có thể chém đại thánh yêu tộc, còn bên kia là kiếm kỹ cường đại do tô tính dung hợp cực hạn kiếm đạo của mình, hai chiêu va chạm, uy lực bùng nổ trong phút chốc khiến đám lữ phá thiên thay đổi sắc mặt, chỉ thấy xung quanh chỗ hai người giao đấu, hư không đều bị xé rách, các loại kiếm khí cường đại nổ tung, khiến phạm vi hơn 10 dặm xung quanh hai người đều trải rộng cơn lốc kiếm khí mạnh mẽ, có thể dễ dàng xé nát vỏ giả hóa thần cảnh. Sau một lúc, gió lốc tản đi mới để lộ ra bóng dáng hai người tô tính và khương viên trinh sắc mặt tô tính hơi tái nhợt lần này sử dụng tam giới chi kiếm mặc dù không giống lần trước không cách nào hoàn toàn khống chế nhưng vẫn tiêu hao rất nhiều sức mạnh nhìn sang bên khương viên trinh mặc dù bề ngoài hắn vẫn bình thường nhưng trên thanh kiếm phỏng chế theo nhân hoàng trong tay hắn lại phai nhạt ánh sáng hiển nhiên đã bị tổn hại ở mức nhất định khi va chạm lực lượng của song phương bằng nhau Khương Viên Trinh và Tô Tính đều cảnh giác nhìn đối phương, ánh mắt mông lung khó rõ, đến cùng còn đánh nữa không? Khương Viên Trinh còn có thức thứ bảy trảm long của hắn vẫn chưa sử dụng, Tô Tính tất nhiên cũng còn ác chủ bài để liều mạng. Chỉ có điều cuộc chiến về khí thế đã phát triển đến mức này, gần như đã là cực hạn, ai cũng không muốn tiếp tục đánh, nhưng ai cũng sẽ không lùi bước. Đúng lúc này, năm khí tức cường đại ầm ầm giáng lâm, cùng với đó là một luồng yêu khí cực mạnh tựa như che khuất bầu trời. Chật chật, nhân tộc các ngươi quả nhiên vẫn giữ đức hạnh thế này, nội chiến hung ác không thua kém ai, đánh đi, sao các ngươi không đánh? Bây giờ còn chưa phân rõ thắng bại đâu, một người đàn ông vạm vỡ trên trán có ký hiệu chữ vương thấy là Tô tín và Khương Viên Trinh, trong mắt hiện lên vẻ dễu cật. lúc này còn có bốn người đứng bên cạnh hắn, trên người bọn họ đều có yêu khí ngút trời, nhìn khí tức, bất ngờ là toàn bộ đều có thể so với cường giả thần kiều cảnh, yêu tộc, Tô Tính và Khương Viên Trinh đều không còn ý định tiếp tục đánh nhau nữa, đồng loạt dùng ánh mắt kinh hãi nhìn năm người trước mắt này, không, hẳn là năm yêu vương, trước đó Thanh Ly nói Phương Đông có yêu khí truyền đến, Tô Tính còn tưởng rằng nơi có phong ấn yêu tộc bị bại lộ, hắn không ngờ cuối cùng lại hấp dẫn yêu tộc chân chính tới, giang hồ quả nhiên sắp loạn rồi, một vạn năm trôi qua, những yêu tộc bị phong cấm cũng đều chạy ra ngoài, bọn họ muốn làm gì? Tiếp tục đối đầu với nhân tộc ư? trong số những người ở đây khương viên trinh hiểu rõ yêu tộc nhất bởi vì hắn là hậu duệ của nhân hoàng trong truyền thừa của khương thị nhất tộc bọn họ đều có các điển tịch liên quan tới thượng cổ khương viên trinh nhìn liệt phong hổ vương và các yêu vương khác nói giọng lạnh lùng một vạn năm trôi qua lẽ nào yêu tộc các ngươi đã quên mất minh ước ngày xưa rồi sao quá khứ nhân hoàng bệ hạ cho yêu tộc các ngươi một cơ hội kéo dài hơi tàn các ngươi cũng hứa vĩnh viễn sẽ không rời khỏi tiểu thế giới yêu tộc hiện tại các ngươi làm vậy là có ý gì ngân dực lan vương đứng ra cười lạnh nói có ý gì rất đơn giản ý là chúng ta không muốn tuân thủ cái minh ước chết tiệt kia nữa ngân dực lan vương nhìn mấy người có mặt cười gằn nói các ngươi chính là người mạnh nhất trong nhân tộc hiện giờ phải không không ngờ hôm nay các ngươi còn tụ tập chung một chỗ vậy tiết kiệm không ít công sức cho chúng ta rồi yêu tộc xuất thế trở lại kế hoạch bọn họ đặt ra đơn giản thô bạo chính là đánh từng nhà một xem xem bây giờ sức mạnh của nhân tộc rốt cuộc có bao nhiêu. Nếu như quá yếu, vậy thì trực tiếp giải phóng tất cả yêu tộc trong vân mộng trạch, lần nữa chiếm cứ đại địa, nhân tộc yếu đuối đã không thể giữ nổi gian sơn khi xưa nhân hoàng chinh chiến được. Nếu như quá mạnh, vậy hắn phải đứng vững gót chân trên giang hồ này trước, rồi từ từ mưu tính, dù sao đại kiếp của nhân tộc sắp tới, đến lúc bọn họ gặp xui xẻo rồi. Kết quả hiện tại ra khỏi vân mộng trạch, bọn họ cảm nhận thấy khí tức cường đại ở bên này, khẳng định có cường giả đang giao đấu, thế là để đại kim bằng vương có tốc độ nhanh nhất dẫn theo yêu vương thần kiều cảnh tới đây, gặp những cường giả nhân tộc này, đỡ mất công bọn họ chạy khắp nơi. Năm yêu vương với thực lực có thể so với thần kiều cảnh của yêu tộc hiện tại đều ở đây, lần lượt là liệt phong hổ vương, ngân dực lan vương, đại kim bằng vương, thông tí viên vương, tam mục giao vương. Mặc dù yêu tộc còn có những yêu vương chân vũ cảnh khác, nhưng vì chuyến này yêu tộc không biết con đường phía trước rốt cuộc ra sao, cho nên chỉ có năm yêu vương mạnh nhất ra khỏi Vân Mộng Trạch, Khương Viên Trinh nhìn mấy người Ngân Dực Lang Vương, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo nói: "Minh ước khi xưa đã qua một vạn năm, trong thời gian một vạn năm nay các ngươi đã nhẫn nhịn, bây giờ đột nhiên nhảy ra gây chuyện, lẽ nào yêu tộc ngươi thật sự muốn bị diệt tộc hay sao?" Với đại kiếp nhân tộc, yêu tộc biết, nhưng nhân tộc lại không có ai biết, dù đám yêu tộc này có qua quyết thô lỗ cỡ nào, bọn họ cũng cũng sẽ không nói chuyện này ra. Ngân Dược Lan Vương cười lạnh một tiếng nói, chỉ bằng chút thực lực của nhân tộc các ngươi hiện tại mà cũng muốn diệt yêu tộc ta. Một vạn năm trước yêu tộc không bị diệt, hiện tại vẫn sẽ không bị diệt, đúng rồi, nghe nói ngươi chính là hậu duệ của nhân hoàng ngày xưa, lúc trước nhân hoàng giết bảy vị đại thánh của yêu tộc ta, vô số cường giả của yêu tộc đều chết trong tay nhân hoàng, hôm nay trùng hợp, lấy ngươi ra trả lại trước vậy, vừa nói dứt lời, ngân dực lan vương bất chấp tất cả, trực tiếp ra tay với Khương Viên Trinh. Hắn không biến hóa về bản thể, với yêu tộc mà nói, khi biến về bản thể, sức mạnh phải tiêu hao sẽ tăng lên gấp bội, cho nên trừ khi đến cuối cùng phải liều mạng, nếu không yêu tộc sẽ không dễ dàng lộ ra bản thể. Sau lưng ngân dực Lan Vương, từng thanh trường kiếm kỳ dị hiện lên, chi chích hợp thành một đôi kiếm dực, ầm ầm chém xuống dưới, trong nháy mắt đã xé rách trường không, mang theo phong duệ chi khí vô tận, tựa như có thể xé rách hết thảy so với các yêu vương khác, Ngân Dực Lan Vương tính toán nhiều hơn, vừa rồi hắn đã quan sát trận chiến của Tô Tính và Khương Viên Trinh, thực ra bình thường hắn không đánh lại Khương Viên Trinh, nhưng thấy Khương Viên Trinh vừa đánh nhau với Tô Tính, tiêu hao quá lớn, lúc này ra tay với Khương Viên Trinh, hắn khá nắm chắc phần thắng. Lúc này mấy yêu vương khác thấy Ngân Dực Lan Vương không báo một câu đã ra tay trước, trên mặt của bọn họ đều hiện lên vẻ không vui. Trong số các yêu vương yêu tộc, thực lực Ngân Dực Lan Vương của không tính là mạnh nhất, tối thiểu trong các yêu vương thần kiều cảnh ngân dực lan vương chỉ có thể xếp ở tầm trung bình cao có điều tên này am hiểu nhất là sử dụng mấy thủ đoạn nhỏ giống như bây giờ hắn không báo trước đã ra tay đầu tiên làm như hiện giờ hắn là lãnh tụ yêu tộc điều này khiến bốn đại yêu vương khác đều hơi bất mãn nhưng bất mãn thì bất mãn dù sao hiện tại bọn họ cũng đại diện cho yêu tộc tất nhiên không thể nội đấu trước mặt những nhân tộc này vậy nên ngay khi ngân dực lan vương xuất thủ bốn đại yêu vương còn lại cũng ra tay cùng lúc. Trong mắt những người có mặt, dù là triệu cửu lăng hay thích đạo huyền đều hiện lên vẻ nghiêm túc, trước kia bất kể bọn họ mâu thuẫn bao nhiêu, nhưng yêu tộc là tử địch vạn năm của nhân tộc, một khi để yêu tộc chiếm cứ đại địa này một lần nữa, đó không phải tai họa của một tông môn, một thế lực, mà là tai họa của cả nhân tộc. Hiện tại đám triệu cửu lăng không biết tình trạng của yêu tộc, trong suy nghĩ của bọn họ, yêu tộc đã dám xuất hiện trên giang hồ, vậy hiển nhiên đối phương đã có sức mạnh và lòng tự tin nhất định. Trên thực tế, tình hình của yêu tộc bây giờ cũng không khá hơn nhân tộc bao nhiêu, ưu thế duy nhất của yêu tộc so với nhân tộc chính là bọn họ biết nhân tộc có đại kiếp sắp phủ xuống, còn hiện giờ nhân tộc vẫn mờ mịt không biết gì. Phật quan quanh người thích đạo huyền sáng trực, trực tiếp lấy một địch hai, đối chiến với đại kim bằng vương và tam mục giao vương, không hề rơi xuống thế hạ phong. Còn Triệu Cửu Lăng cũng giao đấu với thông tí viên vương, một trong năm đại yêu vương, còn lại tô tính, liệt phong hổ vương cười dài một tiếng nói, tiểu tử nhân tộc, đừng bảo hổ gia ta bắt nạt ngươi, vừa nãy ngươi tiêu hao không nhỏ, hổ gia cho ngươi nghỉ ngơi nửa canh giờ trước đấy, ngân dực lang vương ở bên thấy liệt phong hổ vương làm trò như thế, không nhịn được thầm mắng một tiếng ngu ngốc, với đám võ giả nhân tộc, cần theo quy củ cái gì, ngươi không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vậy chẳng phải chứng minh Ngân dực lang Vương hắn bị ổi ư? có điều đức hạnh của liệt phong hổ vương vẫn luôn thế này dù hắn có tức giận cũng vô dụng mà lúc này tô tính thản nhiên nói cho ta nửa canh giờ chuyện không cần đến nửa canh giờ đã có thể giải quyết vì sao nhất định phải lãng phí thời gian vừa nói dứt lời tô tính chém ra một kiếm tiên ma lưỡng phân kiếm thế kinh khủng như vậy không hề thua kém lúc ra tay với khương viên trinh trước đó trong mắt liệt phong hổ vương lộ ra một tia hứng thú tu vi kiếm đạo mạnh đấy Ngày xưa đám võ giả kiếm bộ dưới trướng nhân hoàng, không mấy người có được tu vi kiếm đạo như ngươi. Bao nhiêu năm nay, hổ gia ta chưa từng nghiêm túc, nhưng ngươi có đủ thực lực để ta phải nghiêm túc. Nói xong, cơ thể liệt phong hổ vương bỗng nhiên di chuyển, hư không bị xé nứt, gió mạnh cùng bạo trực tiếp cắt ngang hai kiếm của tô tính, vô cùng kinh dị, cũng vô cùng cường đại. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ Bản thân liệt phong hổ vương nắm giữ phong chi lực cực hạn trong tay hắn nắm một thanh trường đao màu xanh, nhưng nếu ngươi nhìn kỹ sẽ phát hiện ra ra, thanh trường đao này ngưng tụ hoàn toàn từ phong chi lực, sự sắc bén có thể chém đứt hư không. Tiên ma chi kiếm vừa rồi của tô tính chính là bị một đao này của hắn chặt đứt, tô tính nhớ mày, có thể nói đây là lần đầu tiên hắn chân chính chiến đấu với cường giả yêu tộc, cảm giác này hoàn toàn khác với võ giả. Lực lượng của võ giả đều do tu luyện hậu thiên, còn yêu tộc mặc dù cũng sẽ tu luyện hậu thiên, nhưng tỷ lệ không chiếm đến một nửa thực lực bản thân, ngược lại thiên phú tiên thiên từ chủng tộc mang đến hoàn toàn có thể chi phối thực lực hậu kỳ của một yêu tộc. Hiện tại khả năng điều khiển phong chi lực của liệt phong hổ vương đã đến trình độ cực kỳ đáng sợ, tự như gió trong thế giới này đều đã bị hắn khống chế, bao phủ xung quanh tô tính, hóa thành một lồng giam nhốt hắn trong đó. Thiên phú của liệt phong hổ vương chính là khả năng điều khiển gió, dù tô tính đã đến thần kiều cảnh, đạt tới trình độ bản thân có thể thao túng pháp tắc thiên địa, nhưng vẫn không thể so sánh với yêu tộc trời sinh như liệt phong hổ vương. Phong chi lực xung quanh giống như nghe lệnh của ý chí trong thiên địa, hoàn toàn bao phủ tô tính, không cho hắn cơ hội trốn thoát. Vào lúc đó, liệt phong hổ vương cũng chém một đao, cương phong chi nhận màu xanh nhạt rõ ràng ngưng tụ từ phong chi lực, trong đó xen lẫn một chút phong duệ chi khí, phản phất như một thanh thần binh chân chính. Nhưng hiện tại, quanh người tô tính bùng lên ngọn lửa màu lam âm u lửa nhờ gió thổi dưới đao của liệt phong hổ vương uy lực xích hỏa thần công của tô tính bỗng tăng vọt bao trùm thiên địa xung quanh một đao của liệt phong hổ vương hạ xuống trực tiếp tách ngọn lửa ra nhưng lại không thấy bóng dáng tô tính trong mắt liệt phong hổ vương xuất hiện vẻ nghiêm trọng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tô tính tuyệt đối không đi xa hắn ở ngay xung quanh mình thân là yêu tộc cảm giác của liệt phong hổ vương nhạy bén hơn võ giả nhân tộc rất nhiều đây cũng là một trong các đặc điểm của yêu tộc vô cùng nhạy cảm với nguy hiểm. Đúng lúc này, trong ngọn lửa màu lam âm u, bóng dáng tô tính ẩn hiện, ngay cả liệt phong hổ vương cũng không thể phá vỡ uy lực của liệt diễm vô tướng, hắn xuất hiện ngay sau lưng liệt phong hổ vương, đoạt thần chỉ dơ ra, chỉ thẳng vào giữa lưng liệt phong hổ vương, đoạt tạo hóa thiên địa, tịch diệt hư không vạn vật, sức mạnh trong một chỉ này vô cùng cường đại, kể cả đối thủ là yêu vương có cơ thể cực kỳ mạnh mẽ, cảm giác đỡ một chỉ này vẫn không dễ chịu, chính vào lúc này, sau lưng liệt phong hổ vương đột nhiên xuất hiện một cái đuôi hổ, đuôi hổ vàng vện tựa như một cây roi thép, đập trầm một cái, va chạm vào một chỉ của tô tính, lập tức phát ra tiếng len ken, giống như binh khí va chạm vào nhau, liệt phong hổ vương cười to một tiếng nói, có chút thú vị, không ngờ ngươi lại không phải kiếm tu, bọn họ chỉ nhìn thấy một phần trận chiến trước đó giữa tô tính và khương viên trinh, tối thiểu đều thấy được uy lực tam giới chi kiếm của tô tính. Vậy nên liệt phong hổ vương theo bản năng cho rằng tô tính là kiếm tu, không nghĩ tới đối phương còn am hiểu nhiều võ kỹ kỳ dị như vậy. Nếu không phải những năm ở vân mộng trạch, liệt phong hổ vương tu luyện cái đuôi vốn là nhược điểm của mình đến cực hạn, vừa rồi chiêu đoạt thần chỉ của tô tính có thể đã khiến liệt phong hổ vương bị thương. Tô tính thản nhiên nói, ta tu võ, kiếm chỉ là một phần của võ đạo, chỉ cần có thể đánh thắng, mặc kệ dùng kiếm hay dùng đao, liệt phong hổ vương cười to nói, nói không sai chỉ cần có thể đánh thắng, mặc kệ là dùng cái gì, nói dứt lời, quanh người liệt phong hổ vương có thêm một cơn cuồng phong nồng đậm bao phủ, một tiếng gầm giận dữ, trong nháy mắt tô tính cảm giác đầu mình vang lên một tiếng ầm thật lớn, cơ thể không kìm được lão đảo, ngay cả nguyên thần cũng bị tiếng hổ gầm này làm chấn động, trồng ngâm hổ gầm, công kích sóng âm đều thích dùng hai âm thành này để ví von, trên thực tế hai loài này đúng là sinh vật mạnh nhất. Hiện tại tiếng gầm dài do yêu vương loài hổ chân chính phát ra, lực của nó còn mạnh hơn sư tử hống thiếu lâm tự vô số lần. nhưng cơ hội này, liệt phong hổ vương trực tiếp hết một tiếng sông lên, quanh người bao phủ bởi cuồng phong sắc bén, mỗi một đường gió đều giống như lưỡi dao sắc bén, cắt rách hết thảy, kim mang đằng sau nguyên thần tô tính bộc phát, triệt tiêu tác dụng phụ từ tiếng gầm kia mang tới, đồng thời cũng triển khai đấu chiến kim thân và các cận chiến sát pháp của bản thân đến cực hạn, cận chiến với yêu tộc nổi danh về cơ thể mạnh mẽ, vậy mà không hề yếu thế bốn thần kiều nhân tộc và năm yêu vương cường đại có thể so với thần kiều đánh loạn lên, vì thế cường đại khiến mấy người lữ phá thiên phía dưới không cách nào nhúng tay vào. Song phương giao chiến khoảng một khắc đồng hồ, nhưng cuối cùng lại phát hiện trong thời gian ngắn thật sự không làm gì được đối phương. Bên phía thích đạo huyền khỏi cần nói, lấy một địch hai mà không rơi vào thế hạ phong. Sở trường của đại kim bằng vương là tốc độ, khẽ vỗ cánh là có thể xé rách hư không, cánh chim hóa kiếm, vô cùng cường đại nhưng lại không phá được phòng ngự của thích đạo huyền. Còn Tam Mục Giao Vương thì nổi tiếng về bí thuật thần thông, ngày xưa Tam Mục Giao Vương tu luyện bằng thân rắn, ban đầu hắn có thể lựa chọn biến thành giao long trước, luyện hóa huyết mạch long chủng trong cơ thể, giống như bắc địa long vương của yêu tộc bây giờ, mặc dù không được tính là chân long, nhưng trong cơ thể của bọn họ ít nhiều gì đều có một chút huyết mạch chân long, nếu không ngừng chiết xuất luyện hóa, nói không chừng tương lai thật sự có thể hóa rồng đây cũng là phương thức tu luyện thường thấy nhất trong đại bộ phận yêu tộc loài họ rồng nhưng tam mục giao vương thì không hắn không lựa chọn con đường hóa rồng mà luyện hóa độc giác của mình thành một độc nhãn bên trong chứa đựng vô số thần thông uy năng quỷ dị sử dụng vào thời điểm đặc biệt cũng vô cùng cường đại nhưng đều bị thích đạo huyền nhẹ nhàng hóa giải từng cái còn triệu cửu lăng bên kia mặc dù thương tích trên nguyên thần vẫn chưa khỏi nhưng không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của hắn thậm chí thông tí viên vương giao thủ với triệu cửu lăng còn bị hắn áp chế. Ngân dược lan vương ra tay đầu tiên còn thảm hại hơn, hắn tưởng khương viên trinh tiêu hao quá lớn là một quả hồng mềm, lại không biết dù khương viên trinh có tiêu hao nhiều hơn nữa, sức chiến đấu của bản thân cũng sẽ không giảm đi bao nhiêu, khi hắn dốc toàn lực ra tay, ngân Dực lan vương cũng rơi vào cục diện bị áp chế, tô tính thì không áp chế liệt phong hổ vương, điều này không phải vì hắn quá yếu, mà là trong toàn bộ yêu tộc, thực lực của liệt phong hổ vương có thể xếp vào hàng đầu, vậy nên tạo thành cục diện tô tính và liệt phong hổ vương tạm thời đánh ngang tay nhau. Lần này yêu tộc ra tay vốn muốn thăm dò thử thực lực của nhân tộc, kết quả hiện tại bọn họ đã thăm dò được, nhân tộc hiện tại vẫn không phải đối tượng bọn họ có thể chọc vào. Bọn họ tưởng rằng bốn người trước mắt này chính là chiến lực mạnh nhất của nhân tộc, không biết thần kiều trên giang hồ không chỉ có mấy người bọn họ, hơn nữa còn có mấy thần kiều ở mảnh vỡ tiên vực lần này nếu yêu tộc thật sự cho toàn bộ thành viên ra khỏi vân mộng trạch, tử chiến với nhân tộc lần nữa, mặc dù tổn thất của nhân tộc sẽ không nhỏ, nhưng kẻ thất bại vẫn là yêu tộc bọn họ. Vậy nên thấy tình hình cuộc chiến rơi vào thế giàn co, Ngân Dược Lan Vương lập tức lựa chọn rút lui về sau, cười lạnh một tiếng nói, lần này xem như quà ra mắt cho chư vị, nhân tiện cũng nói cho thiên hạ biết, yêu tộc ta, đã quay lại rồi, nói dứt lời, mấy yêu tộc khác cũng bước ra rút lui. Liệt Phong Hổ Vương cười to nói với Tô Tím: "Tiểu tử nhân tộc, thực lực của ngươi không tệ, hoàn toàn không kém mấy nhân vật nổi tiếng dưới trướng lão già Nhân Hoàng lúc trước, đợi có cơ hội, hổ gia ta lại đánh với ngươi, có điều ta đoán ngày đó sẽ không quá xa đâu." Nói xong, tất cả năm yêu vương đều rời đi, chỉ để lại mấy người ở đây sắc mặt âm trầm. Đương nhiên người mang sắc mặt khó coi chỉ có Triệu Cửu Lăng, Khương Viên Trinh và Thích Đạo Huyền. Với bọn họ mà nói, bất kể xuất phát từ lập trường bản thân hay đại nghĩa, đối mặt với chuyện yêu tộc quay lại bọn họ đều cảm thấy lo lắng nhưng tô tính đang nghe chuyện trên tv audio cv thì không có cảm giác gì với hắn yêu tộc chẳng qua cũng chỉ là một thế lực mà thôi có gì khác tiên vực đương nhiên điều kiện tiên quyết là đám yêu tộc này đừng chọc đến hắn nếu không tô tính mặc kệ ngươi là người hay là yêu trong mắt hắn chỉ có hai loại người là có thể giết và không thể giết một lúc lâu sau thích đạo huyền lắc đầu thở dài nói yêu tộc xuất thế chỉ sợ thiên hạ này thật sự không thể thái bình nữa, khi xưa thiên hạ này có thể bị yêu tộc chiếm lĩnh cũng không phải ngoài ý muốn, võ giả nhân tộc ta muốn tu luyện tới trình độ này, nhất định phải trải qua vô số trận chém giết và khổ tu, còn phải có đủ thiên phú, đồng thời có vô số tài nguyên tu luyện bồi đắp tích lũy, mới có được thành tựu bậc này. Nhưng nhìn lại những yêu tộc này xem, một số chủng tộc trong bọn họ từ khi sinh ra đã được ấn định là yêu vương, cho dù chỉ ăn với ngủ, chỉ cần đối phương trưởng thành vẫn sẽ là yêu vương, sao mà thiên địa này bất công với nhân tộc ta như vậy cơ chứ? Sau một trận giao đấu, ngay cả thích đạo huyền là một đại tông sư Phật gia đều cảm khái như thế, có thể nhận ra yêu tộc khiến hắn bị chấn động đến mức nào. Khương Viên Trinh nhìn Tô Tính nói, chuyện phong thiên vực tạm thời chấm dứt, trước mắt yêu tộc xuất thế, nhân tộc ta sắp phải đối mặt với nguy cơ, hoàng thiên vực ta cân nhắc đến đại cục, tạm thời không so đo với ngươi khương viên trinh nói rồi trực tiếp ngồi trên chiếc chiến xa màu mè rời đi trong mắt tô tính lộ vẻ kinh thường câu này của khương viên trinh một phần thật chính phần giả hắn lo lắng vì yêu tộc xuất thế thật có điều nếu nói hắn cân nhắc đến đại cục đây chỉ là nói khoác hoàng thiên vực thân là hậu duệ của nhân hoàng thù hận với yêu tộc lớn nhất khương viên trinh chỉ lo lắng yêu tộc trả thù thôi huống hồ vừa rồi hắn nói vậy chỉ là đang tìm cho chính mình một bậc thang đi xuống dù sao trước đó hắn đã giao thủ với tô tính hắn căn bản không làm gì được tô tính chắc chắn hắn không thể đòi những võ giả phong thiên vực kia về đã như vậy thì dứt khoát không nghĩ nhiều nữa trực tiếp rút lui thuận tiện để lại cho mình danh tiếng biết lo cho đại cục như thế người trên giang hồ vừa nghe thấy chuyện hôm nay bọn họ sẽ không bảo khương viên trinh thất bại thảm hại trước tô tính phải quay về mà chỉ nói hắn lấy đại cục làm trọng không hổ với cái danh là hậu duệ nhân hoàng sau khi khương viên trinh đi triệu cửu lăng cũng rời khỏi với vẻ mặt nghiêm túc chuyện yêu tộc xuất thế đối với huyền thiên vực bọn họ hay liên minh đạo môn đều là chuyện lớn mặc dù bây giờ liên minh đạo môn chỉ còn trên danh nghĩa chỉ dư lại huyền thiên vực bọn họ và tạo hóa đạo môn nhưng bọn họ vẫn là thế lực đứng đầu đạo môn thích đạo huyền cuối cùng cũng lắc đầu rời đi liên hoa thiền viện không muốn tham dự cuộc chiến tranh giành của các thế lực trên giang hồ bọn họ một lòng tu thiền tu chính bản thân mình cũng là phật trong lòng thích đạo huyền cũng có lòng riêng vì bảo vệ truyền thừa của phật môn nhất mạch khi tô tính muốn hủy diệt thiếu lâm tự hắn đã ra tay nhưng trong lòng hắn cũng có từ bi không phải kiểu từ bi cố chấp giống thiếu lâm tự phân biệt thiện ác chính tà theo tiêu chuẩn của mình rõ ràng đến vậy hắn chỉ không muốn nhiều người chết đi mà thôi lần này yêu tộc xuất thế giang hồ vốn đã hỗn loạn nay càng loạn hơn trong tình hình đó dù thích đạo huyền tìm được đệ tử hắn có thể quyết tâm mặc kệ hết thảy quay về liên hoa thiền viện bế quan hay không điều này ngay cả chính hắn cũng không biết năm đại yêu vương đều rời đi, liệt phong hổ vương trừng ngân dực lang vương một cái và nói, là ngươi nói hiện giờ đại kiếp của nhân tộc sắp tới, khăng khăng đòi ra khỏi vân mộng trạch tham gia trò vui, hiện tại ngươi cũng thấy đấy, thực lực của những võ giả nhân tộc kia lù lù ra đó, hơn nữa có người mạnh hơn hay không còn là một ẩn số, ngươi bảo yêu tộc ta lấy cái gì để đối phó, trừ khi mời lão Long Vương ra, bằng không chúng ta đánh kiểu gì cũng giống như các võ giả nhân tộc như thích đạo huyền nhìn yêu tộc đều có cảm giác hâm mộ phức tạp, võ giả nhân tộc bọn họ muốn tu luyện tới thần kiều, vậy nhất định phải trải qua trăm ngàn cửa ải, trải qua vô số cuộc chiến liều mạng mới có thể đạt tới trình độ hiện giờ. Nếu không võ giả trong cả thiên hạ nhiều như vậy, vì sao cường giả thần kiều cảnh không đếm đủ 10 ngón tay, giống như yêu tộc, chỉ cần đầu thai tốt thì chỉ cần nằm không cũng có thể trở thành yêu vương, tình huống đó quả thật khiến người ta cảm thấy rất hâm mộ nhưng không biết rằng những yêu tộc liệt phong hổ vương cũng rất hâm mộ và kiên kỵ nhân tộc thích đạo huyền chỉ thấy thiên phú và sức mạnh cường đại yêu tộc trời sinh đã có không biết chính thiên phú và sức mạnh cường đại này lại như lòng giam hạn chế bọn họ những yêu tộc vừa ra đời đã có lực lượng cực mạnh tương lai được ấn định là yêu vương mãi mãi chỉ chiếm số ít tựa như đại kim bằng vương bộ tộc của hắn chính là hậu duệ thiên bằng thượng cổ nhưng sau khi trận chiến thượng cổ kết thúc bộ tộc này chỉ còn lại một mình hắn có thể nói ngay khi hắn chết đi, thiên bằng nhất tộc thuần huyết sẽ hoàn toàn bị diệt tộc, còn các yêu tộc khác, mặc dù thiên phú sức mạnh đều cường đại hơn nhân tộc, nhưng bọn họ muốn tiến thêm một bước lại khó hơn nhân tộc, hạn chế do vấn đề chủng tộc mang đến còn lớn hơn cả thiên phú của võ giả nhân tộc, ví dụ như hiện tại, tam mục giao vương trong số năm yêu vương. Ban đầu bản thể của hắn chỉ là một con xà yêu phổ thông, tương lai mạnh nhất cũng chỉ tới cảnh giới đại yêu toàn bộ nhờ vào sự khổ tu của bản thân hắn và các cơ duyên mới có thể đến cảnh giới yêu vương thậm chí bản thể của người mạnh nhất yêu tộc hiện tại trong truyền thuyết bắc địa long vương cũng không phải long chủng huyết mạch cao quý gì chỉ là một con dao long ruộng cạn phổ thông mạnh hơn xà yêu bình thường nhưng hắn có thể vươn tới trình độ tiếp cận đại thánh như bây giờ cũng dựa vào chính bản thân hắn ngày xưa yêu tộc trong thiên hạ nhiều như thế nhưng có thể đột phá hạn chế chủng tộc vương tới đỉnh cao chủng tộc mình không thể đạt tới giống Bắc Địa Long Vương và Tam Mục Giao Vương, những nhân vật này trước giờ luôn là số ít. Đương nhiên so với nhân tộc, thứ yêu tộc không thiếu nhất là thời gian, thứ thiếu nhất cũng là thời gian. Cường giả chân vũ cảnh, pháp tướng cảnh chỉ có tuổi thọ 500 năm, so với yêu tộc động một chút là tuổi thọ mấy vạn năm, thật sự quá ít. Nhưng tương tự thời gian một yêu tộc từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành mặc dù bất đồng, nhưng đều có đơn vị ngàn năm. Còn nhân tộc thì khác, thời gian trăm năm đã có thể tạo ra một thế hệ cường giả, thậm chí hiện tại trên giang hồ, những người dưới 100 tuổi đã trở thành chân vũ giống như Tô Tính và Mạnh Kinh Tiên cũng không ít. Phát hiện này làm mấy người liệt phong hổ vương có chút nản lòng, nhân tộc hưng thịnh là xu thế tất yếu, điểm này bọn họ đã nhìn ra từ thời thượng cổ, đến bây giờ chẳng qua nhiều nhất chỉ là xác định lại lần nữa thôi. Lúc này, trong mắt ngân dực lan vương lóe lên vẻ thâm sâu, nói, chớ nóng vội, hiện tại các ngươi đều thấy được thực lực của nhân tộc, cũng không quá mạnh, tối thiểu nhân tộc giờ không phải nhân tộc cường đại thời nhân hoàng năm xưa. Đừng quên còn có đại kiếp nhân tộc, dẫu nhân tộc có thể an toàn vượt qua kiếp nạn này, bọn họ chắc hẳn cũng sẽ bị tổn thất nghiêm trọng, khi đó yêu tộc ta ở phía sau bỏ đá xuống giếng, thiên hạ này liều còn là của nhân tộc không? Vì vậy không cần lo lắng, trong khoảng thời gian này, chúng ta chỉ cần an ổn vững gót chân trên giang hồ sẵn sàng tìm cơ hội làm suy yếu thế lực nhân tộc là đủ, không cần cứng đối cứng với bọn họ. Nghe thấy Ngân Dược Lan Vương nói như vậy, Liệt Phong Hổ Vương chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói tiếp nữa. Thực ra đối với hắn mà nói, hắn cũng không muốn quản quá nhiều yêu tộc muốn ra sao, trong trận chiến thượng cổ kia yêu tộc bọn họ thất bại hơi thảm hại, mặc dù không đến mức dọa sợ Liệt Phong Hổ Vương, nhưng cũng làm hắn hơi nản lòng thoái chí. Trước đó Ngân dực Lan Vương trào phúng nhân tộc nội đấu, thực tế ban đầu, yêu tộc bọn họ cũng có khác gì. Nếu như ban đầu, yêu tộc bọn họ có thể đoàn kết nhất trí, cớ sao hồi xưa khi nhân tộc yếu nhất, bọn họ lại vùng lên được. Quá khứ bảy vị đại thánh của yêu tộc đều bằng mặt mà không bằng lòng, lúc trước đúng là thực lực nhân hoàng mạnh, nhưng cũng không thể mạnh đến mức một phát giết sạch bảy vị đại thánh trong yêu tộc bọn họ. Trên thực tế, hồi trước nhân hoàng lần lượt giết chết bảy vị đại thánh yêu tộc, sau khi liên tiếp giết bốn người, ba vị đại thánh còn lại rốt cục không nhịn được nữa lúc bấy giờ mới liên thủ chuẩn bị đối phó nhân hoàng, đáng tiếc cuối cùng ba vị đại thánh liên thủ cũng bị nhân hoàng giết sạch, trận chiến này đã đảo ngược khác biệt thực lực giữa nhân tộc và yêu tộc, đồng thời cũng đặt nền móng cho địa vị của nhân hoàng. Dù sao với tương lai của yêu tộc, liệt phong hổ vương đã hoàn toàn mất hết ý chí, hiện tại hắn chỉ muốn một mình tiêu giao tự tại, quan tâm lắm thế làm gì, lần này ra ngoài, mục đích chủ yếu của hắn cũng chỉ là muốn đi ra dạo chơi thôi, những chuyện khác đều là thứ yếu cùng lúc đó bên phía Tô Tính, sau khi tất cả mọi người tản đi, Tô Tính dẫn Lữ Phá Thiên thẳng đường tiến đến tòa thành nhỏ là nơi ở trước kia của phong thiên vực. Hiện giờ tòa thành nhỏ này đã không còn ai, mãi khi đến đây Tô Tính mới phát hiện, phong thiên vực đã để lại toàn bộ tài nguyên ở nơi này, chỉ dẫn tất cả võ giả phong thiên vực đến dịch kiếm môn. Lữ Phá Thiên chật chật thở dài, sư đệ, ngươi sắp phát tài rồi, Tô Tính cũng gật đầu, nhiều đồ tốt như vậy. Lúc trước hắn suýt nữa đã bỏ qua, hắn còn tưởng rằng đây là một tòa thành rỗng cơ. Xem ra trước đó phong thiên vực rất tự tin sẽ công chiếm được dịch kiếm môn, đối phương rõ ràng đợi hoàn toàn chiếm được dịch kiếm môn rồi dọn nhà, cho nên toàn bộ thành nhỏ chỗ phong thiên vực ở không có ai bảo vệ, đồng thời đối phương cũng tự tin rằng không kẻ nào dám động đến đồ của phong thiên vực bọn họ. Mà trên thực tế quả đúng là vậy, cho dù phong thiên vực dẫn người đi, cũng không ai dám đến phong thiên vực trộm đồ, chờ đến khi tô tính giết chết chân vũ của phong thiên vực, bắt toàn bộ những người còn lại làm tù binh cũng không ai dám động vào đồ trong này trong mắt bọn họ tòa thành của phong thiên vực đã được ngầm thừa nhận là chiến lợi phẩm của tô tín ai dám sờ tay vào cho nên đồ ở đây vẫn được giữ lại cho tới bây giờ dựa theo lời đệ tử của thường không nói trước đó truyền thừa của thường không nhất mạch đều được hắn đặt ở nơi ở của mình dùng trận pháp bảo vệ tô tín và lữ phá thiên đi thẳng sân viện ở trung tâm tòa thành nơi lớn nhất tất nhiên chính là chỗ ở của hai vực chủ thường khôn và tư đồ minh. Trong sân có hai căn phòng, hai người tô tính lục tìm chỗ của tư đồ minh đầu tiên, có một số đồ tốt nhưng không nhiều, trực tiếp bị tô tính bỏ vào túi. Một nơi khác chính là của thường khôn, trong thư phòng của hắn, tô tính và lữ phá thiên dễ dàng tìm được một số thứ hắn dùng trận pháp bảo vệ. Lữ phá thiên nhìn trận pháp kia, hơi chần chừ nói, sư đệ, ngươi có tin thông trận pháp không? sớm biết vậy thì đã mang một trận pháp sư đến cho rồi. Tô Tính lắc lắc đầu nói, mặc dù ta không tin thông trận pháp, nhưng ta có thể phá trận. Lữ Phá Thiên nghi ngờ nói, ngươi không hiểu trận pháp, phá trận bằng cách nào, đương nhiên là cường công. Tô Tính nói như đương nhiên, Lữ Phá Thiên không còn gì để nói, lỡ như thường không bố trí mấy thứ tự hủy trên trận pháp này, cường công chẳng phải là mất hết ư. Tô Tính thản nhiên nói, không đâu, những vật này liên quan đến truyền thừa trong sư môn bản thân thường khôn bố trí trận pháp tự hủy sơ ý một cái là hủy hết những thứ này ngay hắn không nỡ đâu nói rồi tô tính trực tiếp dùng chiêu đoạt thần chỉ lữ phá thiên muốn ngăn cản cũng không kịp có điều trận pháp kia đúng như lời tô tính nói không bố trí trận pháp tự hủy dưới một chỉ của tô tính trận pháp bị hủy để lộ ra đồ vật trong đó truyền thừa sư môn của thường khôn rất đơn giản chỉ có ba món đồ một là một quyển sách Tô Tính và Lữ Phá Thiên xem lướt qua, trong đó ghi chép đủ loại công pháp ma đạo, có điều hình như mỗi một công pháp đều không trọn vẹn, trong đó cũng có được một phần của Đại Pháp Di Thần Hoáng Huyết. Hai thứ còn lại đều là hộp, một lớn một nhỏ, hộp to thì dài ngang, Tô Tính mở ra, bên trong có một thanh trường đao, có điều nhìn thấy kiểu dáng đó, Tô Tính và Lữ Phá Thiên đồng thời ngạc nhiên nói, Ma Long đoạt tâm đao, Tô Tính từng tại nhìn thấy Ma Long đoạt tâm đao trên chiến trường thượng cổ, hiện tại cây đao đó do điện chủ chiến ma điện thuộc thiên ma cung diệp trường ca nắm giữ còn lữ phá thiên thân là đệ tử đích truyền của ma đạo nhất mạch đương nhiên cũng từng thấy kiểu dáng thần binh ma long đoạt tâm đao của đại thiên ma tôn ngày xưa trong điển tịch huyết ma giáo chỉ có điều sau khi kinh ngạc qua đi hai người đều phát hiện ra thanh ma long đoạt tâm đao này thật ra là giả chính là hàng nhái nhưng trình độ của người làm giả ma long đoạt tâm đao rất cao khiến thanh ma long đoạt tâm đao phỏng chế này cũng đạt đến mức thần binh điều đáng tiếc duy nhất chính là hình như thanh ma long đoạt tâm đao phỏng chế đã từng bị trọng thương từ thần binh hạ xuống cấp thiên binh thậm chí ngay cả khí linh cũng đã hoàn toàn tiêu tan thân đao còn vết rạn nứt nhẹ hiện tại nhất định phải có luyện khí đại tông sư tu sửa mới có khả năng nhất định sửa lại nó bỏ thanh ma long đoạt tâm đao này xuống cảm giác của tô tính và lữ phá thiên đều hơi kỳ quái có vẻ truyền thừa ma đạo trong tiên vực này không đơn giản phương thức luyện chế chui ma long đoạt tâm đao này giống bản gốc như đúc như không phải đệ tử đích truyền chân chính của Đại Thiên Ma Tôn thì không thể nào biết rõ phương pháp luyện chế thần binh của Đại Thiên Ma Tôn. Khi nhìn thấy Ma Long đoạt tâm đao phỏng chế, Tô Tính và Lữ Phá Thiên đã biết truyền thừa ma đạo trong tiên vực này quả thật không đơn giản. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức động thủ mở ra cái hộp thứ hai chỉ lớn bằng bàn tay. Mở cái hộp đó ra, thứ bên trong bất ngờ là một khối cầu bất quy tắc giống như xá lợi Phật cốt, bề ngoài màu đen kịt nhưng bên trên lại có tầng tầng sợi tơ huyết sắc tựa như mạch máu, trông rất tà dị. Tô tính trầm giọng hỏi, đây là viên xá lợi ngày xưa đại thiên ma tôn để lại hả? Lữ phá thiên nghi ngờ nói, hơi hơi giống, nhưng cũng có điểm không giống, căn cứ ghi chép của tổ tiên huyết ma giáo ta, mặc dù xá lợi đại thiên ma tôn lưu lại có hình dạng thế này, nhưng nhỏ hơn cái này rất nhiều, chỉ cỡ ngón cái, mà thứ này đã lớn bằng nắm tay, hơn nửa phía trên còn có đường vân huyết sắc, rốt cuộc đây là thứ gì? Lữ Phá Thiên nói, theo bản năng đưa tay cầm xá lợi kỳ dị này lên, muốn dùng chân khí cảm nhận xem thứ này rốt cuộc là gì. Có điều ngay trong khoảnh khắc Lữ Phá Thiên vừa mới cầm thứ này trong tay, những đường tơ quỷ dị màu đỏ máu trên xá lợi dường như sống dậy, muốn may đâm vào cánh tay của Lữ Phá Thiên, bắt đầu điên cuồng hấp thụ lấy máu tươi trong cơ thể hắn. Vẻ mặt Lữ Phá Thiên lập tức thay đổi, huyết khí quanh người hắn bùng phát, nhưng làm thế nào cũng không vứt được thứ này đi chỉ trong thời gian không đến một nhịp thở sắc mặt hắn đã tái nhợt còn trên xá lợi thì hiện lên màu đỏ tươi quỷ dị sư đệ cứu ta khi lữ phá thiên còn chưa giật mình hô lên tô tính đã chuẩn bị ra tay mặc dù hắn không có tình cảm gì với người sư huynh trên trời rơi xuống lữ phá thiên này nhưng lợi ích song phương giống nhau trên cơ bản không có bất kỳ xung đột nào vậy nên lữ phá thiên có thể tính là một đồng minh đáng tin tô tính không thể để hắn cứ mơ hồ chết đi ở đây như vậy trong khoảnh khắc đó, Duy Ngã Đạo kiếm trong tay Tô Tính ra khỏi vỏ, chuẩn bị chém về phía xá lợi tà dị kia. Nhưng ngay lúc ấy, trên xá lợi tỏa ra ánh sáng đen quỷ dị, trực tiếp chui vào đầu Tô Tính, dù cho trong khoảnh khắc đó Tô Tính đã sử dụng kích thần kiếp bột phát sức mạnh nguyên thần để ngăn cản, nhưng vẫn bị ánh sáng đen chui vào đầu, trong nháy mắt đã chìm vào ảo ảnh. Mà ảo ảnh lần này của Tô Tính rất không tầm thường, trước mắt hắn không có gì cả, chính là một vùng tâm tối nhưng hắn lại là có thể cảm giác được cơ thể mình rơi xuống trong bóng tối vô biên không thể sử dụng một chút sức mạnh nào ảo ảnh quỷ dị này tưởng chừng đã vượt qua tưởng tượng của tô tính viễn thuật của bạch liên giáo hay huyễn ma đạo so với nó căn bản không bằng trạng bã lữ phá thiên bên kia đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh này đã không trông cậy được vào tô tính tốc độ hút máu của thứ này quả thực còn mạnh hơn cả giáo chủ huyết ma giáo là hắn đây cứ thế này chỉ mấy nhịp thở nữa thôi hắn sẽ bị nó hút khô Trước kia đều là lữ phá thiên hút khô người khác, kết quả bây giờ bản thân lại tự lọc hố, chẳng lẽ đây chính là báo ứng. Lúc này lữ phá thiên đã tới không kịp suy nghĩ linh tinh, hắn chợt cắn răng một cái, dựng thẳng bàn tay làm đao, trực tiếp mạnh mẽ chém cánh tay bị cuốn lấy của mình xuống. Với những võ giả khác mà nói, đứt mất một tay không thể nói phế mất võ công, nhưng tối thiểu sức chiến đấu sẽ giảm đi, còn với lữ phá thiên của huyết ma giáo mà nói, hắn có cả bí pháp thần kỳ như tích huyết trùng sinh tái tạo lại chi bị đứt chỉ hơi phiền toái một chút mà thôi xá lợi tà dị cùng với cánh tay rơi xuống đất gần như trong nháy mắt khí huyết trong cánh tay chặt ra đã bị hấp thụ sạch cả cánh tay đều hóa thành tro bụi lúc này tô tính cuối cùng cũng thoát khỏi ảo ảnh kia trong mắt hắn không khỏi lóe lên một tia tàn khốc thứ này thậm chí có thể ảnh hưởng đến hắn nó đến cùng là tà vật gì đối với uy hiếp cỡ này tô tính không có ý định nhân nhượng lần này tô tính thi triển toàn bộ phòng hộ nguyên thần của mình đến cực hạn, chuẩn bị xuất thủ lần nữa cầm viên xá lợi tà dị này, có điều hình như nó có linh trí, biết lần này tô tính chuẩn bị kỹ càng, lữ phá thiên bên cạnh cũng đang nhìn chằm chằm, vậy nên nó không có lựa chọn tiếp tục ra tay, mà là trực tiếp bay lên không trung, trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng, tốc độ nhanh hơn cả cường giả thần kiều cảnh, tô tính cau mày nói, đây rốt cuộc là cái gì? Lữ phá thiên đứng bên sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói mặc kệ nó là cái gì dù sao lão tử không xong với nó đâu tích huyết trùng sinh cần dùng thời gian mười mấy năm đến khôi phục tái tạo chi bị đứt cũng phải mất mấy năm quan trọng nhất là trước khi tự chặt đứt cánh tay lữ phá thiên đã bị thứ này hấp thụ không ít khí huyết chi lực lúc đầu tu vi của hắn bị người của thiếu lâm tự phế bỏ hiện tại vất vả lắm mới trở lại đỉnh phong chân vũ pháp tướng cảnh mà không thương tổn căn cơ kết quả hiện giờ hay rồi một đêm trở lại điểm xuất phát bây giờ hắn có thể duy trì tu vi chân vũ cảnh sơ kỳ đã xem như không tệ rồi, hơn nữa vừa rồi bị hút quá nhiều máu đã tổn thương căn cơ của Lữ Phá Thiên. Mang theo nỗi hận với thứ này, Lữ Phá Thiên trực tiếp đuổi theo, tô tính cũng thế, hai người đều bùng nổ tốc độ nhanh nhất đuổi theo thứ kia. Có điều càng đuổi theo, tô tính càng cảm giác bất thường, bởi vì thứ này đang bay hướng đến Tây Bắc Đạo. Nhận ra điều này, tim tô tính lập tức thóc lên, không ít tâm phúc của tô tính đều ở Tây Bắc Đạo quan trọng nhất là còn có hình nhi ở đó, ngay cả lữ phá thiên cũng chịu không ít thua thiệt trong tay thứ này, hiện tại khắp Tây Bắc Đạo không ai có thể đánh bại được nó, nhưng khổ nổi thứ này bay quá nhanh, dù tô tính và lữ phá thiên sử dụng tốc độ nhanh nhất, nhưng khi đuổi tới gần Tây Bắc Đạo mà ngay cả cái bóng của vật kia cũng không thấy đâu. Đợi đến lúc Tô Tính và Lữ Phá Thiên cuối cùng chạy đến Tây Bắc Đạo, bọn họ đã thấy được bóng dáng vật kia. Hiện giờ mặc dù vật kia vẫn chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng những sợi tơ huyết sắc bên trên đã chằng chịt, gần như che kín xá lợi màu đen. Bởi vì hiện tại thành phi long có vạn la đại trận do chuyển luân vương bày ra, có thể ngăn cản được đến mấy chiêu của cường giả thần kiều cảnh, vậy nên tạm thời thứ này không vào được, còn đang va đập vào trận pháp. Ngay khi tô tính và lữ phá thiên chuẩn bị ra tay, thứ kia đã mạnh mẽ đụng vỡ trận pháp, tiến vào trong thành phi long. Thấy cảnh này, sắc mặt của tô tính bỗng nhiên biến đổi, cũng dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào trong thành có điều cuối cùng xá lợi tài dị này không bay về phía vương phủ của tô tín mà là bay về phía một căn nhà bên cạnh vương phủ căn nhà này chính là chỗ ở của lãnh vô ma những người dưới trướng tô tín ví dụ như lý phôi hoàng bỉnh thành đều có một căn nhà của riêng mình cũng đại biểu cho thân phận của bọn họ lãnh vô ma có thực lực dương thần cảnh hiện tại hắn tiếp tục quản lý huyết thần giáo đương nhiên có tư cách này lúc này lãnh vô ma đang trong phòng mình tu luyện nhưng cảm giác nguy cơ cực mạnh bỗng nhiên truyền đến khiến đáy lòng hắn chật lạnh lẽo nhưng lãnh vô ma không cảm nhận được cảm giác nguy hiểm này xuất phát từ đâu nơi này chính là thành phi long tây bắc đạo thành phi long do huyết kiếm thần tôn tô tính một trong những người mạnh nhất trên giang hồ bây giờ nắm giữ dù cỡ như đạo môn chi chủ triệu cửu lăng cũng không dám tùy tiện động đến thành phi long ai lại có thể tấn công vào nơi này ngay khi lãnh vô ma muốn ra ngoài xem đến cùng có chuyện gì xảy ra một đồ vật đen xì bên trên chi chiếc sợi tơ huyết sắc nồng đậm đột nhiên bay vào. Trong ánh mắt kinh hãi của lãnh vô ma, những sợi tơ huyết sắc kia chuyển động, trực tiếp bao phủ cả người lãnh vô ma vào trong. Có điều lần này xá lợi tà dị không hút máu nữa, mà truyền sức mạnh trong xá lợi vào cơ thể lãnh vô ma, làm viên xá lợi càng ngày càng nhỏ. Đến khi tô tính và lữ phá thiên tới trước mặt lãnh vô ma, viên xá lợi tà dị màu đen này đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể lãnh vô ma chỉ có những sợi tơ huyết sắc vẫn đang bám vào bên ngoài cơ thể lãnh vô ma có vẻ vô cùng kỳ dị tô tính và lữ phá thiên không hành động thiếu suy nghĩ không phải bọn họ không muốn hành động mà là hiện giờ khí tức trên người lãnh vô ma thực sự quá quái lạ hắn vốn chỉ ở dương thần cảnh hiện tại cũng vẫn là dương thần cảnh nhưng tô tính và lữ phá thiên lại có một cảm giác kỳ quái đó chính là bây giờ lãnh vô ma đứng đây hắn chính là chủ nhân mảnh trời này nhất niệm phá vỡ hư không nhất niệm sáng tạo vật chất, đã hoàn toàn chi phối thế giới này. Sự kiên kỵ cực mạnh trào lên trong lòng hai người tô tính và lữ phá thiên, điều này cũng khiến hai người không lỗ mãn ra tay. Lúc bấy giờ lãnh vô ma xoay xoay cổ, toàn bộ những sợi tơ huyết sắc trên người đều dung nhập trong cơ thể hắn, lãnh vô ma sờ đầu ngẫm nghĩ, cuối cùng chợt nở nụ cười, thanh âm kia trầm thấp, nhưng lại có cảm giác khiến người ta rợn tóc gáy. Ha ha, một vạn năm, thế giới này thay đổi nhanh thật đấy, lão nhân hoàng, ngươi vừa bế quan nhất thế hoàng triều ngươi thành lập năm đó cũng lập tức sụp đổ ngay còn gì tên mũi trâu và lừa trọc chết tiệt ban đầu đứng về phía ngươi nhưng vậy thì đã sao ngươi tưởng rằng bọn họ thật tâm trung thành với ngươi hả đúng là nực cười bây giờ trên giang hồ thế lực của phật tông và đạo môn lớn vô cùng ngay cả ma môn ta cũng vẫn truyền thừa đến giờ còn hậu duệ của khương gia ngươi thì không dám sử dụng cả chiêu bài của hoàng tộc đúng là buồn cười mà lãnh vô ma đứng đó vừa cười vừa nói, giống như gặp chuyện gì cực kỳ vui mừng. Từ lời hắn nói, Tô Tính và Lữ Phá Thiên đã đoán ra được điều gì, phát hiện này khiến cõi lòng bọn họ lạnh rung. Nếu như bọn họ không đoán sai, vậy lãnh vô ma trước mắt đã không còn là lãnh vô ma, mà là thủy tổ ma đạo thượng cổ, cường giả thông thiên cảnh khi xưa giao tranh với nhân hoàng, đại thiên ma tôn. Đại thiên ma tôn khi xưa vậy mà mãi vẫn chưa chết, chính xác hẳn là hắn để lại một tia sinh cơ cuối cùng chôn giấu trong viên xá lợi tà dị kia mãi đến hôm nay sau một vạn năm không biết vì nguyên nhân gì đại thiên ma tôn mới hoàn toàn sống lại đồng thời chiếm cứ thân thể của lãnh vô ma đối với chuyện người trước mắt này chính là đại thiên ma tôn hiện giờ ngoài khiếp sợ ra tô tính và lữ phá thiên không còn bất kỳ cảm xúc nào khác dù sao trước kia bất kể là tô tính hay lữ phá thiên đều biết rất rõ về đại thiên ma tôn hai người bọn họ đều cho rằng chắc chắn đại thiên ma tôn đã chết trong tay nhân hoàng không ngờ đối phương vẫn còn chuẩn bị đường lui về sau sống sờ sờ đứng ở đây lúc này có vẻ đại thiên ma tôn vừa mới tiêu hóa xong tất cả ký ức của lãnh vô ma hắn nhìn tô tính cười nói tô tính đúng không chật chật không ngờ một vạn năm sau trên giang hồ lại xuất hiện nhân vật tài giỏi cỡ như ngươi nếu ở thượng cổ ngươi tuyệt đối cũng là kẻ có thể tranh đấu với đám già chúng ta chỉ tiếc ngươi lại xuất hiện ở thời điểm này đúng là đáng tiếc Nói rồi đại thiên ma tôn lại đưa mắt nhìn sang lữ phá thiên, lắc đầu nói, ngươi truyền thừa đại pháp di thần hoáng huyết của bản tôn, cũng coi như đệ tử đích truyền của ma đạo ta, hiện tại gặp được thủy tổ, có sao vẫn chưa quỳ lạy hành lễ, trước cường già thông thiên cảnh trong truyền thuyết, ban đầu lữ phá thiên đúng là rất hoảng sợ, đặc biệt đối phương còn là thủy tổ của ma đạo nhất mạch mình. Nhưng võ giả cấp bậc như Lữ Phá Thiên, bọn họ đều đã đứng trên đỉnh cao nhất của giang hồ, thông thiên thì sao? dù là nhân hoàng đứng ở trước mặt hắn hắn cũng sẽ không quỳ lạy chớ nói gì ban nãy vị thủy tổ này đã hại hắn phải tự chặt đứt một cánh tay để giữ mạng vậy nên lữ phá thiên không khách khí chút nào hắn trực tiếp giận giữ mắng ta lạy con mẹ ngươi lão tử thật vất vả mới khôi phục lại đến pháp tướng cảnh đỉnh phong kết quả lại bị ngươi phá hỏng căng cơ mất mấy chục năm cũng chưa chắc có thể tu luyện lại được thế mà đại thiên ma tôn không có so đo với lời chỉ mắng của lữ phá thiên hắn thậm chí cười to hai tiếng nói, ha ha. Quả nhiên không hổ là truyền nhân của ma đạo nhất mạch ta, tốt, có cá tính, có điều ngươi hơi nhỏ mọn rồi đấy, chỉ gãy một cánh tay, thương tổn căng cơ thôi mà, bản tôn truyền cho ngươi một bí pháp, cam đoan trong vòng một năm, ngươi có thể khôi phục như ban đầu, lữ phá thiên ngẩn người, ngay sau đó đại thiên ma tôn lại nói với hai người, các ngươi không cần cảnh giác ta như thế, các ngươi cũng không phải hậu duệ của lão nhân hoàng, ta không có sát ý với các ngươi, các ngươi có gì mà phải sợ, tô tính muốn nói cái gì, nhưng lúc này đám lý phôi bên ngoài phát hiện ra động tĩnh nơi này, dẫn người chạy đến, tô tính nhíu mày nói, nơi này không có việc gì, các ngươi lui xuống trước đi, nghe thấy tô tính nói thế, mấy người lý phôi mới nghi hoặc lắc đầu, dẫn người lui ra, tô tính nhìn đại thiên ma tôn trước mắt, trầm giọng nói, ngươi nói ngươi không có ác ý, nhưng vừa rồi nếu sư huynh của ta không tự chặt một tay, chỉ sợ hắn đã bị ngươi hút khô, chuyện này ngươi giải thích thế nào đây? Đại thiên ma tôn giang tay ra nói, khi đó ta căn bản không khống chế được bản thân, ta là người đã chết một lần đấy, trong ma tôn xá lợi chỉ lưu lại một phần ý thức của ta thôi, khi không tỉnh táo, chỉ có thể làm việc theo bản năng, làm sao phân rõ được địch ta, tô tính cao mày nói, một phần ý thức. Thời kỳ thượng cổ, ma tôn đại nhân ngươi đã bị nhân hoàng giết chết, cơ thể bây giờ ngươi đang nhập vào là yêu linh sinh ra từ nguyên thần tiêu tán của ngươi kết quả hiện tại ngươi vẫn còn sống không biết ma tôn đại nhân có thể giải đáp những nghi hoặc này cho chúng ta không đại thiên ma tôn tùy ý vung tay lên nói cũng không phải bí mật gì sao không thể nói căn cứ theo ký ức của yêu linh này hẳn các ngươi đều biết đoạn lịch sử thời thượng cổ kia thật ra chính là hụt hạch giữa ta và lão nhân hoàng kia lão nhân hoàng mạnh thật nhưng hắn muốn ta làm thuộc hạ của hắn thì căn bản không có khả năng tên mũi trâu đạo môn và con lừa trọc chết tiệt Phật môn sẵn sàng làm chó cho nhân hoàng, chứ bản tôn không thèm. Vậy nên sau khi hạo thiên thượng đế của thiên đình và phong đô đại đế của địa phủ liên thủ ám sát nhân hoàng thất bại, ta đã bắt tay với một số cường giả Tây Vực, chuẩn bị đánh lén nhân hoàng. Có điều lúc trận chiến đó chưa bắt đầu ta đã biết, kết cục cơ bản là thập tử vô sinh, bắt đầu từ khi nhân hoàng một trận chiến giết chết ba đại thánh yêu tộc, thực lực của hắn đã vượt xa những thông thiên chúng ta, thậm chí chạm đến lĩnh vực không biết vì thế trước trận chiến đó ta đã phong kín một phần ý thức của mình vào viên ma tôn xá lợi kia hơn nữa còn là phong kín ở mức sâu nhất sau khi bị phong kín ý thức của ta hoàn toàn biến mất chỉ còn lại bản năng như vậy mới có thể đảm bảo không bị lão nhân hoàng phát hiện nói thật lúc trước bản tôn hoàn toàn không ngờ mình còn có thể sống lại một lần nữa sau khi ta chết ma tôn xá lợi hoàn toàn mất liên hệ với bản thể của ta bắt đầu phiêu đẳng khắp nơi theo bản năng có điều bản năng của ta rất thông minh, biết đạo lý điểm mù dưới đèn, chủ động chạy tới chỗ một võ giả dưới trướng nhất thế hoàng triều, vẫn luôn ngủ đông, chờ đến khi vào tiên vực, lão nhân hoàng đã bế quan hơn ngàn năm, ma tôn xá lợi mới bắt đầu hành động theo bản năng của ta, tiết lộ một phần công pháp ma đạo dụ dỗ võ giả tu hành, sau đó ta bị động hấp thụ ma khí bọn họ phát ra, nuôi dưỡng ma tôn xá lợi, có điều quá trình này dài đằng đẵng, bởi vì ma tôn xá lợi chỉ có bản năng, cho nên cùng lắm chỉ có thể tiết lộ một vài mảnh rời rạc của công pháp ma đạo dù hút bọn họ đến chết cũng không lấy được bao nhiêu ma khí các ngươi cũng đều thấy được nếu vị truyền nhân ma đạo này của ta không cầm lấy ma tôn xá lợi dùng máu tươi ma khí thuần khiết đánh thức ý thức của ta chỉ sợ không biết bao nhiêu năm về sau ta mới có thể tỉnh lại thậm chí có khả năng bởi vì thời gian quá lâu ý thức triệt để tiêu tán mãi mãi không tỉnh lại đại thiên ma tôn nói rất hời hợt nhưng tô tính và lữ phá thiên lại có thể nhận ra rõ ràng quả nhiên vị này không hổ là thủy tổ ma đạo căn bản không coi mạng người ra gì e là trước nay võ giả tu luyện ma công trong tiên vực không có mấy ai được chết yên lành lần này tô tính giết thường khôn nếu không dù thường khôn không bị tô tính giết cũng nhất định sẽ bị ma tôn xá lợi hại chết nhưng đại thiên ma tôn có thể sống lại lần nữa đúng là một sự trùng hợp nếu tô tính không đánh vào thiếu lâm tự thả lữ phá thiên ra vậy thì chuyện về ma tôn xá lợi sẽ không ai biết được. Mà nếu phong thiên vực không chọc vào tô tính, thường không cũng sẽ không bị tô tính giết chết, làm tô tính và lữ phá thiên nảy sinh nghi ngờ đi tìm ma tôn xá lợi, có thể nói tất cả đều do vô số sự trùng hợp tạo thành, như bản thân đại thiên ma tôn nói, chiêu này hắn chơi còn nguy hiểm hơn cả tích huyết trùng sinh, dù sao tích huyết trùng sinh giữ lại nguyên thần của bản thân, còn có thể tự khôi phục cơ thể, thực lực của mình, còn đại thiên ma tôn làm vậy căn bản không khác gì đang tìm vận may không cẩn thận một cái thôi hắn mãi mãi sẽ không tỉnh lại tô tính trầm giọng nói lãnh vô ma này chính là sự chuẩn bị ngươi lưu lại chuẩn bị thân thể để bản thân người sống lại dùng đại thiên ma tôn im lặng nói bản tôn đã nói rồi chiêu này của ta khi xưa thuần túy là đang tìm vận may ta cũng không phải lão mũi trâu đạo môn có thể tính toán xa như vậy nói đơn giản thì hiện tại ta chỉ là một phần ý thức một đoạn ký ức do đại thiên ma tôn phong ấn sau khi ta bị phong ấn bản thể của ta chiến đấu với nhân hoàng ra sao ta cũng không biết làm sao có thể tính tới chuyện nguyên thần của mình không tiêu tán rồi lại sinh ra yêu linh từ đó còn trùng hợp xuất thế cùng ta nhưng nếu nói đến sự chuẩn bị đúng là ta có một cái đó chính là ma long đoạt tâm đao kể cả không tìm được cơ thể phần ý thức này của ta cũng có thể tạm thời bám vào ma long đoạt tâm đao tồn tại như khí linh như vậy có thể gián tiếp điều khiển võ giả dùng đao, không khác bản thân ta trùng sinh mấy, cùng lắm thì về sau lại nghĩ cách đổi một cơ thể khác là được. Thanh ma long đoạt tâm đao phỏng chế các ngươi nhìn thấy chính là phương pháp bản năng của ta tiết lộ ra, chỉ tiếc lúc ấy chủ nhân dùng thanh đao này bị người ta giết chết, binh khí khó khăn lắm mới luyện chế thành công, cuối cùng cũng bị hủy. Đến khi ta khôi phục ý thức, ta cảm nhận được trên giang hồ có khí tức của binh khí ma long đoạt tâm đao chân chính, còn có khí tức của một sinh vật cùng cội nguồn với bản thể của ta trong tình huống đó ta cần lựa chọn hả đương nhiên phải chọn cơ thể đồng nguyên với bản thể của ta trước rồi tô tính không nói gì trên mặt hắn chỉ biểu hiện vẻ quái dị lần này xem như dịp trường ca ăn may nếu không một khi ý thức của đại thiên ma tôn bám vào ma long đoạt tâm đao dịp trường ca chắc chắn sẽ trở thành một con rối nhưng so với dịp trường ca may mắn lãnh vô ma lại vô cùng xui xẻo Bản thân lãnh vô ma biết thân phận mình là yêu linh, vậy nên ban đầu lãnh vô ma mới đặt tên cho mình là vô ma, ý là muốn hoàn toàn thoát khỏi thân phận bản thân mình là một phần của đại thiên ma tôn, muốn trở thành một sinh linh hoàn toàn độc lập, nhưng kết quả bây giờ lại tràn ngập sự trào phúng, đến cuối cùng hắn vẫn bị đại thiên ma tôn chiếm cứ hoàn toàn thân thể, không thể không nói đây là một câu chuyện cười, tô tính nhìn đại thiên ma tôn, lạnh nhạt nói, hiện tại ma tôn đã sống lại rồi vậy không biết sau này ma tôn chuẩn bị làm gì còn có một điều lãnh vô ma ngươi thôn vệ là thuộc hạ của ta giúp ta quản lý huyết thần giáo ngươi trực tiếp thôn vệ hắn chẳng lẽ không định cho ta một câu trả lời thỏa đáng sao tôi tính bước lên trước một bước khí thế xung quanh ảnh hưởng thiên địa thậm chí đã tạo thành một lĩnh vực bao phủ đại thiên ma tôn bên trong đó trong nháy mắt khí thế nổ tung cực kỳ căng thẳng lữ phá thiên chỉ hơi sửng sốt một chút rồi bình thường trở lại Lữ Phá Thiên hắn khi xưa chính là nhân vật đứng hàng đầu giang hồ, tất nhiên có sự kiêu ngạo của bản thân mình, thế nên dù cho Đại Thiên Ma Tôn là thủy tổ ma đạo, hắn cũng dám chỉ tay vào mũi Đại Thiên Ma Tôn tức giận chỉ mắng. Mà hiện giờ uy thế của tô tính thậm chí mạnh hơn cả Lữ Phá Thiên năm xưa, lúc trước Lữ Phá Thiên bị người người đánh chửi, kết quả bây giờ tô tính có thể đánh vào sơn môn của Thiếu Lâm tự, vì thế càng khiến người ta kinh ngạc hơn. Tô tính với tính cách như thế dù trước mặt hắn có là đại thiên ma tôn cường giả thông thiên cảnh quá khứ thì đã sao người sư đệ nhặt được này của hắn không phải kiểu người bị thua thiệt sẽ chịu cúi đầu bầu không khí giữa đại thiên ma tôn và tô tính bỗng chốc trở nên dương cung bạc kiếm ngay cả đại thiên ma tôn cũng không nghĩ tới tô tính lại nói ra những lời như thế mãi hồi lâu sau đại thiên ma tôn bỗng nhiên cười lạnh nói hiện giờ võ giả trên giang hồ to gan thật đấy ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không ngươi còn dám bảo ta phải trả lời thỏa đáng, nên biết rằng ở thời thượng cổ, cho dù là nhân hoàng cũng chưa từng bắt ta phải xử lý thỏa đáng với hắn, tô tính lạnh nhạt nói, thông thiên cảnh trước kia thì thế nào? Ma tôn đại nhân, trước kia ngươi là thông thiên cảnh, bây giờ ngươi vẫn là thông thiên sao, vừa nói dứt lời, ánh mắt tô tính lập tức trở nên vô cùng sắc bén, nhìn thẳng vào đại thiên ma tôn. Trước đó bất kể Tô Tính hay Lữ Phá Thiên đều theo bản năng cho rằng thực lực của Đại Thiên Ma Tôn rất mạnh, mà đúng là thực lực của hắn rất mạnh thật nhưng trên thực tế lại không giống với cường giả thông thiên cảnh trong tưởng tượng của bọn họ ban đầu đại thiên ma tôn chưa khôi phục ý thức chỉ theo bản năng sử dụng một loại huyễn thuật ma đạo khiến tô tính trúng chiêu đòn này để lại ấn tượng cực sâu cho tô tính cũng khiến tô tính theo bản năng cho rằng đây mới là thực lực chân chính của thông thiên cảnh làm hắn căn bản không có cơ hội ngăn cản nhưng cho tới bây giờ hắn mới phản ứng được đại thiên ma tôn quá khứ sớm đã không còn là thông thiên hắn cũng không có khả năng giữ lại sức chiến đấu của thông thiên cảnh dưới sự thúc đẩy của bản năng ma tôn xá lợi tấn công tô tính trong nháy mắt đó tô tính không kịp phản ứng nên mới trúng chiêu nhưng đến khi hắn lấy lại tinh thần giúp toàn lực phòng ngự sức mạnh nguyên thần ngược lại ma tôn xá lợi chạy trốn tất cả đều không do ý thức của đại thiên ma tôn điều khiển toàn bộ đều là bản năng phản ứng của ma tôn xá lợi vì vậy với bản năng sức mạnh của ma tôn xá lợi thật ra không đánh lại tô tính vậy nên nó mới lập tức lựa chọn chạy trốn vì thế đừng nhìn hiện tại ý thức của đại thiên ma tôn đã khôi phục nhưng trên thực tế nếu đơn thuần chỉ so lực lượng hắn vẫn kém tô tính đừng thấy bây giờ khí thế quanh người đại thiên ma tôn đáng sợ thậm chí đã đến trình độ chi phối một mảnh thiên địa nhưng cảnh giới của bản thân hắn vẫn ở dương thần cảnh chỉ có điều vì ý thức của hắn cảm ngộ của hắn đều ở thông thiên cảnh vậy nên với thực lực dương thần cảnh hắn cũng có thể phát huy ra uy lực cực mạnh tô tính không biết uy lực cụ thể mạnh bao nhiêu nhưng tô tính có thể cam đoan chắc hẳn mình có thực lực đánh một trận với hắn một lúc lâu sau trên mặt đại thiên ma tôn bỗng nhiên nở nụ cười tre da măng mọc quả nhiên ta không nhìn lầm nếu ngươi sinh ra ở thượng cổ nhất định cũng là nhân vật kinh tài tuyệt diễm tiền đồ chắc chắn sẽ sáng sủa hơn hiện tại trong trí nhớ của yêu linh này có một số thứ rất thú vị ví dụ như vô sinh lão mẫu thuộc bạch liên giáo đã bị vây công đến chết kia còn có mạnh kinh tiên thuộc dịch kiếm môn những người này đều giống như ngươi ở thời đại thượng cổ tiền đồ chắc chắn không thể lường được chỉ tiếc hiện tại bất kể là tô tính ngươi hay mạnh kinh tiên kia dẫu các ngươi tu luyện một vạn năm cũng không đạt tới thông thiên cảnh ngươi nói cái gì tô tính lập tức nhíu mày lại sao đại thiên ma tôn này nói năng câu đầu không liên quan gì đến câu sau cả trước đó còn khen hắn tiền đồ vô lượng câu sau đã biến thành hắn tu luyện một vạn năm cũng không thể đạt tới thông thiên đại thiên ma tôn cười đắc ý nói vừa nãy không phải ngươi đòi ta cho một câu trả lời thỏa đáng sao cốt ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng ta thôn vệ thuộc hạ của ngươi nhưng ta cũng nói cho ngươi biết bí mật phương pháp đạt đến thông thiên cảnh công đạo này đã đủ chưa lời vừa nói ra dù là tô tính hay lữ phá thiên trong mắt hiện rõ vẻ chấn động ai trong bọn họ cũng không ngờ tới đại thiên ma tôn lại nói cho bọn họ những chuyện này phải biết từ cuối thời kỳ thượng cổ sau khi vũ tổ tấn thăng thông thiên khắp giang hồ không còn xuất hiện bất kỳ một vị thông thiên nào nữa người đến gần thông thiên cảnh nhất chính là vô sinh lão mẫu trước kia đáng tiếc cuối cùng vô sinh lão mẫu cũng bỏ mạng ngoài vô sinh lão mẫu có lẽ những người khác đã đi rất xa trên con đường thần kiều cảnh nhưng còn xa mới tới cấp thông thiên giống như thích đạo huyền bây giờ hiện tại đại thiên ma tôn chịu nói ra bí ẩn liên quan tới thông thiên cảnh, đối với tô tính và lữ phá thiên đã từng đạt tới thần kiều cảnh, tin tức này có sức hấp dẫn rất lớn. Đại thiên ma tôn nhìn biểu cảm của tô tính và lữ phá thiên, không kìm được cười cười nói, các ngươi đừng vui mừng quá sớm, ta biết cách đạt đến thông thiên cảnh, tại thời thượng cổ, với thực lực của tô tính ngươi có thể tấn thăng lên thông thiên, tranh đấu với đám lão già chúng ta. Nhưng bây giờ thì dù ngươi tích lũy nhiều hơn nữa, rất có thể đến chết vẫn không thể đạt đến thông thiên nguyên nhân không phải ở ngươi mà là tại thế giới này nên bây giờ ngươi chỉ có thể nhận mệnh thông thiên cảnh ha ha sớm đã không còn tồn tại tô tính cau mày nói ngươi là có ý gì đại thiên ma tôn nói hơi mập mờ nhưng theo cảm nhận của tô tính lời đại thiên ma tôn nói có vẻ không lừa gạt hắn bởi vì trước đó đại thiên ma tôn đã nói những lời tương tự rồi đại thiên ma tôn hơi lim dim mắt giống như đang nhớ lại điều gì một lúc sau hắn mới nói thông thiên cảnh khác với pháp tướng và thần kiều võ giả tấn thăng đến pháp tướng hay thần kiều đều cần tự mình tu luyện nhưng nếu ngươi muốn tấn thăng thông thiên vậy cần một cơ duyên không có cơ duyên này không ai có thể tấn thăng đến thông thiên cái gọi là thông thiên cảnh ý trên mặt chữ chỉ tồn tại cùng trời đất trở thành cường giả chân chính đặt ra quy tắc trong thiên địa này đạt tới cảnh giới đó đầu tiên bản thân ngươi phải có đủ tu vi thứ hai phải được cả thiên địa tán thành bởi vì quy tắc thiên địa có hạn ngày xưa đạo tổ đã từng bói ra thiên địa này chỉ có thể tiếp nhận chính thông thiên bất kể là tô tính hay lữ phá thiên đều lần đầu tiên nghe nói tới bí mật này trên mặt hai người hiện rõ vẻ giật mình tô tính trầm giọng hỏi vậy cơ duyên đó rốt cuộc ở đâu đại thiên ma tôn lắc đầu nói không phải ở đâu mà nên là vào thời điểm nào dựa theo suy đoán của lão mũi trâu kia chỉ duy nhất vào thời điểm thiên địa biến đổi lớn quy tắc thiên địa biến hóa, võ giả chúng ta mới có thể nhân cơ hội lẻn vào, khống chế toàn bộ thiên địa, đạt tới cảnh giới thông thiên tuyệt địa. Kỳ thực nói thẳng ra, thông thiên chính là trộm thiên cơ, đợi đến lúc thiên địa này xảy ra biến đổi lớn, ý chí thiên địa và quy tắc suy yếu nhất, chúng ta có thể nhân cơ hội đó, trộm được một tia thiên cơ, trở thành chúa tể thế giới này tựa như thiên địa, đây mới là ý nghĩa thực sự của thông thiên cảnh. Nếu không mặc cho ngươi tu luyện thế nào, dù ngươi tích lũy sức mạnh đến trình độ như vô sinh lão mẫu ngày xưa, không có cơ duyên này, ngươi cũng không thể tấn thăng thông thiên. Còn có một điều lão mũi trâu đã tính ra, rằng số chính là số lớn nhất, nhiều nhất chỉ có thể có chính cường giả thông thiên cảnh, thiên địa này tối đa cũng chỉ cho phép chính người trộm thiên cơ, trở thành thông thiên. Tô tính và lữ phá thiên quay sang nhìn nhau, có lẽ bây giờ trên giang hồ, chỉ có bọn họ biết tin tức bí mật này, ai cũng không ngờ đột phá thông thiên còn có yêu cầu như thế. Tô Tính Nhi vấn hỏi, vậy thời thượng cổ, thật sự chỉ có chính thông thiên, ngoại trừ chính người này, nhân tộc không còn người nào đạt đến thông thiên nữa ư, nghe thấy Tô Tính hỏi vậy, đại thiên ma tôn bổng trầm mặt, một lát sau hắn mới nói, có, nói chuẩn xác thì nhân tộc hẳn đã có 10 vị thông thiên, người được thêm vào là ai? Một bên lữ phá thiên hỏi, nhân hoàng, vừa nghe đến hai chữ này, Tô Tính lập tức sững sờ, hắn nghi ngờ nói, nhân hoàng không phải võ giả cùng thế hệ với các ngươi hả? Vì sao hắn lại thành người được thêm vào, khóe miệng đại thiên ma tôn nở một nụ cười khổ, hắn nói, ta cũng không biết, lúc trước khi chúng ta chưa trở mặt với nhân hoàng, lão mũi trâu đạo tổ đã từng giết lạc thủy ngao vương của yêu tộc, luyện chế võ của hắn thành tiên thiên càng không bát quái đồ, dùng thần khí diễn toán về thiên cơ này để bói nhân vật thông thiên cảnh, mặc dù không bói ra tên họ cụ thể danh tự, nhưng các đặc điểm đều lần lượt tương ứng với chúng ta duy nhất không khớp với nhân hoàng có điều khi đó tính cả nhân hoàng chỉ có chính người thông thiên cảnh mặc dù không tương ứng với các đặc điểm nhưng chúng ta chỉ cho rằng tu vi diễn toán thiên cơ của lão mũi trâu chưa đến nơi đến chốn thế nên xảy ra một chút sai lầm thậm chí bản thân lão mũi trâu cũng cho là như vậy nhưng bây giờ ta thôn vệ ký ức của lãnh vô ma lại phát hiện sau khi lão nhân hoàng vào tiên vực trên giang hồ lại xuất hiện một vũ tổ khi đó chính là thời kỳ cuối thiên địa biến đổi lớn, cũng là thời điểm cuối cùng có thể tấn thăng thông thiên, đặc điểm của vũ tổ giống người thứ chính lão mũi trâu bói ra như đúc. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ thực ra lão mũi trâu không bói sai, thông thiên cảnh chính xác chỉ có chín người, nhân hoàng mới là người thêm vào, hoặc nói nhìn từ thiên cơ, hắn căn bản không nên tồn tại. Nói đến đây, khóe miệng đại thiên ma tôn có ý cười đắng chát, nếu như lão mũi trâu bói chuẩn, toàn bộ chúng ta vốn là những thông thiên cảnh đứng trên đỉnh cao lại bị một người tồn tại ngoài ý muốn dẫm dưới chân, nói đến cũng thật mỉa mai, tô tính và lữ phá thiên đưa mắt nhìn nhau. Lượng tin tức trong câu chuyện Đại Thiên Ma Tôn nói có hơi lớn, quan trọng nhất chính là hiện giờ những điều này do Đại Thiên Ma Tôn nói ra, cụ thể thật giả thế nào, bọn họ cũng không phân biệt được, vì thế Tô Tính lập tức bỏ qua những nghi hoặc kia, hắn hỏi thẳng, hiện tại Ma Tôn Đại Nhân Ngươi đã sống lại một lần nữa, không biết tương lai ngươi có tính toán gì không đại thiên ma tôn lắc lắc đầu nói ta có thể sống sót thuần túy là ngoài ý muốn các ngươi cũng không phải hậu duệ của lão nhân hoàng ta sẽ không đối địch với các ngươi huống hồ dù ta muốn đối địch với các ngươi cũng không có cơ hội từ thần kiều rơi xuống chân vũ còn có thể tu luyện lại nhưng thông thiên cảnh đặc thù một khi đã rơi xuống trừ phi gặp thời khắc thiên địa biến đổi lớn nếu không ta mãi mãi cũng không thể tu luyện lại cho nên ta chỉ chuẩn bị trước tiên khôi phục thực lực, thuận tiện chỉnh đốn sức mạnh của ma đạo tông môn ta hiện tại, đi đòi lãi từ hậu duệ của lão nhân hoàng. lựa chọn của đại thiên ma tôn cũng coi là hợp tình hợp lý, vì cường giả thông thiên cảnh thượng cổ này cũng không tốt tính đến thế. nếu không lúc trước hắn chỉ cần lựa chọn thần phục nhân hoàng, vậy hắn cũng sẽ tiếp tục sống giống như đạo tổ và phật đà, nhưng hắn cố tình lựa chọn con đường thập tử vô sinh, nhất định phải cứng đối cứng với nhân hoàng hiện tại e là khương viên trinh còn không biết mình đã bị một kẻ địch thế nào nhòm ngó tô tính trầm giọng nói đúng rồi ma tôn đại nhân ta còn muốn hỏi một việc chính vị thông thiên thượng cổ có những ai hiện tại số lượng cường giả thông thiên cảnh truyền lại trên giang hồ không đến chín người đại thiên ma tôn nói rất bình thường bởi vì chết sớm thôi không tính vũ tổ về sau chính thông thiên các ngươi biết lần lượt là sáu người ta nhân hoàng đạo tổ phật đà hạo thiên thượng đế phong đô đại đế ba người còn lại đã qua đời trước khi yêu tộc bị đánh bại một trong ba người này là kiếm thánh mặt ly người này là thủy tổ kiếm đạo là cường giả mạnh nhất trong số các kiếm tu thiên hạ hắn chết đầu tiên khi đó lão nhân hoàng còn chưa sáng lập ra nhất thế hoàng triều chính thức đối kháng yêu tộc vì người yêu của mình bị yêu tộc giết chết kiếm thánh mặt ly trong cơn nóng giận đã xông vào thánh địa hư côn luân của yêu tộc liều chết đánh trọng thương bốn yêu thánh cuối cùng qua đời khi xưa nhất thế hoàng triều của nhân hoàng có thể cuộc khởi cũng là nhờ uy thế của yêu tộc giảm mạnh sau khi bốn vị yêu thánh bị trọng thương, vậy nên mới không thể tập trung hết tất cả lực lượng vào nhất thế hoàng triều, nếu không nhân hoàng cuộc khởi tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Đại thiên ma tôn ngừng một chút rồi nói, thông thiên chết thứ hai chính là Đông Hải Long Vương, tô tính nhíu nhíu mày nói, Long Vương. Đây không phải danh hiệu chỉ yêu tộc mới có sao, hiện tại võ giả thoải mái đặt đủ loại danh hiệu. Nhưng ở thời thượng cổ, một nhân tộc lại dám xưng Long Vương, đó căn bản là đang gây hấn với yêu tộc. Trên mặt Đại Thiên Ma tôn hiện lên vẻ khinh thường, tên đó là nhân tộc nhưng lại đứng về phía yêu tộc. Đừng tưởng khi đó toàn bộ yêu tộc và nhân tộc đều không đội trời chung, thật ra có không ít người trong nhân tộc sẵn sàng làm chó săn cho yêu tộc. Đông Hải Long Vương chính là một kẻ trong số đó, hắn là nghĩa tử của Phúc Hải Đại Thánh, một trong thất đại thánh yêu tộc ngày xưa, bởi vì có tài nguyên của yêu tộc trợ giúp, hắn đạt đến thông thiên đầu tiên rất được Phúc Hải Đại Thánh tín nhiệm, được hắn giao quyền trấn thủ hải vực Đông Hải, ở chính nội hải bây giờ, thế nên xưng là Đông Hải Long Vương. Tên này làm người âm hiểm xảo trá, lúc trước nhân hoàng thuyết phục hắn quay về với chính nghĩa, ở thời khắc mấu chốt phản lại yêu tộc, hắn giả vờ đồng ý, thực ra muốn hãm hại nhân hoàng, nhưng tên này lại không biết, đo trình mưu tính, có mấy người trong thiên hạ này vượt qua lão nhân hoàng kia, trò mèo của hắn sớm đã bị lão nhân hoàng nhìn thấu, không tính kế được nhân hoàng ngược lại còn bị lão nhân hoàng tính kế cuối cùng bị giết chết tô tính gật đầu hắn cũng không cảm thấy kỳ lạ trước chuyện này thông thiên cảnh cũng là người đương nhiên không có chuyện ai cũng có thể hiên ngang lẫm liệt đứng ra làm anh hùng vì chủng tộc của mình trước kia nhân hoàng được giang hồ ca tụng không khác gì chú cứu thế nhưng càng hiểu rõ thông tin về nhân hoàng lúc trước tô tính càng cảm thấy nhân hoàng chân chính và người trong truyền thuyết giang hồ tưởng chừng như hai người tính cách của nhân hoàng được ví như thánh nhân có bá đạo tàn nhẫn am hiểu đùa bẩn quyền mưu thủ đoạn thậm chí để diệt trừ đối lập hắn dám buông tha yêu tộc nhân hoàng đã là người như thế hiện tại xuất hiện một thông thiên nhận yêu làm cha cũng không có gì kỳ quái người cuối cùng thì sao đại thiên ma tôn ngừng một chút nói vị thông thiên cuối cùng chính là một cô gái tất cả mọi người đều gọi nàng là nguyệt thần nhắc đến cái tên này trong mắt đại thiên ma tôn mang từng tia hồi ức lúc lâu sau hắn mới nói từ trước đến nay trên giang hồ đều do đàn ông thống trị con gái có thể bước lên địa vị cao cực kỳ ít mà nguyệt thần có thể trở thành thông thiên cũng có thể nói là trước không có sau cũng không có ngươi biết bốn chữ phong hoa tuyệt đại là thế nào không tại thời thượng cổ bốn chữ này chính là dùng để miêu tả nguyệt thần nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha